Chương 341: Sư tử và chó. Mưa phùn tiếp tục chút xuống. Trang Hạo Nhiên cũng không có nói câu đi thôi, liền một tay ôm nhẹ eo Khả Hinh vào trong ngực, vừa che dù bước đi. Ai, Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa quay đầu nhìn về phía cây dù trong suốt trên mặt đất, kêu nhỏ: "Chúng ta không cần cây dù à?" "Không cần." Trang Hạo Nhiên một câu hai nghĩa, ôm lấy Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng và kiên định nhìn con đường nhỏ trùng điệp ở trước mặt nói trời mưa xuống để lại cho người cần thôi đường khả hinh nghe lời này không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên ở dưới không gian cây dù nho nhỏ cái cầm kiên nghị hoàn mỹ khuôn mặt đẹp trai đột nhiên mỉm cười chậm rãi vươn tay nhẹ nhét vào cánh tay của anh trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ cúi xuống nhìn cô gái đáng yêu khẽ mỉm cười lại đem cái rủ trống phía bên cô vai trái của mình đã ướt đẫm nhưng vẫn chống đỡ một chút mưa gió cho cô hai người cứ vừa nói vừa cười đi về phía đại sảnh hoàn cầu bọn người lâm sở nhai đứng ở một bên khiếp sợ nhìn bọn họ có thể giống như thay đổi vừa nói vừa cười dựa vào nhau vô cùng vui vẻ tất cả mọi người ngây ngốc trang hạo nhiên và đường khả hinh giống như không nhìn thấy bọn họ chỉ trực tiếp đi tới thang máy thỉnh thoảng anh còn phải vén nhẹ mái tóc ngắn cho cô thậm chí khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn cặp mắt to mặc dù khóc sưng lên, nhưng vẫn hết sức xinh đẹp, ánh mắt anh có chút dịu dàng. Ánh mắt của Lâm Sở Nhai chớp chớp, không thể tin nổi nhìn hai người này, phản ứng đầu tiên chính là anh ấy làm sao vậy? Audio điện tử võ tấn bền Tô Lạc Hoành cũng rất tò mò nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và đường Khả Hinh đi vào thang máy, vừa nói vừa cười, anh cũng có chút mất hồn nói, lão đại, chưa bao giờ dính vào phụ nữ của tưởng thiên lỗi, đây chính là nguyên tắc của anh ấy vậy, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nhìn thang máy chậm rãi đi lên trên, hai người vẫn nói cười ở bên thang máy trong suốt, anh cũng có chút ngu ra, hỏi, vậy, ánh mắt ôn nhu của anh ấy mới vừa là muốn làm gì? Lãnh mặc hàn thường là người khơi lên câu nói kinh điển, nói, dù sao ánh mắt không phải nhìn con rán. Ba người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía anh. Ngoại trừ con rán, trong ánh mắt anh có thể còn có con người hay không? Lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn về phía anh lãnh mặc hàn nhanh chóng sụp đổ, nhìn về phía ba người lâm sở nhai nói, kể từ khi tôm viên tặng cho tôi một con mèo, nói muốn ăn con rán, có thể con rán nhà tôi biết sợ. Chấm ngoặc kép, ba người trầm ngâm nhìn anh. Lãnh mặc hàn cũng nhìn về phía bọn họ nói, sau đó nó gọi rất nhiều viện binh, hiện tại tôi đang lo lắng có nên dọn nhà hay không. Chấm ngoặc kép, ba người lại cùng nhau nhìn về phía anh, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tô Lạc Hoành nhìn lãnh mặc hàn, anh nhìn có chút chồng chọc nói, trước tiên anh từ từ dọn nhà, cuộc họp bác bỏ lần thứ ba sắp bắt đầu. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nghe nói tưởng văn phong sắp trở về rồi. Tào anh kiệt nhìn về phía lãnh mặc hàn, kinh ngạc hỏi cậu ta sắp trở về. Có thể, trận đánh này thua, chúng ta có thể trở về nước anh. Nhân tiện mang theo mạn hồng của cậu, sắc mặt của tô lạc hoành có chút nặng nề nói, ngày đó tôi nhìn thấy lão đại bởi vì chuyện này, lần đầu tiên có chút phiền não. Tôi không có nhận ra nhỉ." Tào Anh Kiệt có chút mất hồn nói. "Cậu có thể nhận ra anh ấy suy nghĩ gì sao? Nếu như cậu có thể nhận ra thì cậu là lão đại rồi." Tô Lạc Hoành chắt lưỡi nhìn anh, nói: "Ai, anh đừng xem thường người chứ." Tào Anh Kiệt đi lên, gọi lại Tô Lạc Hoành, hỏi tiếp: "Lão đại có hành động gì? Gần đây tôi không nhận ra động tác của anh ấy, chỉ biết anh vẫn luôn bận chuyện của tiểu đường." Tô Lạc Hoành im lặng một lúc, mới nói: "Cậu rất ít đến gần lão đại." Cho nên không hiểu rõ anh ấy, anh ấy chính là một con sư tử, cậu biết sư tử và chó khác nhau chỗ nào không? Tào Anh Kiệt nhìn anh. Sự khác biệt lớn nhất giữa sư tử và chó là người cầm tảng đá ném chó, chó sẽ chọn chạy trốn xa xa hoặc cắn tảng đá kia, nhưng nếu như người cầm tảng đá ném sư tử, nó sẽ không cắn tảng đá mà sẽ trực tiếp xông về phía người ném đá. Tô Lạc Hoành nhấn mạnh từng chữ từng câu. Ánh mắt của Tào Anh Kiệt chợt lóe, hiểu ý nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai đột nhiên mỉm cười, vươn tay kéo bả vai Tào Anh Kiệt, nói: "Đi thôi, sắp có kịch hay để xem." Lãnh Mặc Hàn cũng hiểu ý đi về phía trước. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh mới vừa đi vào phòng làm việc, vừa đóng cửa, anh lập tức ôm cô ném thẳng lên không trung, giống như khi còn bé được cha ôm. "A!" À, đường Khả Hinh kêu nhỏ một tiếng, đôi tay không nhịn được đặt ở bờ vai của anh, cúi xuống nhìn Trang Hạo Nhiên bật cười hỏi anh làm gì đấy trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đường khả hình cúi xuống đôi mắt to giống như ánh sao lấp lánh khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng xinh đẹp hai mắt của anh lộ ra một chút dịu dàng nhưng vẫn mang theo một chút trách cứ nói tại sao sáng sớm liền biến mất làm chúng tôi hoảng sợ phân tán mọi người tìm cô nhưng không thể thông báo cho nhã vệ đường khả hình nghe lời này cúi đầu nhìn hai mắt nóng bỏng của người đàn ông đẹp trai dịu dàng hỏi tại sao Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, ôm nhẹ cô đi về phía bàn làm việc của mình, trực tiếp đặt cô vào ghế tổng giám đốc của mình, mới khom người xuống, hai tay chống ở thành ghế, quan tâm nhìn cô nói, "Nhã Tuệ là người bạn quan trọng của cô, tôi nghĩ cô xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không muốn cho cô ấy lo lắng, cho nên tôi không có thông báo cô ấy." Đường Khả Hinh ngồi ở bên trong ghế dựa của Trang Hạo Nhiên, bên trong có hơi ấm và mùi của anh, ấm áp bao quanh mình, cô khẽ mỉm cười, thật lòng nói, "Cảm ơn anh." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới dịu dàng hỏi, "Sáng sớm, cô đi đâu?" Đường Khả Hinh nghe lời này, liền im lặng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt ở khoảng cách thật gần nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to đầy dịu dàng, sau khi bị thương có một chút mơ mộng u buồn. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn đôi mắt to của cô, đột nhiên âm thanh có chút khàn khàn và cảm tính nói, "Đến trên núi rồi hả?" Đường khả hình có chút xứng sờ nhìn anh, không hiểu anh làm sao biết. Trang hạo nhiên hé miệng mỉm cười, chậm rãi cúi người xuống, khuôn mặt đẹp trai nghiêng tới trước, sống mũi cao thẳng của anh chậm rãi xẹt qua tóc cô, chán cô, chóp mũi của cô, khi nóng quét qua một chút dịu dàng, giống như nụ hôn nhẹ nhàng của người yêu. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, lại chớp mắt một cái. Trang hạo nhiên vẫn cúi người xuống, nửa dương nhẹ mặt, môi mỏng hấp dẫn sắp đến gần cánh môi như hoa đào của đường khả hình, nhớ tới đêm qua cô sốt cao bị mơ hồ và đau lòng, giọng nói giống như lời thì thầm của người yêu, nhẹ nhàng nói, sương mù trên đỉnh núi, bậc thang đá cổ, hoa nhỏ màu đỏ, màu vàng, màu trắng ven đường, lá xanh giống nhau bôi dầu, lá chuối mục nát trên đỉnh nghỉ mát bay xuống, giọt sương trên lá thông rơi xuống, còn có rất nhiều mùi hương hoa buổi sớm trên áo mưa tôi cho cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên vui vẻ mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn anh hai mắt trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn cô đi tới đỉnh núi mệt không trang hạo nhiên nhìn cô hỏi tiếp đường khả hinh không lên tiếng hai mắt lộ ra một chút xa xăm trang hạo nhiên lại dịu dàng nhìn cô chậm rãi nói sau này đừng một mình lên núi tìm người chia sẻ với cô ví dụ như tôi chấm ngoặc kép đường khả hinh lại ngẩng đầu nhìn anh nói anh không thể theo tôi cả đời anh luôn muốn đi theo tinh xuyên tôi cũng phải tách khỏi anh một câu nói hai người đồng thời im lặng rốt cuộc tôi có phải là anh trai của cô hay không trang hạo nhiên đột nhiên có chút nghi ngờ thân thế của mình cười nói không phải chấm ngoặc kép giọng nói lộ ra không muốn không cam lòng không thích mất hứng cô cúi đầu giống như con thỏ nhỏ trang hạo nhiên nghe vậy lại nhìn đường khả hinh trong ánh mắt lộ ra một chút lãnh lạnh lùng nói hôm nay để cho tôi làm anh trai một ngày đi à có ý gì Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước, hai mắt phát ra ánh sáng không vui. Tậu đoàn Á Châu lại một lần nữa tổ chức cuộc họp về dự án khách sạn dưới nước lần thứ ba, mà cuộc họp lần này, do Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang tự mình chủ trì giám sát, Hội đồng Quản trị Hoàn Cầu cũng sẽ tham gia cuộc họp ngày đó, bởi vì vẫn chưa nhận được ý kiến phê duyệt dự án của thị trường, cho nên đối với chuyện này, nghe nói tưởng thiên lỗi đã có phương án giải quyết riêng, trong quá trình này, Trang Hạo Nhiên bí mật phái Thái Hiền đi Hàn Quốc điều tra sự kiện, rốt cuộc cũng đã quay về. Lần này người ứng cử kỹ sư trưởng sẽ là thế lực tranh giành một nửa giang sơn của hai tổng giám đốc. Tưởng Văn Phong chỉ cần sớm quay về, ở trong cuộc họp này, Trang Hạo Nhiên sẽ không có phần thắng chút nào. Cả tập đoàn nhất thời lâm vào bầu không khí căng thẳng, hai thư ký trưởng, Tiêu Đồng và Đông Anh dẫn nhân viên sau lưng, nhanh chóng đi vào phòng họp số 1, xác định chỗ ngồi của các lãnh đạo cấp cao hôm nay, bận rộn biên bản cuộc họp, mà lúc xế chiều trước khi cuộc họp bắt đầu, hai tổng giám đốc tới văn phòng đại diện tập đoàn Hoàn Cầu cùng báo cáo công việc. Tưởng Thiên Lỗi đi trước, đã trở lại đại sảnh khách sạn Á Châu, đúng lúc này Trang Hạo Nhiên cũng dẫn lãnh đạo cấp cao Hoàn Cầu đi ra đại sảnh khách sạn. Hai nhóm người cùng đi tới. Tất cả nhân viên đại sảnh Á Châu đồng thời im lặng đứng lên, cung kính không người, cùng kêu lên tổng giám đốc tưởng tổng giám đốc trang chấm ngoặc kép hai tổng giám đốc đồng thời đến gần trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi đột nhiên nở nụ cười dùng giọng điệu lộ ra một chút lạnh lùng gọi nhỏ tổng giám đốc tưởng giọng nói này tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lạnh lùng mang theo một chút nghi ngờ nhìn về phía trang hạo nhiên chương 342, cô ấy rất tốt báo cáo công việc trở về rồi Trang hạo nhiên nhìn về phía anh, cười hỏi. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong tròng mắt anh có nụ cười quen thuộc, hai mắt phát ra một tia áp bức, đáp lời, ừ. Tình hình tốt chứ, Trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi. Đối với việc huy động vốn khách sạn dưới nước, có hai đáp án. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía Trang hạo nhiên, hai mắt cũng lóe ra một chút diếu cợt và cứng rắn nói, vốn huy động bên ngân hàng Hàn Quốc, sáng sớm hôm nay đã có người giấu tên đưa tới một phần tài liệu, trình bày tất cả, cũng không cần tôi nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe nói như vậy, đột nhiên mỉm cười, có chút vui mừng nói, thật sao? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên, diễu cật cười cười nói, cậu không biết à? Tôi làm sao biết, trang hạo nhiên bật cười nói. Hai mắt tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, nhìn về phía trang hạo nhiên nói, mặc kệ cậu biết hay không, chỉ là thao túng từ xa, Công ty tôi đang thẩm tra đối chiếu tài liệu, truy xét địa chỉ IP, chẳng may tra được con tôm cua nào đó, cũng đừng trách tôi khai đao không lưu tình. Bọn Tô Lạc Hoành nghe xong, lập tức không lên tiếng, chỉ khẽ ho khan một tiếng. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Tưởng, anh cũng luôn không giữ lại tình cảm đối với người nào, điểm này tôi biết rõ." Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi lại cười nói, ở trong mắt tổng giám đốc tưởng, mặc kệ là ai, chỉ cần không có liên quan mục tiêu của anh, anh đều tuyệt đối không thiên vị, vì vậy đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ và vô tình biết bao nhiêu. Ở trên thế giới này, anh chính là người lãnh đạo trời xanh, cũng là người khai đao trời xanh, những người phàm tục như chúng tôi theo không kịp. Tưởng thiên lỗi dừng lại một chút, nhìn về phía trang hạo nhiên diễu cợt cười lạnh hỏi, cậu thì sao? Luôn là trang Hạo Nhiên đệ nhất thiên hạ tâm bốc tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên lỗi nói, đây không phải là tâm bốc. Đây là ngưỡng mộ, ngưỡng một thật sâu, tối đêm qua rất lạnh lẽo, tổng giám đốc Tưởng anh thu hoạch được một phần được tình yêu không tưởng tượng, rốt cuộc người có tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng cố chấp nhiều năm qua, hôm nay trông chờ được rồi. Tôi cảm thấy vui mừng cho anh, anh vẫn luôn đi về phía trước, lòng không có việc khác, làm sao không đạt được mục đích hy vọng một chút nữa trong cuộc họp tổng giám đốc tưởng anh tiếp tục phát huy oai phong của anh một lòng dẫn dắt người tài năng ứng cử kỹ sư trưởng khách sạn dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay tôi chúc mừng anh tưởng thiên lỗi cao mày nhìn về phía anh trang hạo nhiên nói xong liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh anh quét qua một mùi thơm tưởng thiên lỗi ngửi thấy đây là mùi thơm của đường khả Hinh, liền hỏi khả Hinh ra sao trang hạo nhiên quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi Tưởng thiên lỗi cũng không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, hai mắt hơi lóe lên, trầm giọng hỏi cô ấy ra sao. Trang hạo nhiên nhìn chầm chầm nửa khuôn mặt của anh, cũng lộ ra một loại lạnh lùng và vô tình thật sâu, anh đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói cô ấy rất tốt. Không cần anh quan tâm dư thừa. Một cơn tức giận, buồn bực để bụng. Tưởng thiên lỗi chậm rãi xoay người, trừng mắt về phía anh. Ánh mắt trang hạo nhiên lạnh lùng chợt lóe, cũng đã nhanh chóng xoay người, Xảy bước đi ra ngoài, bọn người lâm sở nhai cùng cúi người chào hỏi tưởng thiên lỗi, ngay lập tức đi theo ra ngoài. Tưởng thiên lỗi dừng tại chỗ, hai mắt lập lè, thở phì phò, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đông anh im lặng đuổi theo. Tưởng thiên lỗi bên đi về phía trước, vừa nghĩ đến câu nói của đường khả hình đêm đó, 7 giờ, dạp chiếu phim quảng trường thế kỷ, không gặp không về, cho tình yêu chúng ta một cơ hội. Trong đầu vẫn vang lên những lời này, hai mắt anh chợt lóe lên mãnh liệt, thưa dịp còn có một chút thời gian nữa mới họp, liền gọi Đông Anh, Đông Anh. Đông Anh lập tức đáp lời, "Vâng." Bảo phó quản lý Lưu đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đông Anh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút ngạc nhiên hỏi, "Phó quản lý Lưu nào?" "Lưu Nhã Tuệ." Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy. Đông Anh sững sờ tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng anh lạnh lùng lùng biến mất ở bên trong cửa thang máy, cô hơi thở dài nặng nề phòng ăn biển. Mấy ngày nay, bởi vì kỳ gia minh phải bận rộn chuyện câu lạc bộ, nhã tuệ một mình kiêm hai chức, đang bận rộng, điện thoại phòng ăn reo lên, trưởng kíp nhanh chóng đi nhận, chỉ chốc lát sau, liền nghe được, phó quản lý lưu, điện thoại của chị, thư ký văn phòng tổng giám đốc gọi tới. Lưu nhã tuệ đang nói chuyện với khách, lại nghe được tiếng gọi, liền có chút ít ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trưởng kíp nói tôi. Thư ký văn phòng tìm tôi. Vâng, trưởng kíp cười nói. Lưu Nhã Tuệ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi thấp thỏm đi tới trước quầy, cầm điện thoại lên, đáp nhẹ, alo, tôi là Lưu Nhã Tuệ phòng ăn biển. Chấm ngoặc kép, cô xứng sờ tại chỗ, nghe được thư ký văn phòng nói, tổng giám đốc có chuyện tìm, muốn mình lên phòng làm việc tổng giám đốc một chuyến, cô nắm điện thoại, sửng sốt. Tầng lầu tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra, Lưu Nhã Tuệ rất nghi hoặc và lo lắng đi ra, đôi tay vân về đầu ngón tay, ngạc nhiên nghĩ, Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi tìm mình có chuyện gì? Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất bước đạp cho trên sàn nhà màu xám, đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc, vừa vặn nhìn thấy Đông Anh đứng ở bên cửa, đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Đông Anh không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ở đầu kia, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc, phó quản lý lưu tới." "Ừ." Đông Anh lui ra nhìn Lưu Nhã Tuệ mỉm cười nói, phó quản lý Lưu, mời vào. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn vén nhẹ mái tóc mai một cái, kéo nhẹ đồng phục của mình một chút, sửa sang bảng tên xong, mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng làm việc to lớn, đón gió biển mãnh liệt và tiếng sóng xô trên mặt biển. Cô quay đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi mặc màu đen áo sơ mi, quần tây trắng, đeo cà vạt màu bạc, đang ngồi ở trước bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn một phần tài liệu trước mặt suy tư thật sâu cô lập tức cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ ép tới mình không thở nổi nhưng vẫn cẩn thận đi về phía trước bàn làm việc cung kính khom lưng gật đầu gọi nhỏ tổng giám đốc chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhanh chóng xem xong số liệu cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhã tuệ dịu dàng đứng ở trước mặt của mình anh lập tức nhớ tới lời nói của khả hình sắc mặt chậm lại hai mắt hiện lên nụ cười nói nhỏ tới rồi Lời nói này có chút thân thiết, Nhã Tuệ có chút không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ngây ngốc đáp vâng. chấm ngoặc kép chấm Tưởng Thiên Lỗi nghe đáp lời, biết cô có chút căng thẳng, liền khẽ mỉm cười, chậm rãi buông bút máy xuống, đứng lên giơ tay lên nói, "Ngồi đi." chấm ngoặc kép Lưu Nhã Tuệ không dám động, cho đến khi Tưởng Thiên Lỗi đã đi đến ghế salon trước mặt một mình ngồi xuống, cô mới bước nhẹ lên trước, ngồi trên ghế salon ba người ở bên cạnh, hai đầu gối khép lại, nghiêng về bên trái ngồi hết sức căng thẳng. Tưởng thiên lỗi tựa vào trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía bộ dáng nhã tuệ rất căng thẳng, lại mỉm cười nói, thả lòng, đừng căng thẳng, cô không có làm sai việc gì. Chấm ngoặc kép, lưu nhã tuệ miến cưỡng cười cười. Muốn uống gì không, tưởng thiên lỗi lại nhẹ nhàng hỏi. Không, không cần, chấm ngoặc kép, lưu nhã tuệ thở nhẹ một hơi, nói. Tưởng thiên lỗi chủ động nhấn điện thoại nội bộ, căn dặn Đông Anh nói, chuẩn bị cho phó quản lý Lưu một ly coffee Bluebird. Suốt cuộc Lưu Nhã Tuệ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt hết sức ôn hòa của tưởng thiên lỗi, cô có chút không quen, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đáp nhẹ cảm ơn Tổng Giám Đốc. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chỉ mỉm cười một cái, chuyển mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc và bất an của Nhã Tuệ, suy đoán mấy giây, mới chậm rãi hỏi, gần đây. Công việc tốt chứ? Rất tốt, Nhã Tuệ nói còn bao lâu nữa thi kiểm chức quản lý nửa năm tưởng thiên lỗi nghe vậy liền gật đầu một cái lưu nhã tuệ khẽ cao mày có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía người cấp trên hết sức khác lạ với ngày thường tưởng thiên lỗi im lặng một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cô cười nói cố gắng lên trong lời nói lại có chút lấy lòng suốt cuộc lưu nhã tuệ ngạc nhiên nhìn về phía anh trên mặt khẽ kéo ra một nụ cười rất miễn cưỡng suy nghĩ hôm nay anh có chuyện gì hai mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng xoay chuyển mới ngẩng đầu lên nhìn về phía lưu nhã tuệ nhưng vẫn có chút lúng túng hỏi tối hôm qua quản lý lưu tan việc lúc nào ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép lưu nhã tuệ thật sự không nói nên lời nhìn anh ngơ ngác nói tối hôm qua tôi trực cho nên từ tối hôm qua đến bây giờ tôi cũng chưa có tan việc chấm ngoặc kép ngay sau đó tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía lưu nhã tuệ nói thật sao vậy nghỉ ngơi ở khách sạn, chưa có về nhà. Không có." chấm ngoặc kép, Lưu Nhã Tuệ lại ngây ngốc nhìn anh, nói, "Tưởng Thiên Lỗi im lặng. Lưu Nhã Tuệ không hiểu nhìn về phía anh, có chút miễn cưỡng cười hỏi, "Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì? Có liên quan chuyện tôi tan việc sao?" "Không có," Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô mỉm cười nói, "Không sao. Cô có thể đi xuống, vất vả rồi." Lưu Nhã Tuệ ngơ ngác nhìn anh một giây. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên, mất hồn đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế salon, giơ ngón tay quét nhẹ qua bên môi, trầm ngâm nặng nề suy nghĩ một chút, ngay lập tức hai mắt chợt lóe, quyết định cầm điện thoại di động lên, mở màn hình nhấn số điện thoại của Đường Khả Hinh, nắm chặt, im lặng lắng nghe. Tiếng chuông thật náo nhiệt vang lên, nhưng không ai nhận điện thoại. Anh hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng chuông êm tai tiếp tục vang lên nhưng đến cuối cùng không ai nghe máy ngắt kết nối tưởng thiên lỗi sững sờ nắm điện thoại suy nghĩ tại sao không có ai nghe có chút không tin nhấn số điện thoại di động của cô đột nhiên trong một tích tắc có chút gấp gáp muốn nghe giọng nói của cô chuông điện thoại tiếp tục vang lên vang lên thật náo nhiệt vang lên rất êm tai nhưng vẫn không có người nghe cho đến lúc cuối cùng vẫn không có người nghe máy rốt cuộc anh có chút thất thần thoáng chốc cầm điện thoại di động một chút mất mát dần dần tràn lên tóm tắt cơ cấu của tập đoàn hoàn cầu được tách ra thành hai tập đoàn tập đoàn á châu chuyên về chuỗi khách sạn do tưởng thiên lỗi điều hành dưới tưởng thiên lỗi có các phó tổng trần tuấn nam thẩm quân dụ tập đoàn hoàn á chuyên về rượu do trang hạo nhiên điều hành dưới trang hạo nhiên có bốn phó tổng hàn hai hoành kiệt do một âm mưu thâm độc của bên thứ ba đã đẩy tập đoàn hoàn cầu bị chia cắt thành hai tập đoàn nhỏ Mỗi bên có 50% cổ phần của Hoàn Cầu, bí mật của hai nhà được cất giấu trong chai rượu đỏ đã được Đường Khả Hinh cất giữ. Chai rượu chính là bằng chứng phá tan âm mưu đã từng làm sụp đổ Hoàn Cầu trong thời kỳ ông nội của Tưởng Thiên Lỗi và ông nội của Trang Hạo Nhiên nắm quyền. Sau đó, vì cứu vãn tình thế, cha của Đường Khả Hinh đã làm vật hy sinh để chặn đứng âm mưu này. Tạm thời ba bên giữ thế quân bình trong khi chưa truy tìm được chai rượu. Bắt đầu từ chương này tôi sẽ điều chỉnh lại một số lỗi cơ bản về công ty của Trang Hạo Nhiên là Hoàn Á, Đại Sảnh Hoàn Á, chân thành xin lỗi bạn đọc. Chương 343, Xích Đu. Một giờ chiều, sắp tổ chức quyết nghị dự án khách sạn dưới nước lần thứ hai. Trang Hạo Nhiên đến văn phòng Hoàn Cầu báo cáo công việc, sắp trở lại. Tiêu đồng dẫn 18 người thư ký của phòng thư ký, bao gồm đường khả hình, tay cầm tài liệu và laptop dùng cho hội nghị, nhanh chóng đi ra phòng thư ký, chuẩn bị đi về phía phòng họp số 1 đại sảnh khách sạn Á Châu. Lần đầu tiên Đường Khả Hinh tham gia một cuộc họp lớn như thế, không khỏi có chút căng thẳng, nhìn thái độ của tất cả đồng nghiệp cũng căng thẳng, cô cũng không nhịn được nuốt cổ họng một cái, tay ôm tài liệu, đi theo bọn người Tiêu Đồng vào bên trong thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Tiêu Đồng lập tức cầm văn kiện lên, thừa dịp chưa xuống lầu, thấy phần mềm antivirus, sử dụng phần mềm của công ty SDT, cô hơi nhíu mày có gì không ổn sao? Một thư ký hỏi. Đường Khả hình cũng tò mò nhìn về phía cô. Tiêu đồng suy nghĩ một chút, cũng không lên tiếng. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cửa thang máy mở ra, tiêu đồng đi trước ra ngoài, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Tô Lạc Hoành, báo cáo nói phần mềm antivirus của chúng ta đổi thành SDT đúng không? Không phải SST sao? Tô Lạc Hoành xoay ghế ra phó tổng giám đốc, mặt nhìn bàn làm việc, ngay sau đó mở máy vi tính ra, thấy phần mềm antivirus bên trong quả nhiên đã đổi thành SDT, anh khẽ nhếch cười, 10 ngón tay nhanh chóng chạy trên bàn phím, để cho dữ liệu thẳng vào hệ thống SDT, nói, cho tôi 5 phút. Ừm, tiêu đồng cúp điện thoại, nhanh chóng dẫn đám thư ký đi ra đại sảnh Hoàn Á, đi qua đường mòn phía sau vườn hoa, mới vừa đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, lại nghe được một tiếng hô chủ tịch tưởng đến. Tiêu đồng hơi giật mình, ngay sau đó dẫn đám thư ký, đứng ở chính giữa đại sảnh, dừng lại, hết sức nghiêm túc, căng thẳng. Đường khả hình đứng ở một bên, cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi tiêu đồng ở bên cạnh, tiêu đồng, tưởng. Chủ tịch tưởng là, chấm ngoặc kép, cha của tổng giám đốc tưởng, tiêu đồng cúi đầu nói khẽ, hiển nhiên cảm giác căng thẳng, vẫn luôn kéo dài, mà nhân viên cả đại sảnh khách sạn cũng hết sức căng thẳng và hoảng sợ. Đường khả hình càng tò mò, một người lạnh lùng giống như tưởng thiên lỗi, sẽ có một người cha như thế nào. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào. Mưa phùn buồn bã trắng xóa vẫn rơi khắp ngoài trời, có chút tàn mạn. Lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu mặc đồng phục màu đen, đứng trước đại sảnh khách sạn, sắc mặt cẩn thận, lạnh lùng, giống như ở tiếp đái một nguyên thủ quốc gia. Hai mắt đường khả hình đang di chuyển, cũng đã thấy trong nước mưa trắng xóa ngoài đại sảnh, một chiếc xe Rolls Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi lái tới, mới vừa trải qua mưa gió, nhưng chiếc xe màu đen lóe sáng mang theo chút không thỏa hiệp. Giám đốc khách sạn đích thân tiến lên mở cửa xe, bên trong xe đi xuống một cô gái, mái tóc xoăn mềm mại, trên trán để mái ngang, đôi mắt to mơ mộng lóe sáng, cô xinh đẹp giống như búp bê, nhấp nhẹ đôi môi hồng, người mặc váy công chúa gen màu trắng thật dài. Trong ngực ôm một bó hoa bách hợp, đứng trước mặt người khác, rất thuần khiết, ngây thơ, xinh đẹp, mộng ảo nhìn về phía mọi người, mang theo một chút hư ảo đáng yêu đường khả hinh nhìn thấy cô lập tức ngây người nhị tiểu thư lãnh đạo cấp cao khách sạn á châu lập tức cung kính về phía cô gái trước mặt khom lưng chào hỏi cô không lên tiếng chỉ nhìn về phía người trước mặt ôm hoa bách hợp của mình khuôn mặt nhỏ bé như búp bê nhẹ ngẩng lên trong mắt chấp chấp không lên tiếng cúi thấp đầu vuốt vuốt cánh hoa bách hợp của mình đường khả hinh cao mày nhìn về phía cô cứ có cảm giác cô gái trước mặt lưu cho mình cảm giác thật quái dị tiêu đồng đứng ở một bên khe khẽ nhắc nhở cô nói, vị kia là em gái ruột của Tổng Giám Đốc Tưởng, tên gọi Tuyết Nhi. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên, nhìn về phía cô. Cửa xe một bên mở ra, một người đàn ông trung niên đi xuống, người mặc tây trang màu bạc, hai mắt khúc xả ánh sáng mạnh mẽ, vẻ mặt cứng rắn không một chút thỏa hiệp, khí phách lộ ra ngoài, không bị ảnh hưởng vì bất cứ chuyện gì, hai mắt xoay chuyển cũng hết sức vô tình và lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị duy ngã độc tôn ép tới. Chủ tịch, tất cả lãnh đạo cấp cao dối giết hướng về phía tưởng vĩ quốc khom lưng, cung kính gọi. Tưởng vĩ quốc nhìn quét ngang mọi người một cái, liền im lặng không lên tiếng cất bước đi về phía trước. Tưởng tuyết nhi ôm bó hoa, lập tức mỉm cười đi theo phía sau cha, đi về phía trước, váy màu trắng và giày ba lê, đuôi váy bay bay, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy cái lục lạc dưới cổ chân cô kêu len keng, tóc mềm mại lướt nhẹ thoáng qua mùi hoa bách hợp. Đường khả hình nhìn cô, cảm giác thần kinh của mình hơi chấn động, đôi tay không nhịn được buông lỏng, tài liệu thật dày, phịch một tiếng, rớt xuống. Cả đại sảnh chợt yên lặng. Tưởng Vĩ Quốc đứng ở trước mặt của tiêu đồng, lạnh lùng dừng bước lại, dư quang khóe mắt cũng phát ra vô hạn lạnh lùng và sát khí. Trái tim tiêu đồng ầm một tiếng, rớt xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt, thở hổn hển nói nhỏ chủ. Chủ tịch, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm rơi tài liệu. Lúc này đường khả hinh hoảng sợ đến sắc mặt cũng trắng bệch, không dám lên tiếng, chỉ lui ra phía sau một bước. Tưởng Vĩ Quốc vẫn nhìn về phía trước, hai mắt lấp lánh hiếu thần, hết sức nghiêm trang và vô tình. Tiêu Đồng lập tức ngồi sổ người xuống, nhặt tài liệu đường khả hình rơi trên mặt đất, vẻ mặt căng thẳng đứng lên, thở dốc một hơi. Lúc này Tưởng Vĩ Quốc mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt vô cùng sáng quắc. Sau khi do dự một lát, mới chậm rãi dùng giọng nói vừa lạnh vừa cứng, nặng nề gọi Tiêu Đồng. Chấm ngoặc kép. Vâng. Tiêu Đồng lập tức hoảng sợ đến thất thần, nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe giọng nói này, trái tim cũng lạnh lẽo. Cô thay người nhận tội, thói quen vẫn không có thay đổi, xem ra tính cách của Hạo Nhiên cũng không có thay đổi bao nhiêu. Tưởng Vĩ quốc lạnh lùng nói, quá mức thích nắm quyền, như vậy có thể mang đến một đội ngũ tốt sao? Tiêu Đồng cảm giác sắp hít thở không thông, căng thẳng và lo sợ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, "Vâng, sau này tôi sẽ chú ý hơn." cũng sẽ kịp thời nhắc nhở Tổng Giám Đốc Trang. Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt khẽ híp lại, có một chút ánh sáng lạnh chiếu về phía đường Khả Hinh. Như bị mũi tên đâm vào, đường Khả Hinh cảm giác tê dại ra đầu, sắc mặt của cô tái nhợt. Tưởng Tuyết Nhi im lặng không lên tiếng, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, có chút tò mò nhìn về phía đường Khả Hinh, hai mắt cô biến ảo khôn lường, trong lòng biến ảo khôn lường, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không nhịn được ôm bó hoa, từng bước từng bước đi về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngửi thấy mùi hoa bách hợp mãnh liệt, cúi đầu, thấy đuôi váy màu trắng và đôi giày ba lê, cô cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Hai cô gái tuổi sấp xỉ cùng nhìn về phía đối phương, đồng thời đều trước mắt thất thần. trong đầu Đường Khả Hinh chợt xuất hiện một hình ảnh thảm cỏ lavender trong tô hòa à thành, cô trở nên đau đầu. Sau một hồi kinh ngạc đi qua, Tưởng Tuyết Nhi lại ngây thơ thuần khiết mỉm cười, nụ cười lộ ra biến ảo khôn lường. Tưởng Vĩ Quốc không lên tiếng nữa, chỉ lạnh lùng bước đi. Tưởng Tuyết Nhi lập tức bước đi theo cha, thỉnh thoảng quay đầu lại, ở trong gió bồng bềnh, sợi tóc bồng bềnh, nhìn về phía đường Khả Hinh, có chút khờ dại nói nhỏ, cha, con biết chị này, chị hơn con một tháng tuổi, con còn cùng chị chơi đùa xích đu. Nói bậy, tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người tưởng Vĩ Quốc mới vừa đi khỏi, tiêu đồng đã mệt mỏi đứng ở một bên, nặng nề thở dốc một hơi đám thư ký cũng rất căng thẳng thở dốc một hơi đường khả hình cũng thở dốc một hơi thậm chí vịn chặt ngực nói trời ạ à, tại sao có một ông già đáng sợ như vậy chứ tiêu đồng nghe đường khả hình nói lời này không nhịn được bật cười nhìn về phía cô nói thân ái không nên dùng từ ông già để gọi một nhân vật phong vân người của toàn thế giới đều sợ ông ấy bao gồm tổng giám đốc chúng ta đều hết sức hết sức muốn né tránh ông ấy ông ấy không thích tổng giám đốc chúng ta à Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng nghe lời này, suy nghĩ một chút, liền không nhịn được cười nói, tôi không biết nói thế nào, ưa thích, lại không ưa thích. Nghĩa là sao? Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Chính mắt cô nhìn thấy mới có thể hiểu, tôi nói không rõ ràng lắm. Tiêu Đồng mỉm cười nói xong, lúc này điện thoại di động vang lên, cô kêu lên A Di Đà Phật, nói thật may là lúc tưởng vĩ quốc tới, điện thoại không có kêu, cô lập tức nhận điện thoại, sau đó nghe giọng nói của tô lạc hoành truyền đến tiêu đồng cô thật đúng là thư ký tốt của trang tổng cũng không uổng anh ấy vun chồng cô cũng không uổng thân phận tiến sĩ của cô ít nói nhảm tiêu đồng quát to một tiếng sắc mặt của tô lạc hoành cứng rắn cầm điện thoại di động nhìn dữ liệu đã bị phá giải trong laptop mỉm cười nói quả nhiên không ngoài dự đoán của cô hiện tại ở á châu theo quy định của công ty bọn họ chúng ta phải dùng chung phần mềm antivirus tối hôm qua chúng ta đã bị thay phần mềm antivirus, bên trong có hacker, chỉ cần chúng ta khởi động máy vi tính vượt qua 30 phút, tất cả tài liệu của chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển đến máy vi tính của bọn họ. Tiêu đồng vừa nghe, lập tức hỏi, nên làm cái gì? Tháo hard disk ra đi, sau một tiếng, khởi động máy vi tính, Tô Lạc Hoành nói, tại sao? Tiêu đồng hỏi, Tô Lạc Hoành cầm một cây kẹo que táo trang hạo nhiên đưa cho mình ăn, lột ra cắn một cái, mới nói, tôi chơi đùa với bọn họ một chút." Tiêu Đồng hiểu ý, liền im lặng gật đầu, căn dặn thư ký sau lưng nói, "Một chút nữa tới phòng giải khát nhân viên, bí mật tháo hard disk máy vi tính mình." "Vâng," đám thư ký đáp lời. Đường Khả hình đứng ở một bên, hết sức hết sức không hiểu nhìn về phía Tiêu Đồng, hỏi tại, "Tại sao phải tháo hard disk máy vi tính vậy?" Tiêu Đồng liếc mắt nhìn Đường Khả hình đột nhiên sững sờ, lại nhìn laptop màu hồng trong ngực cô lập tức đoạt lấy mở ra nhìn, không ngờ laptop của Đường Khả Hinh vẫn là phần mềm SST, cô ngẫm nghĩ một chút, mới vừa rồi trước khi Trang Hạo Nhiên đi khỏi phòng làm việc, lấy chiếc máy vi tính của Khả Hinh chơi, cô ồ một tiếng, tức giận nói, lão đại này quá thiên vị. À, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Tiêu Đồng đột nhiên kích động. Tiêu Đồng hừ một tiếng, đột nhiên bật cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, được rồi, máy vi tính của cô không có việc gì, chúng tôi còn có việc phải làm. Cô đến phòng họp số 1 trước, xem trợ lý chuẩn bị tài liệu như thế nào rồi, không có việc gì, cô cứ ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi một lúc, cô mới vừa hết sốt. Vâng, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nghe vậy, chỉ đành phải ôm máy vi tính của mình và tài liệu, im lặng và không hiểu đi vào thang máy trước, sau đó đè xuống nút đóng cửa, lại thấy bọn Tiêu Đồng đã nhanh chóng đi chỗ khác, cô nghi ngờ suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thang máy đang nhanh chóng chạy lên trên, tầng 87 cửa thang máy mở ra. Đường khả hình mới vừa đi ra cửa thang máy, lại đột nhiên cảm giác bên cạnh có chiếc thang máy đã mở ra, một bóng dáng màu trắng, căng thẳng đi ra, nhìn về phía bóng dáng to lớn cao ngạo đứng ở trước lịch sử phát triển khách sạn, mỉm cười gọi nhỏ chú, xin lỗi, cháu tới chậm, không thể đi đón chú. chương 344, Nhẫn Cưới Đường khả hình nghe giọng nói quen thuộc, sững sờ, ngẩng đầu lên trong chớp mắt cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đã thay tay trang màu trắng, áo sơ mi màu trắng, vạt áo trước cài có xích xích bươm bướm màu tím, đi về phía bóng dáng trước mặt. Bóng dáng cao lớn trước mặt chậm rãi quay đầu, hai mắt sáng ngời, không vui nhíu lại. Trong lúc nhất thời, đường khả hình lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tưởng vĩ quốc nhìn về phía bộ dáng trang hạo nhiên thở hào hển đi tới, ngay sau đó ông ta khẽ xị mặt, dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo và bất mãn nói cháu có lúc nào đến sớm. Lúc nào cũng tới trễ một bước. Sau đó đạt được mục đích mà cháu muốn. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn về phía ông chú này, không nhịn được mỉm cười, nói: "Ôi chao, chú, đã rất lâu không có gặp mặt, sao nói lời lạnh lùng như vậy?" Tưởng Vĩ Quốc không khỏi nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, ánh mắt ông chậm rãi di chuyển trên người anh, mới nói: "Xem ra trong khoảng thời gian trở về nước, ở lại không tệ. Chỉ là về lâu như vậy cũng không đi đến nhà chú một chuyến, xem ra nhà của chúng tôi là đầm nước cạn, giam không được con du long." Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, mỉm cười không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhếch mí mắt, nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên, hỏi tại sao bên cạnh không có người nào. Ngay cả người hầu hạ cũng không có. À, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên do dự một chút. Sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo, nói: "Chú biết rõ, trong lòng cháu thích tự do." Trên mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ gian nan, cười khổ nói: "Không phải. Chú mặc kệ cháu ở nước ngoài như thế nào." nhưng cháu trở về sẽ có gió tanh mưa máu phải đề phòng mang theo nhiều người lần trước bởi vì chuyện như mạt còn xảy ra ám sát cháu không bảo vệ tốt cho bản thân chú làm sao ăn nói với cha của cháu tưởng vĩ quốc lạnh lùng nói vâng trang hạo nhiên chỉ đành phải đáp lời bây giờ cháu còn ở tại phòng tổng thống tưởng vĩ quốc hỏi vâng trang hạo nhiên nói ánh mắt của tưởng vĩ quốc nhíu lại nhìn về anh bất mãn hỏi rốt cuộc cháu còn muốn chiếm dụng tài nguyên khách sạn của chúng tôi bao lâu đã nói rõ không bao giờ dùng quản lý nhân viên của chúng tôi không ăn đồ ở trong khách sạn chúng tôi nhưng khách sạn vốn là nơi rất đắt đỏ hơn so với chỗ khác cháu không hiểu hiểu trang hạo nhiên mỉm cười đáp lời lúc nào thì dọn ra cành nhanh càng tốt ở tùng sơn chú có ngồi biệt thự tạm thời cháu tới đó ở một thời gian ngắn đi chờ chọn được chỗ tốt rồi nói sau bảo quản lý mang hơn 10 người, người qua phục vụ cho cháu. Dùng người ở trong nhà, không nên tùy tiện dùng người khác. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói. Vâng, Trang Hạo Nhiên đáp lời. Đường Khả hình đang đứng ở một bên, nghe những lời này, đang ngẩn người, đúng lúc ngẩng đầu lên trong chớp mắt, nhìn thấy tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn về phía mình, tràn đầy sát khí đáng sợ, cô không nhịn được lui ra phía sau một bước. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn thấy đường Khả hình lập tức cười cười nói, tại sao cô ở chỗ này? Không đi cùng tiêu đồng. Chị ấy, máy vi tính của chị ấy. Có, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩn người tại chỗ, nhìn về phía trang hạo nhiên. Ánh mắt trang hạo nhiên ngưng tụ, nhìn cô. Cô lập tức mở chừng hai mắt, nói tiếp, máy vi tính của chị ấy không biết vì sao không hoạt động, muốn đi đổi máy khác. Trang hạo nhiên mỉm cười nói, thật sao? Tưởng vĩ quốc nhìn bộ dáng đường khả hình sợ sệt giả thưa, rất nhát gan, sợ phiền phức, không vui hỏi cô là. Chấm ngoặc kép, thư ký của cháu, Trang Hảo Nhiên cười đáp. Tưởng Vĩ Quốc không cần nghĩ, lạnh lùng nói, đường khả hình. Đường khả hình giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc. Trang Hảo Nhiên mỉm cười nói, vâng. Một mình cô làm nhiễu loạn kế hoạch so tài rượu đỏ của hoàn cầu tôi, không ngờ lại là bộ dáng này, thật là làm cho người ta thất vọng. Tưởng Vĩ Quốc không nói gì thêm, mà lạnh lùng xoay người, đi về phía trước. Trang hạo nhiên trước liếc cô một cái, muốn đi cùng. Cháu còn đi theo làm gì? Tưởng vĩ quốc lạnh lùng hỏi. Không phải chú muốn cháu đi cùng chú à? Trang hạo nhiên cười hỏi. Vẻ mặt tưởng vĩ quốc lại cứng ngắc nói, theo chú làm gì? Đợi lát nữa họp, lập trường của cháu và thiên lỗi bất đồng. Chú thật muốn xem cháu làm thế nào thay đổi càn khôn, đi theo chú cũng không có ý nghĩa. Trang hạo nhiên dừng tại chỗ, không lên tiếng. Tưởng vĩ quốc một mình chậm rãi đi khỏi. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng của ông, cảm giác rất lâu không thấy, trên đầu ông tóc trắng nhiều thêm. Lúc này, đường khả hình thở một hơi, đi tới nhìn trang hạo nhiên nói, trời ạ, à, tôi không nghĩ tới chủ tịch tưởng đáng sợ như vậy, không trách được tiêu đồng nói anh cũng sợ ông ấy. Tôi sợ ông ấy cái gì? Trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình cười hỏi. Anh, anh không sợ ông ấy sao? Tôi mới vừa nghe cái gì anh cũng đồng ý với ông ấy mà ông ấy nói chuyện với anh cũng rất không khách khí. Chấm ngoặc kép, đường khả hình giật mình nói. Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười nói, cô nhìn không ra, ông ấy đứng ở chỗ này là chờ tôi, muốn tán gẫu vài câu với tôi sao? À, đường khả hình nhìn anh, giải thích như vậy cũng được. Ông ấy nói chuyện là như vậy, ông ấy muốn tôi đến nhà chơi, vào trong miệng ông ấy chính là như vậy. Tôi cũng quen rồi, Trang hạo nhiên cười, xoay người đi. Nhưng, chấm ngoặc kép, đường khả hinh vẫn không thể hiểu đi theo sau kêu nhỏ ông ấy bảo anh rời khỏi khách sạn chấm ngoặc kép đúng vậy không rời đi là được trang hạo nhiên cười đi về phía phòng nghỉ ngơi bọn người lâm sở nhai trốn ở đâu rồi bọn họ nhìn thấy tưởng vĩ quốc giống như gặp quỷ nhất là tiêu đồng nhìn thấy một lần bị hù dọa một lần không rời đi vậy tại sao anh phải đồng ý với ông ấy chứ đường khả hinh lại kinh ngạc hỏi trang hạo nhiên quay đầu nhìn về phía đường khả hinh Bật cười nói, lời nói của người già, đừng phản bác. Ông ấy nói gì, đồng ý trước, cô có làm hay không là một chuyện, cô phản bác ông ấy, ông ấy sẽ tức giận. Đường khả hình không nói nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn trước mặt sửng sốt. Tưởng tuyết nhi ôm bó hoa bách hợp, đứng ở hành lang xa hoa thật dài, nhìn về phía Trang hạo nhiên, vẻ mặt mỉm cười. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười tưởng tuyết nhi nhìn bộ dáng anh liền nũng nịu chu mỏ trang hạo nhiên không nhịn được mỉm cười mở đôi tay tưởng tuyết nhi lập tức nở nụ cười ném hoa bách hợp trong tay chạy như bay tới trang hạo nhiên lập tức nhào vào trong ngực của anh nhón chân lên nhanh chóng hôn trên môi anh ư mờ hát trang hạo nhiên chỉ để cho cô chạm nhẹ liền bất đắc dĩ tránh ra nụ hôn của cô cười con người đường khả hình muốn rất xuống nhìn cảnh tượng này Trang hạo nhiên hết sức thương yêu cúi người xuống, ôm lấy Tuyết Nhi, rất cưng chiều hỏi công chúa của anh, gần đây khỏe không? Tưởng Tuyết Nhi gật đầu một cái, ôm chặt cổ Trang hạo nhiên, kêu nhỏ em muốn ôm. Trang hạo nhiên vừa nghe vậy, liền không từ chối, chợt không người, bế ngang cô gái trong ngực, từng bước từng bước đi về phía phòng nghỉ ngơi. Đường khả hình lại hoảng sợ nhìn Trang hạo nhiên cứ như vậy ôm tưởng Tuyết Nhi đi về phía trước, đuôi váy màu trắng của cô nhẹ nhàng bay bay, đôi giày ba lê đưa ra rất xinh đẹp rất xinh đẹp anh trai chấm ngoặc kép tưởng tuyết nhi đột nhiên ôm trang hạo nhiên khẽ nhếch mặt thật ngây thơ thuần khiết nhìn anh kêu nhỏ hả trang hạo nhiên cúi đầu dịu dàng nhìn cô tưởng tuyết nhi nhìn chằm chằm trang hạo nhiên hai mắt kỳ ảo của cô giống như có thể xuyên vào lòng người nhẹ nhàng nói có phải anh thích chị kia hay không hôm nay làm cho chị một chút chuyện hai mắt trang hạo nhiên khẽ xoay tròn mỉm cười nhìn cô, trái tim của anh đập thình thịch này. Hôm nay anh muốn làm chuyện gì cho chị ấy? Tưởng Tuyết Nhi lại dịu dàng hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chị im lặng mỉm cười, ôm chặt cô, từng bước từng bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn hết sức bối rối, không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên cứ ôm em gái của Tưởng Thiên lỗi đi, người này còn hôn người ta, hai mắt của cô chừng to, hừ một tiếng. Không ngờ lúc này điện thoại di động lại vang lên trong miệng cô lầm bầm, ai vậy? lấy điện thoại di động ra nhìn, là tưởng thiên lỗi gọi tới, cô sướng sờ, nhìn màn hình đó thật lâu thật lâu, sắc lạnh lẽo, nặng nề nhấn cắt đứt liên lạc, thậm chí ngay cả pin điện thoại cũng tháo ra, tách ra hai nửa, bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng đi theo sát. Phòng nghỉ ngơi VIP, tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, nghe điện thoại trả lời, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, hai mắt xoay tròn, nhìn biển rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ, nhớ tới đêm ấy, tối mai em mời anh xem phim có được không? Giọng nói ngọt ngào mà mang theo dịu dàng và đau lòng vẫn luôn khuếch tán xung quanh, lòng bàn tay dần dần rét run, anh nắm chặt điện thoại di động, hai mắt thâm thúy nhẹ nhàng nhíu lại, thở dài một hơi, mới vừa muốn gọi lại số điện thoại kia, đúng lúc này phát hiện điện thoại vang lên. Trên mặt của anh bình tĩnh, tay nhanh chóng nhấn nút trả lời, cầm điện thoại lên, cũng không nhìn ai gọi tới, ngay lập tức đáp, ừm. Chấm than ngoặc kép, đang bận, Giọng nói dịu dàng của Như Mạt truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, dừng lại một chút, nhìn phong cảnh phía trước, một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp, "Ừ." "Chấm ngoặc kép." Như Mạt mỉm cười nhẹ nói, "Chút nữa cậu chủ Tô sẽ đến bệnh viện chẩn đoán ghép tim lần cuối cùng." Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, mới lấy lại tinh thần, mang một chút dịu dàng và an ủi, mỉm cười nói, "Tốt. Anh học xong, sẽ qua với em, sẽ không có chuyện gì, em yên tâm." Như Mạt chậm rãi gật đầu. Sắc mặt đỏ bừng, hai mắt xoay tròn, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói, "Lúc này em nhàn rỗi không chuyện gì, bảo người giúp việc mang cho em một vài bộ sách châu báu đến xem, em nhìn thấy một đôi nhẫn cưới em thật thích." chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động, nghe cô nói vậy, hai mắt xoay tròn, dừng lại một lúc lâu, mới mỉm cười nói, "Thật sao?" "Ừ, em muốn đặt." chấm ngoặc kép. Như mạt nằm ở trên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt sách ở trên đệm trắng như tuyết tưởng thiên lỗi nghe lời này liền dịu dàng nói đặt thôi mặt của như mặt lại ửng đỏ ngọt ngào cười nói thật sự rất hối hận ngày đó từ chối lời cầu hôn của anh nếu không từ chối anh tự mình đeo nhẫn cho em thì tốt biết bao nhiêu tưởng thiên lỗi nghe ra cô làm núng và nguyện vọng của cô liền mỉm cười nói trong tương lai anh sẽ đeo cho em như mà thỏa mãn mỉm cười tưởng thiên lỗi cũng khẽ mỉm cười hôm nay có cuộc họp rất quan trọng con còn rảnh rỗi thoải mái gọi điện thoại. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tưởng Thiên Lối cắt đứt điện thoại, lạnh lùng xoay người nhìn về phía ông. Chương 345, vợ bé nhỏ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của con trai đứng ở trước cửa sổ sắt đất, liền bất mãn nói, mọi người đều nói tính tình của con giống cha, nhưng cha không cảm thấy con là con của cha chút nào. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động, nhìn cha, không lên tiếng con không ngoan độc." Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai, nói thẳng nhược điểm của anh. Ngược lại vẻ mặt Tưởng Thiên lỗi mặt cười chào phúng nói: "Cha, cha nói con không đủ ngoan độc là nhầm vào chuyện công hay chuyện riêng?" Bất kỳ phương diện nào, Tưởng Vĩ Quốc trực tiếp lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon. Tưởng Thiên lỗi không nói lời nào, chỉ ngồi ở trên ghế salon, đưa điện thoại di động đặt ở trước gối vuốt vuốt, lạnh nhạt nói: Năm đó nhà họ tưởng và nhà họ trang tách khỏi hoàn cầu cũng không có phân chia chuyện này rõ ràng. Đến nỗi sau này con làm việc bị vướng tay vướng chân. Hôm nay một cuộc họp như vậy, cha và chú Trang đều muốn tham gia, để cho chúng con phải làm việc dưới sự giám sát của hai người, thật sự là bất lợi. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai nói, con làm việc luôn cẩn thận, tuy nhiên sau khi hạo nhiên về nước, hai lần bị cậu ta đâm sau lưng con, thậm chí một tay cậu ta tách văn phong ra ngoài, ánh mắt của cậu ta rất sắc bén, Cuộc họp lần này, con có nắm chắc lấy được 10 tỷ từ trên tay của cha và chú Trang không?" Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt nhìn về phía trước một chút, hai mắt phát ra sát khí lạnh lẽo nói, "Sợ thua, thắng sẽ không thú vị." Chưa lấy được văn bản phê duyệt của Vĩ Nghiệp, chuyện này làm thế nào?" Tưởng Vĩ Quốc hỏi anh. "Con tử có biện pháp, bởi vì tối hôm qua con xác định một chuyện để tránh lo âu sau này rồi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, nói, "Phủ thủ tướng Tịnh Kỳ đứng ở phòng đọc sách thủ tướng, trong tay cầm một phần tài liệu, nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Thủy Kỳ mặc len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu đen, cầm lên một tây trang nhung màu đen, khoác lên cánh tay, nhìn Tịnh Kỳ đã đi vào, trong tay tài liệu có in logo của khách sạn Á Châu, tay anh nắm tay cầm cửa, suy nghĩ một chút, liền không nói thêm gì nữa, im lặng đi ra ngoài. Ầm, um, ngọc sư tử lăn trên sàn nhà. Tô Thủy Kỳ lập tức quay đầu lại, nhanh chóng dùng tay mở cửa phòng đọc sách của ông nội thấy tịnh kỳ im lặng nhặt ngọc sư tử lên ông nội bình tĩnh ngồi ở trên ghế thái sư nhìn một phần tài liệu sắc mặt nghiêm túc cũng không có xảy ra chuyện gì lớn anh liền quan tâm hỏi nhỏ ông nội không có sao chứ không có việc gì thủ tướng ngẩng đầu lên nhìn về phía cháu trai hỏi hôm nay cháu muốn đi bệnh viện vâng các thủ tục cũng làm xong cháu tới bệnh viện trước xem tình hình ghép tim của thị trưởng phu nhân một chút cháu muốn kiểm tra đối chiếu tài liệu lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nói. Đi đi, Thủ tướng nhàn nhạt đáp. Tô Thủy Kỳ nhìn ông nội một cái, mới mỉm cười đóng cửa, nhắc áo khoác, đi qua hành lang thật dài, lúc đi xuống lầu, cảm thấy hơi lạnh lẽo, liền khoác tây trang, ngồi lên chiếc SUV của mình, lái xe, ngẫm lại ánh mắt của ông nội mới vừa rồi có chút không đúng, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, lái xe đi khỏi, vừa lái xe ra vườn hoa, vừa gọi điện thoại cho bệnh viện, Văn Văn sẽ là y tá và trợ lý của mình, căn dặn nói, "Văn Văn, tôi là bác sĩ Tô, cô lập tức đem tài liệu của người hiến tặng tim để tiến hành ghép cho thị trưởng phu nhân. Gửi tới máy vi tính của tôi, còn có số liệu phân tích cũng gửi luôn." "Vâng," Văn Văn đáp lời. Tô Thủy Kỳ cúp điện thoại, cầm tay lái, lái chiếc sắp chạy đi. Phòng đọc sách đưa tới ánh sáng xanh, bóng cây lay động cũng xuyên qua một chút lạnh lẽo. Thủ tướng xem phần tài liệu này nhàn nhạt hỏi phần tài liệu này người nào đưa tới một vị tiên sinh đưa đến nơi cảnh vệ cũng không có đi vào tịnh kỳ nói cũng không có nói tên họ chỉ giao tài liệu sau đó đi khỏi thủ tướng thở dốc một hơi nhìn số liệu trên tài liệu không thấy nói chuyện nữa phòng làm việc thị trường tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên tần vĩ nghiệp đang nhanh chóng phê duyệt tài liệu sau đó muốn đi thăm như mạt nghe có người gõ cửa liền đáp vào đi thư ký cẩn thận đi vào, trong tay đang cầm một phần tài liệu, đặt nhẹ ở trước mặt của Tần Vĩ Nghiệp, nói thị trường, đây là một phần tài liệu một vị tiên sinh giấu tên đưa tới lúc này. Tần Vĩ Nghiệp nghe nói như thế, liền ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, mới nhận lấy tài liệu, mở ra, xem xong, hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư ký nói, vị tiên sinh kia đâu? Đi rồi chưa? Đi rồi, thư ký nói. Tần Vĩ Nghiệp im lặng một chút, lại mở tài liệu ra, xem nội dung bên trong, không lên tiếng. Thị trường, mới vừa rồi tập đoàn Á Châu lại phái người đi tới hỏi thăm, có liên quan đến văn bản phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Chấm ngoặc kép, thư ký nhìn về phía anh nói. Tần Vĩ Nghiệp hơi nghiêng mặt nhìn phần tài liệu bên cạnh có đóng con dấu màu đỏ, im lặng. Cuộc họp lần thứ hai nhanh chóng tổ chức. Tiêu Đồng và Đông Anh dẫn hai đội thư ký chính thức đi vào phòng họp gần ngàn người. Lúc này ở giữa sảnh phía trên, toàn bộ màn hình lớn sáng lên, lãnh đạo cấp cao và ban giám đốc các công ty đến từ các quốc gia trên thế giới chia ra ngồi vào vị trí mà vị trí ở chính giữa màn hình lớn nhìn thấy một cái bàn làm việc theo phong cách châu âu và một góc không gian xa hoa cũng không có nhìn thấy có người ngồi khả hình còn đang nghi ngờ tiêu đồng vừa dọn xong máy vi tính và tài liệu vừa khe khẽ nói với khả hình ở bên cạnh vị trí ở giữa màn hình lớn chính là chủ tịch hoàn á của chúng ta trang tĩnh vũ đồng thời cũng là chủ tịch hoàn cầu đường khả hình lập tức hiểu ra Nhẹ nhàng hỏi, ông ấy không có tới sao? Ông ấy ở nước Anh, rất ít trở về nước, có lẽ cũng giống như Trang tổng và Tưởng tổng, một là kiêng kỵ, hai là không rảnh phân thân. Mấy ông cụ cũng quá bận rộn, sẽ rất ít tham gia cuộc họp trọng đại của hai nhà, nhưng vì tổng giám đốc Tưởng đề xuất kế hoạch khách sạn dưới nước, mới để cho hai người bọn họ ngồi lại với nhau, nhưng hôm nay bọn họ chỉ hẹn nghe báo cáo, chiếu theo quy củ của Hoàn Cầu bắt đầu từ Tưởng lão và Trang lão. Hai vị chủ tịch không được can thiệp vào nội bộ của hai CEO cao nhất của tập đoàn Hoàn Á và Á Châu, chỉ tham nghị quyết và bỏ phiếu lần cuối cùng. Tiêu Đồng nói khẽ. Đường Khả hình im lặng gật đầu một cái, nhưng vẫn rất kinh ngạc nói: "Trời ạ, à, tôi phát hiện hai vị sáng lập ra hoàn cầu rất lợi hại, làm mọi thứ đều rất tốt, bất kể là chuyện chú trọng bồi dưỡng nhân tài hay quyền quyết định, từng việc từng việc, quyết không để cho người làm loạn." Dĩ nhiên, ông cụ Trang chúng ta là hiện thân của thần Jehovah Witnesses. Bạn học bên cạnh, không phải là thủ tướng thì là tổng thống, trải qua nhiều mưa gió, bao nhiêu trận chiến chưa từng thấy qua, cũng giống như lão đại chúng ta và tổng giám đốc tưởng, người bình thường có thể thuần phục sao? Tiêu đồng kéo nhẹ đường khả hình ngồi xuống. Đường khả hình cũng ngồi xuống, trong trước mắt, suốt cuộc hỏi tới một vấn đề nhạy cảm. Tôi theo bên cạnh mọi người đã lâu, luôn nghe nói tổng giám đốc tưởng dùng dự án khách sạn dưới nước 100 tỷ, viện cớ thâu tóm. Chấm ngoặc kép. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhếch miệng mỉm cười, mở máy vi tính ra. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt giật mình, nhưng vẫn bạo gan hỏi: Cuộc họp này không phải rất quan trọng, quyết sách tương lai Hoàn Á chúng ta. Chấm ngoặc kép. Khả Hinh, Tiêu Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khả Hinh, hơi hợt nói: Cô biết Phú Uôn ở Mỹ chứ? Hai mắt Đường Khả Hinh xoay tròn, khẽ gật đầu. Ở nơi đó, cô có thể chứng kiến rất nhiều công ty thăng trầm, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ở nước ngoài, bất cứ lúc nào bởi vì một quyết sách, hoặc giống như sự kiện xe hơi Toyota ở nước Mỹ, bao gồm rất nhiều âm mưu và chiến tranh, các công ty không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ chặt loại thái độ này và chuẩn bị. Tiêu Đồng mỉm cười mở máy vi tính ra, ngay lập tức thấy một con heo thật lớn, trên đầu cắm ba nén nhang, hướng về phía mình bái bai, cô tức giận, gõ mạnh máy vi tính một cái, tức giận nói: Tô Lạc Hoành, anh mãi mãi chưa trưởng thành sao? Đường khả hình nghe nói như vậy, trong lòng lại từng trận lạnh lẽo, nhìn về phía tiêu đồng nói, tôi cho rằng bản thân tôi đang ở trong môi trường tốt đẹp, những tòa cao ốc xinh đẹp tinh xảo, còn có tranh tài tốt đẹp, sẽ mãi mãi tồn tại, cũng sẽ mãi mãi không đổi chủ. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười, giúp khả hình mở máy vi tính ra, mới nói công ty chỉ có hai khuynh hướng. Một là thất bại, hai là tiến tới, an phận bảo vệ Giang Sơn, chuyện này thì không thể nào. Cô không tiến lên, trước sau gì người xung quanh sẽ vượt qua cô. Cho nên mới có dự án khách sạn dưới nước, chấm ngoặc kép. Cho nên, một nơi có hai chủ, đối với người không muốn một núi có hai hổ mà nói, cho dù là ai cũng là chướng ngại vật của họ. Tiêu đồng khẽ thở dài một hơi, mới nói cái thời đại tiến bộ này, lý tưởng khác nhau dĩ nhiên phải tách ra mà đi. Vậy, một chút nữa hội nghị, tổng giám đốc của chúng ta thua, không phải rất nguy hiểm sao? Đường khả hình nhìn về phía tiêu đồng, Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, tổng giám đốc tưởng thua cũng sẽ rất phiền toái. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt rét lạnh, đặt mình trong phòng họp đỉnh cấp này, phát hiện sinh mạng con người và tình cảm đều rất nhỏ bé. Đông Anh từ phía đối diện đứng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng nói, cuộc họp bắt đầu. Tiêu Đồng nghe xong, lập tức gật đầu một cái, dẫn toàn thể thư ký cùng đứng lên, cúi đầu xuống. Quản lý an ninh đã nhanh chóng kiểm tra toàn hội trường xong. Lập tức mở cửa đại sảnh, thành viên hội đồng quản trị Hoàn Cầu tiến vào trước, rồi đến lãnh đạo cấp cao Hoàn Á và khách sạn Á Châu, từng người không lên tiếng, im lặng đi tới vị trí được phân ngồi xong, một số mở tài liệu trước bàn ra xem, một số nghiêng người nói nhỏ, bọn người Lâm Sở Nhai cũng theo thứ tự ngồi vào chỗ hình bán nguyệt dưới vị trí tổng giám đốc, Trần Tuấn Nam vừa ngồi xuống, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành giống như không nhìn thấy anh, quay mặt sang, quét nhẹ gầm. Hừ trần tuấn nam nhìn người này nhớ tới mới vừa rồi toàn bộ máy vi tính của khách sạn á châu thiếu chút nữa tê liệt bị một con heo quậy cho thần hồn biên đảo chuyện gì thấm quân dụ ngồi ở một bên lạnh lùng hỏi tôi nghĩ người của tổng giám đốc trang tại sao vẻ mặt ai cũng cợt nhã như vậy có nhiều chuyện vui vẻ như vậy sao trần tuấn nam tức giận nói anh nói lão đại của người ta cũng cợt nhã có lẽ chúng ta cũng không giống người bình thường thấm quân dụ xác nhận dữ liệu dùng phần mềm antivirus dck. Có người kêu nhỏ, chủ tịch tưởng đến. Tất cả lãnh đạo cấp cao, phó tổng giám đốc lập tức đứng lên. Tưởng Vĩ quốc lạnh lùng đi cùng ba thư ký của hoàn cầu đi về phía chỗ ngồi chính giữa hình bán nguyệt, nói, "Mời ngồi." Các vị cấp cao đồng thời gật đầu, khom lưng, mới im lặng ngồi xuống. Lúc này Tiêu Đồng, mỉm cười đứng lên, nhìn về phía màn hình lớn chính giữa, nói nhỏ, "Xin mời chủ tịch Trang." Tất cả lãnh đạo cấp cao cung kính đứng dậy. Đường Khả Hinh cũng đứng lên, tò mò nhìn vào màn hình lớn, rốt cuộc xuất hiện người đàn ông trung niên mặc tây trang màu bạc, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hai mắt vẫn sáng quắc, có lẽ thân nhiều năm ở nước ngoài, cả người ông tản mát ra phong độ thân sĩ và khí độ quân tử hết sức nồng đậm, nhất là từng cử động có vẻ tao nhã lịch sự, nhìn về phía tất cả lãnh đạo cấp cao, nhấc nhẹ tay, cười khẽ mời ngồi. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức ngồi xuống. Khả Hinh nhìn người đàn ông trung niên trong màn hình, lập tức có chút trí nhớ ầm một tiếng lao ra, ánh mắt sáng lên, quên ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng nhanh chóng kéo cô ngồi xuống. Lúc này Đường Khả Hinh mới đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, tự nhiên Trang tính Vũ ở trong màn hình lớn cũng nhìn thấy cô gái nhỏ này, khẽ mỉm cười. Đông Anh nghe điện thoại nội bộ thông báo, hai vị tổng giám đốc đã đến, ngay sau đó đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài tiêu đồng lại mỉm cười ngồi ở một bên thích nhất nhìn đông anh bận rộn giống như con kiến nhỏ hai vị tổng giám đốc đến ở bên ngoài có người hô tất cả lãnh đạo cấp cao đồng thời nghiêm túc đứng lên nhìn về phía lối vào đường khả hình đứng ở một bên cũng không nhịn được cảm giác tim nóng lên kích động và hoảng sợ ngẩng đầu lên nghĩ tới người đàn ông này bình thường gần gũi với mình nhất nhân vật phong vân như vậy vào lúc này chân thực thể hiện thực lực của bọn họ một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó là hai bóng người. Suốt cuộc, Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, vạt áo trước cái co sát màu tím của Hoàng thất Anh Quốc, khi thế hiên ngang quân tử, mỉm cười đi tới, tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, vạt áo trước cài bông hoa tơ tầm màu trắng, khi thế nghiêm nghị đi vào, đồng thời đi lên ba bậc thềm, hai người ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Tổng giám đốc tưởng, tổng giám đốc trang, lãnh đạo cấp cao Á Châu và Hoàn Á đồng thời đứng dậy, cung kính gọi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đứng ở vị trí tổng giám đốc của mình, phong động nghiêm nghị, khí thế ngàn vạn, nhìn toàn trường xung quanh, nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ ở vị trí trung ương, khẽ gật đầu, ý bảo. Trang Tĩnh Vũ và tưởng Vĩ Quốc cùng gật đầu. Hai người liền im lặng nhìn mọi người xung quanh, khẽ nhếch nụ cười nói, ngồi đi. Vâng, lãnh đạo cấp cao toàn trường im lặng ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai CEO cao nhất cũng trong trước mắt lấy khí thế của một vị vua ngồi vào ghế tổng giám đốc ánh mắt cùng lộ ra khí phách nhìn về phía mọi người Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên trong trước mắt hai mắt sáng ngời trượt lẽ, cảm giác hình tượng này dường như quen thuộc khác thường có một hình ảnh nhất thời lóe qua trong đầu trước đài có một ông tổng giám đốc đi xuống vuốt nhẹ đầu của mình nói chấm ngoặc kép Khả Hinh tương lai có đồng ý làm vợ bé nhỏ của anh trai lớn hay không đồng ý audio điện tử võ tấn bền. Chương 346, con Sứ Cuộc họp chính thức bắt đầu. Toàn trường yên lặng phăng phắc, chỉ có tiếng lật tài liệu, Đồng Anh và Thái Hiền mới từ Hàn Quốc chạy về, đồng thời im lặng nhanh chóng đem tài liệu đặt ở trước mặt hai vị tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng nhận lấy tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra xem. Bọn người Tiêu Đồng mở máy vi tính ra, chủ yếu là các dữ liệu chứa trong ổ đĩa cứng sắp hội đàm và phần mềm chứa biên bản cuộc họp mà văn phòng thường dùng, mở cửa sổ nhỏ, sau đó đám thư ký gần như cùng động tác, mở máy ghi âm ra, cùng lúc nhấn cái nút màu xanh lá cây, đường khả hình ngồi ở một bên, bởi vì từ trước đến giờ đối với công việc văn phòng cô chỉ ghi chép tài liệu rượu đỏ đưa vào, cho nên im lặng làm theo trang hạo nhiên căn dặn, mở một góc biên bản cuộc họp, trong lòng có chút hoảng hốt ngẩng đầu. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đàn ông trí cao vô thượng cùng ngồi ở vị trí tổng giám đốc cẩn thận nghiêm túc trầm mặt không lên tiếng lật xem tài liệu lâm sở nhai mở tài liệu ra nhắc cổ tay nhìn thời gian tô lạc hoành tiến tới hỏi khẽ có tới không trong máy vi tính sách tay của lâm sở nhai cũng không có nhận được bất kỳ tin tức gì liền lắc đầu một cái đông anh và thái hiền sửa sang tài liệu ngay ngắn xong cùng nhìn tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên gật đầu một cái hai người đồng thời im lặng trở về vị trí cũ thái hiền ngồi ở phía trên tiêu đồng vừa vặn mặt nhìn về phía dáng vẻ lạnh lùng của tương vĩ quốc hai mắt của anh căng thẳng chấp chấp liền cúi đầu tiêu đồng không nhịn được cười cuộc họp liên quan đến phương án đầu tư khách sạn dưới nước bắt đầu đông anh đứng lên trước nói cho mời hách trí tường kỹ sư dự án khách sạn dưới nước chúng ta báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, vỗ tay. Hách trí tường từ giữa trung tâm vòng tròn phòng họp, trong tay cầm cây thước dài màu bạc, lập tức đứng lên, đi tới một chỗ chính giữa trên khán đài, nhân viên làm việc lập tức điều chỉnh ánh đèn trong phòng họp tối lại, giữa màn hình lớn bỗng chốc sáng lên bản thiết kế khách sạn dưới nước, bản thiết kế này bỏ qua tất cả lý luận thiết kế trước đó, mà trên mặt biển hiện lên mô hình cái sân rộng hình tròn, ở giữa bay lên tầng tầng vòng tròn hình dáng như đĩa bay, trái phải hai bên mở ra hai cánh quạt. Mà phía dưới đáy biển cũng là mô hình tòa nhà giống như con sứ, mở rộng ra xung quanh, ngay chính giữa tòa nhà hình bầu dục dưới nước, chiếu sáng lấp lánh. Đường khả hình ngẩng đầu lên thấy bản thiết kế này, cô có chút sợ ngây người. Hách trí tường đứng ở giữa màn hình lớn, nhìn về phía mọi người giải thích, căn cứ kết quả cuộc họp lần một và sau khi chúng tôi đã điều tra chỉnh sửa phương án thiết kế, người tiêu dùng vẫn còn nghi ngờ đối với tính an toàn có liên quan đến độ dày thủy tinh dẻo khách sạn dưới nước. Chúng tôi cũng nhiều lần tổ chức cuộc họp, chuyên gia tiến hành phân tích lại, chúng tôi có kết quả bỏ phiếu mới nhất với độ dày dự tính là 50cm. Chấm ngoặc kép. Lời này nói rất chậm rãi. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh lắng nghe. Tưởng thiên lỗi cũng chỉ lật xem tài liệu không lên tiếng. Lâm sở nhai ngẩng đầu lên, nghe hách trí tưởng nói vậy, liền đưa ra câu hỏi của mình lần trước anh nói độ dày thủy tinh dẻo là 32,7cm, là suy tính đến hiệu quả trôi lơ lửng và tính thẩm mỹ của nó, hôm nay kỹ sư lại lựa chọn như thế này là vì lý do gì? Hách trí tường khẽ mỉm cười, kéo viền bạc ra, chỉ mô hình con sứa trong màn hình lớn, mỉm cười nói, mọi người đều biết, sứa là sinh vật ẩn hình hàng đầu ở đáy biển, cũng là sinh vật vô cùng xinh đẹp mộng ảo, gặp phải các loại ánh sáng dưới đáy nước sẽ biến đổi màu sắc không đồng dạng mà lần này chúng ta mời chuyên gia York Hudson là một thiên tài, khoa sinh vật học của trường đại học Yale. Kết quả nghiên cứu mới nhất, chúng ta có thể làm cho thủy tinh dẻo ẩn hình độ trong suốt 100%. Từ đó làm gia tăng hiệu ứng ánh đèn và ánh xả của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Mọi người không khỏi xôn xao, bày tỏ nghi ngờ đối với vấn đề lần này. Hách trí tường mỉm cười xoay người, ngón tay chỉ vào mô hình con sứa trong màn hình. Sau khi mô phỏng mô hình thực tế, dần chìm xuống đáy nước, nó càng chìm vào đáy nước, độ trong suốt càng sâu, bởi vì bên trong mô hình con sứa phát ra các loại ánh sáng màu tím, xanh nhạt, hồng đỏ, các xúc tua dưới đáy nước nhẹ đong đưa, giống như một con sứa khổng lồ di chuyển ở trên mặt san hô tuyệt đẹp đầy mộng ảo, hiệu quả hết sức kinh ngạc. Tất cả mọi người lại xôn xao kêu lên. Bọn người lâm sở nhai cũng không nhịn cảm thán. Đẹp quá, chấm ngoặc kép, chúng thư ký cũng dối rít kêu lên, đường khả hinh ngồi ở một bên ngẩn người, suy nghĩ rốt cuộc là một thiên tài như thế nào mới có thể thiết kế ra tòa nhà xinh đẹp như thế. Trang Tĩnh Vũ và Tương Vĩ Quốc bình tĩnh nhìn tòa nhà này. Hách Chí Tường tiếp tục mỉm cười giải thích. Mọi người đều biết, xưa có một đặc tính rất lớn, chính là khi nó gặp phải nguy hiểm hoặc trên mặt biển có bão lớn thì sẽ tự động phóng khí và chìm vào đáy biển. Lý luận của chúng tôi được xây dựng trước đây. chẳng hạn như khi chúng ta gặp bão lớn thì chúng ta làm như thế nhanh chóng chạy ra khỏi mặt biển, mà bỏ quên một chuyện chính là khi mặt biển gặp bão lớn thì tầng sóng dưới đáy biển chênh lệch so với mặt biển mấy chục lần. Hơn nữa chúng ta dựa theo đặc tính khác của sứ, phát hiện giữa các xúc tua của sứ có một quả cầu nhỏ, bên trong có một viên đá nghe nho nhỏ giống như lỗ tai sứ, là thứ sóng âm do sóng biển và không khí ma sát sinh ra. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi có hai loại kết quả, chính là lợi dụng đặc tính của sứ, dự đoán tin tức bão lớn sớm hơn từ 15 đến 20 giờ, đưa tòa nhà thẳng lên biển, trong lúc trôi lơ lửng ở khoảng sân rộng trên mặt biển, chỉ cần dùng sức lực ngón tay là có thể quấn chặt dây thép vào tòa nhà xứ, sau khi bão táp yên lặng, lợi dụng sức nổi mực nước, nâng tòa nhà lên. Mà lúc xứ bay lên tới trên mặt biển thì dán chặt vào bốn phía sân rộng hình tròn, giống như mặt phẳng, khách có thể tự do hoạt động trên sân rộng, lúc này các xúc tu của tòa nhà xứ, lợi dụng đặc tính kết dính đặc biệt của nó, quấn chặt cái khung, cố định tòa nhà. Phương án này, một là chúng ta có thể bảo vệ môi trường và giữ vững quy định của khách sạn, hai là có thể thay đổi quy định tốt hơn. Trước đây gặp khó khăn về thay đổi các quy định cứng rắn của khách sạn dưới nước, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người dối rít ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà này, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Lúc này Tương Vĩ Quốc đưa ra ý kiến, tôi muốn xem mô hình phân giá một chút. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở phía trên, nhìn nét mặt cha lạnh lùng, liền ngẩng mặt nhìn về phía màn hình lớn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình lớn. Hách Chí Tường khẽ gật đầu, tay cầm thước dài, nhấn màn hình lớn một cái, lúc này tòa nhà hình dạng con sứ chuyển sang đồ họa hiệu ứng 3D, gặp phải một khối thủy tinh tan vỡ, một khối tòa nhà giống như con sứ nhỏ chậm rãi bay lên, bay tới mặt biển, trên biển có mặt sân rộng có dây phao thép làm lực tựa, nó liền bám chặt vào mép sang cưa mặt sân, từ 2 tháng 3 phút, nhân viên cứu hộ nhanh chóng lái xe cứu thương chạy nhanh tới trước tòa nhà trên mặt sân rộng, nhanh chóng tiến hành giải cứu khách theo bản đồ phân bố trong thực tế. Sau khi chúng tôi nghiên cứu các biện pháp để phòng áp lực nước làm thủy tinh tan vỡ, hiệu quả có thể đạt tới 100%, lúc nước biển chưa vào trong tòa nhà thì tòa nhà đã phân rã và nhanh chóng trồi lên mặt biển. Khách trí tường lại nhìn về phía mọi người phân tích. Cả hội trường lại bàn tán xôn xao, nhao nhao gật đầu, cảm thán trong thời gian thật ngắn, tập đoàn á châu có thể thiết kế một kiến trúc tuyệt vời như thế thật sự làm cho người ta thán phục đã có người cảm thán lắc đầu vỗ tay cuồng nhiệt tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên khắp nơi cuối cùng cả phòng họp vang lên như sấm tiêu đồng họ cũng mỉm cười vỗ tay đường khả hình cũng ngồi ở phía dưới không nhịn được vừa đạm vỗ tay vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi ở trước khán đài vẻ mặt bá đạo như một ông vua cô rời mắt đến trang hạo nhiên Vẻ mặt anh cũng lộ ra vô cùng tán thưởng vỗ tay, mỉm cười gật đầu. Suốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Là vui vẻ thật sao? Đường khả hình đột nhiên phát hiện, ở trong sự nghiệp tâm lý của đàn ông thật khó hiểu. Hách trí tường giải thích tiếp phương án bảo vệ môi trường, giờ cây thước dài, ấn nhẹ màn hình lớn, ngay sau đó mô hình lập tức xuất hiện chuyển đổi, nói Trong thời gian ngắn, chúng tôi khảo sát 10 khách sạn thân thiện với môi trường trên thế giới, tiếp thu ý kiến của rất nhiều kỹ sư môi trường. Cùng thống nhất vấn đề khó khăn mà khách sạn dưới nước phải đối mặt chính là xử lý chất thải, chúng ta có thể chọn dùng kỹ thuật mới của thế giới, sau khi xử lý xong chất thải của khách để cho nước sạch chảy vào đáy biển và dầu trong phòng bếp đã sử dụng cũng có thể chuyển đổi thành nhiên liệu, cũng nên xây dựng một hồ chứa chất thải rắn ở đáy biển, dùng để chuyển đổi thành khí tự nhiên, tất cả mọi thứ chúng ta tự cung tự cấp, từ đó có thể hạ thấp chi phí, giảm bớt gánh nặng ô nhiễm đối với trái đất, từ đó cũng nghĩ tới, nếu có một ngày quốc nội và các nước EU đạt được vấn đề thu thuế carbon dioxide, khách sạn chúng ta là một làm tấm gương tốt dẫn đầu hỗ trợ cho chính phủ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hách trí tường đứng ở trong đám người, mỉm cười đối mặt mọi người, khom lưng cảm ơn mọi người. Rốt cuộc trên mặt tưởng thiên lỗi lộ ra nụ cười hài lòng. Trang hạo nhiên vẫn giữ nụ cười tán thưởng. Tương vĩ quốc ngồi ở chính giữa, cũng gật đầu một cái liên quan với phương án bản thiết kế và vấn đề bảo vệ môi trường, xin hỏi các vị còn có ý kiến hay không, nếu như không có ý kiến, chúng ta đến khâu tiếp theo, tiến hành bỏ phiếu quyết định. Chủ trì cuộc họp ủy viên lưu, mỉm cười đứng lên, nói với các vị cấp cao nói, kết quả bỏ phiếu, chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên trong màn hình lớn, có phiếu chống, phiếu tán thành, phiếu trắng. Mọi người cũng không có ý kiến, liền dối giết gật đầu. Ủy viên lưu thấy các vị lãnh đạo cấp cao gật đầu, lại nói cảm ơn kỹ sư hách phát biểu đặc sắc, bỏ phiếu vòng thứ ba, tức là phiếu bầu quyết định kỹ sư hách có đảm nhiệm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước hay không, cũng có ba loại phiếu, phiếu chống, phiếu tán thành, phiếu trắng. Các vị lãnh đạo cấp cao lại gật đầu. Lúc này sắc mặt tiêu đồng mới bắt đầu có chút cứng rắn, ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên. Đúng lúc này, đường khả hình cảm giác trái tim bị người đấm mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên. Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy bắt đầu bỏ phiếu." Chấm ngoặc kép, ủy viên Lưu mỉm cười vừa định ngồi xuống. "Chờ một chút." Chấm ngoặc kép. Một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nụ cười truyền đến. Mọi người cùng nhau im lặng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng quay đầu, hai mắt phát ra ánh sáng lẫm liệt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén chương 347, tôi tán thành. Tương Vĩ Quốc và Trang Tính Vũ ở trong màn hình lớn đồng thời im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía kỹ sư hách trí tưởng ở giữa khán đài, nói cảm ơn ký sư hách mới vừa diễn giải rất đặc sắc, cũng giống như lần trước, giải phóng rất nhiều năng lượng và trí tuệ nhân loại, mới có kiến trúc vĩ đại như hôm nay, hiệu quả kinh ngạc, đặc sắc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Hách Trí Tường và các vị lãnh đạo cấp cao cùng nhau im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cũng giữ thái độ nghi ngờ và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặc dù cô không hiểu kiến trúc, nhưng diễn giải đặc sắc mới vừa rồi, mình cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ, không có chỗ nào bắt bẻ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục mỉm cười nhìn về phía mọi người, bản thân mình lại hết sức buông lỏng hơi đổi tư thế ngồi, lật xem một tờ tài liệu, mới nói tiếp, báo cáo phân tích, nó được xem là một phần diễn thuyết đặc sắc, tự nhiên sẽ xem nhẹ một số chi tiết rủi ro, điều này có thể hiểu được. Hai mắt hách trí tường nhấp nháy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi Trang Tổng, ý của ngài là phát hiện chi tiết không tốt. Vậy mời ngài chỉ bảo, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hách trí tường, hai mắt thoáng qua một chút sáng quắc, giọng nói chậm rãi lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ nói, cậu mới vừa nhắc tới con sứa xinh đẹp, bay trên mặt biển, nếu gặp bão lớn thì sẽ chìm xuống đáy biển. Như vậy tôi muốn hỏi cậu, con sứa xinh đẹp, nó còn có một đặc tính khác, cậu biết chưa? Hách trí tường nhanh chóng chớp mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, mời Tổng Giám Đốc Trang chỉ bảo. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt nhìn về phía anh ta, từng chữ từng câu nói, trong cái ô xòe ra của con sứa có một loại tuyến đặc biệt, có thể phát ra. Oxit carbon. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao ánh mắt của tưởng thiên lỗi nhíu lại. Đường khả hình cũng không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên, nhưng ngược lại cô biết, oxit carbon là chất kịch độc. Hách trí tường lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên nói, mời tổng giám đốc trang chỉ bảo, ngài làm thế nào biết được mô hình tòa nhà xứ của chúng ta, ở phương diện hiệu quả và nội dung trong tài liệu, có liên quan đến oxit carbon. Sắc mặt trang hạo nhiên khẽ trầm xuống, nhìn về phía hách trí tường, nói, cho nên bất kỳ nhà lý luận mãi mãi cũng không có khả năng trở thành anh hùng có một không hai, lý luận của cậu so với kiến trúc sự ưu tú chế tạo ra tên lửa, còn kém quá xa. Những lời này, hoàn toàn bác bỏ. Hách chí tường có chút sững sờ, đứng ở giữa khán đài, nhìn về phía trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi nhìn thoáng về phía trang hạo nhiên, chậm rãi cười nói, tổng giám đốc trang đối với kiến trúc có hiểu biết sâu sắc. Nói ra để mọi người trải nghiệm một chút, tôi tin trong ngành đều có luật lệ, người ngoài ngành nhìn vào bên trong luôn có một khoảng cách, nếu nói là lý luận, chỉ sợ có ít người đồng tình. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, thật sao? Như vậy chúng ta mời một vị kiến trúc sư ưu tú trong ngành chỉ bảo một chút. Tưởng thiên lỗi bình tĩnh nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên dường như sớm có chuẩn bị, ngửa mặt nói, mời đi cây. Tiêu đồng nghe xong, lập tức đứng lên, đầu tiên gật đầu một cái với tương vĩ quốc ở vị trí trung tâm và trang tĩnh vũ trong màn hình sau đó mới im lặng nhanh chóng đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng họp, đứng bên cạnh, giơ nhẹ tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Đường khả hình cũng hết sức tò mò nhìn sang. Quả nhiên, sau đó không lâu, một người đàn ông trung niên đi vào, người mặc áo sơ mi sọc xanh, quần tây đen đơn giản, tuổi chừng 50, mái tóc xoăn hơi vàng, khuôn mặt phương Tây lộ ra một chút phong cách thân sĩ, nhưng hai tròng mắt thâm thúy, lại lộ ra một chút cuồng nhiệt của nghệ thuật gia, chỉ thấy hai tay áo của ông sắn lên, cánh tay to khỏe cuồn cuộn, không chút nào lạnh lẽo, xài bước đi về phía vị trí tổng giám đốc, đầu tiên bắt tay với Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nhìn về phía hướng các vị lãnh đạo cấp cao mỉm cười. Vị này chính là bậc thầy kiến trúc nổi tiếng quốc tế, đi cây. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ngay sau đó toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay của toàn trường, tưởng thiên lỗi ngưng mặt không lên tiếng đối với kiến trúc sứa lần này bậc thầy kiến trúc quốc tế tự nhiên có lập luận và ý kiến của mình mọi người có muốn nghe một chút không trang hạo nhiên mỉm cười nói xong liền nhìn đi cây gật đầu sau khi đi cây gật đầu ngay sau đó đi lên khán đài trước hết mời hách trí tưởng đứng sang một bên phiên dịch cầm microphone đứng bên trái nhìn tiêu đồng đã đưa hình ảnh vào máy vi tính ông mới dùng tiếng anh lưu loát bắt đầu giảng giải hiện trường tối lại trong màn hình lớn nhất thời xuất hiện một tòa kiến trúc giống như bong bóng cũng là một nửa trôi nổi trên mặt nước một nửa chìm dưới nước đi cây cầm cây thước trắng bắt đầu dùng tiếng anh giảng giải phiên dịch ở một bên nói liên quan với kiến trúc hình xứ nó không phải thử thách cuối cùng đã từng có mô hình khách sạn dưới nước của nhiều nước trên thế giới ở giai đoạn đầu thành lập gần như có ba tiêu chuẩn thiết kế lớn một là hình xứ hai là hình thuyền ba là hình bong bóng mà kiến trúc hình xứ đã từng có vô số kiến trúc sư nghiên cứu giai đoạn đầu, lý luận gần như giống nhau, đây là một kiến trúc khách sạn có hiệu ứng trôi lơ lửng, mà kỹ sư hách áp dụng sân rộng trên mặt biển, để ổn định khung tòa nhà hình xứ và nó tạo thành hiệu ứng đặc biệt trôi lơ lửng, đây là sáng tạo của bất kỳ một thời đại nào, nhưng mời xem hiệu quả thực tế trong màn hình. Chấm ngoặc kép, ông nói xong, liền bảo tiêu đồng tiến vào hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh mô phỏng khách sạn hình sứa là thành quả kiến trúc sự ưu tú nhất thế giới tốn nửa năm thời gian dùng tòa nhà đối áp mặt biển, phương hướng, sức nổi tiến hành mô phỏng thực tế. Bên trong có thể nhìn thấy sau khi gặp phải bão táp, sứa chìm vào đáy biển thì chỗ chọn cần phải cắm vào đáy biển, bởi vì đáy biển bất cứ lúc nào bởi vì sự thay đổi của vỏ quả đất mà không thăng bằng và hình thành mặt san hô, làm cho tòa nhà nghiêng ngã mà áp dụng mặt bằng sân rộng mới nhất có dây phao thép. Thật ra trong quá trình nó di chuyển lên xuống sẽ làm tăng cảm giác không thăng bằng của tòa nhà. Đây là vì sức nâng từ đáy biển và lực hút mặt biển, chênh lệch khá xa. Tiếp theo trong quá trình nổi lên, sẽ phá hư vi sinh vật sinh trưởng dưới đáy biển nghiêm trọng, ví dụ như san hô. Nguyên nhân quan trọng nhất, trong quá trình thiết kế tòa nhà dưới biển lúc ban đầu có liên quan với sự chuyển đổi năng lượng, chúng ta có phát hiện kinh ngạc, trong lúc nhiên liệu chuyển hóa, ví dụ như khí thải ra thiên nhiên, bởi vì khách sạn dưới nước chuyển động dưới đáy biển, cần hút vào năng lượng thật mạnh, và bởi vì nó vận hành độc lập dưới nước, cho nên tính phong kín quá tốt, bên trong có thể tạo ra hiệu ứng nhiệt lượng, làm sinh ra oxit carbon. Mọi người dối rít kinh kêu lên. Hách trí tường đứng ở một bên, nghe thế phân tích báo cáo, đột nhiên sửng sốt. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, cao mày nhìn về phía trước. Trên mặt trang hạo nhiên lộ ra nụ cười, nhìn về phía mọi người nói, chúng ta gọi bảo vệ môi trường là gì? chỉ là một loại gì đó hiện ra ở trước mặt mọi người sao hay trên căn bản chúng ta ý thức được trọn vẹn đây là một phần bảo vệ bảo vệ loài người bảo vệ địa cầu mặc dù tôi tin trong lúc kỹ sư hách thiết kế và mô phỏng thậm chí ở trong quá trình thiết kế khách sạn dưới nước nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề này hơn nữa tiến hành thay đổi nhưng tôi không cần người tài giỏi như thế đây lần thứ hai trang hạo nhiên cứng rắn mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía anh Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nói: "Ngày hôm qua tôi tham khảo tất cả các số liệu, tôi phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, kỹ sư Hách dẫn dắt một đội ngũ thật lớn, trong thời gian tiến hành kế hoạch khách sạn dưới nước đã làm tổn thất của hoàn cầu tôi hết 60 triệu. Mà lúc cậu phái người đến Hàn Quốc thu thập tài liệu biển dùng để làm phân tích, tới lui một lần, liền tổn thất doanh thu của tôi hết 3 triệu. Có phải tôi hơi keo kiệt hay không?" Anh lập tức nhìn về phía mọi người. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều trầm mặt không lên tiếng, thành viên hội đồng quản trị cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Trang hạo nhiên nhìn về phía các lãnh đạo cấp cao nói, 60 triệu, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, là ba ngày thu nhập của khách sạn Á Châu chúng ta, tất cả tiêu tốn công sức của 1,8 triệu nhân viên khách sạn. 1,8 triệu. Ánh mắt anh chợt lóe nhìn về phía mọi người, hỏi kết quả cần lao nỗ lực của 1,8 triệu nhân viên dùng để làm một phương án không hoàn chỉnh, thiếu trách nhiệm, không toàn diện, chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu thời gian, dày vò bao nhiêu người. Hách trí tường đứng tại chỗ, mặt căng ra đến đỏ bừng, hai mắt nhấp nháy, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn về phía mọi người mỉm cười, lại nói như vậy. Chúng ta lại mời bậc thầy đi cây tiếp tục giảng giải cho chúng ta vấn đề phát sinh có liên quan đến việc phân giải mô hình con sứa. Đi cây lên tiếng, lại chuyển người cầm cây thước dài, tiếp tục giảng giải nói, khi nghiên cứu thủy tinh hữu cơ mới nhất, Mặc dù bỏ thêm vào cho nó độ trong suốt và tính khúc xạ ánh sáng, nhưng ánh sáng khúc xạ của khách sạn bắn ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của sinh vật dưới đáy biển, thậm chí bởi vì tính chất thủy tinh của nó, khi độ mặn của nước biển tăng lên, đưa đến sự thay đổi màu sắc và tăng độ giòn của nó. Tôi đề nghị áp dụng nguyên vật liệu thủy tinh dẻo, tăng thêm tính đàn hồi, bảo vệ môi trường cũng an toàn, sau đó thiết kế sao biển dưới đáy biển, sao biển có thể nâng trọng lượng tòa nhà hình sứ nhưng sao biển phải cách đáy biển hơn 50 m chiều rộng trở lên, mà lựa chọn vị trí dưới biển phải áp dụng kỹ thuật nghiên cứu truyền thống, cẩn thận lựa chọn vị trí dưới đáy biển, đồng thời quan sát tình hình thiệt hại môi trường dưới đáy biển, màu sắc san hô ở dưới đáy biển, làm phân tích báo cáo lâu dài. Chấm ngoặc kép, cũng như hách trí tường mới vừa đưa ra phân tích báo cáo, đi cây cũng đưa ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời đưa ra nguồn năng lượng chuyển đổi dưới đáy biển làm chưa đủ làm cho tòa nhà di động và bởi vì không đủ kiềm chế, sẽ làm cho giai đoạn bảo trì công trình khách sạn rất nặng. Mọi người nghe vậy trầm ngâm chăm chú. Đường Khả Hinh nghe vậy hơi sửng sốt, cũng không nói nên lời. Sau khi đi cây phân tích báo cáo tổng thể khách sạn, mọi người đang im lặng, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người nói, người xưa nói, kiến trúc là cái gì? Kiến trúc là nguồn gốc, kiến trúc là truyền thừa văn hóa trí tuệ nhiều năm, là giống như số học, đầy đủ tính logic suy luận chặt chẽ, cuối cùng kết hợp linh cảm nghệ thuật của mình và thực tế, cho ra kết quả, bất kỳ loại kiến trúc nào chỉ cần làm trái với ba điều trên cũng không xứng gọi là kiến trúc sư. Tất cả mọi người không nói lời nào. Hách Chí Tường đứng ở vị trí đầu tiên, không lên tiếng. Tại sao phải để cho người ta có cơ hội lợi dụng? Tại sao phải để cho người ta phát hiện khuyết điểm? Tại sao phải trong một cuộc họp vô cùng quan trọng, cậu lại dám lớn gan đưa ra mô hình thiết kế không có trải qua nghiên cứu thực tế? tất cả điều này là bởi vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân cậu đang tác quái. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, chưa bao giờ cứng rắn như thế, nhìn về phía hách trí tường. Mọi người hoảng sợ đến không dám nói lời nào. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi sừng sốt. Đường khả hình nhìn Trang Hạo Nhiên trên khán đài, cũng không khỏi hoảng sợ. Trang Hạo Nhiên lập tức giơ trong tay lên một phần báo cáo, lại nhìn về phía hách trí tường nói, đêm qua tôi mới nhận được một phần tài liệu, bên trong chứng minh, lúc cậu phụ trách nguồn tài chính, tham gia dự án khách sạn dưới nước thì phân tán nhiều khoản tiền chảy ra hải ngoại. Hơn nữa tất cả đều rót vào tài khoản cá nhân của cậu, đồng thời, tôi điều tra ra, thậm chí cậu dùng nhiều khoản tiền của mình, bí mật tiến hành mua đất trong nước, vậy tiền của cậu từ đâu tới? Đoán chừng 60 triệu không đủ để cậu mua. Chấm ngoặc kép. Mọi người một mảnh xôn xao. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, hai mắt nhanh chóng chợt lóe hách trí tường vẫn im lặng không lên tiếng trang hạo nhiên ném tài liệu trong tay xuống ngẩng đầu nhìn về phía hách trí tường đứng trong đám người bộ dáng lúng túng và không biết giải thích ra sao mỉm cười nói cảm ơn cậu hôm nay diễn giảng rất tuyệt vời cậu thật sự là một kiến trúc sư giỏi nhưng cậu không xứng làm kiến trúc sư trưởng căn cứ kết quả báo cáo bản thiết kế khách sạn dưới nước cũng không phải cậu tự thiết kế mà là thiên tài kiến trúc của chúng tôi học trò đầu tiên của bậc thầy đi cây tưởng văn phong tự thiết kế cho nên hôm nay cậu đi khỏi, cậu không được mang bất luận bản thiết kế và bất kỳ sáng tạo nào. Trang hạo nhiên, chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi ngưng tụ, khe khẽ gọi anh. Trang hạo nhiên lại lạnh lùng mỉm cười, dùng giọng nói chỉ có tưởng thiên lỗi nghe hiểu, nói, hách trí tưởng bí mật dùng tiền bạc, tiến hành mua đất, đã vào phòng làm việc của thị trường và thủ tướng, nếu như anh không có ý kiến, không ngại tôi công bố tài liệu một chút, tôi cũng không quan tâm. Chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi chợt tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, cứng rắn đứng lên, nhìn về phía mọi người nói, hôm nay tôi đề nghị, do đi cây tới đảm nhiệm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước của chúng ta lần này, sau đó thành lập ba tổ thiết kế, bất luận tiến hành phương án gì, đều phải do hội đồng quản trị và tổng giám đốc tự mình thẩm định, cấp phát tài chính. Nếu như ở trong thời gian quy định, không có hiệu quả, chúng ta thành lập quy định thẩm vấn, để bảo đảm sự vất vả cần cù của hơn 3 triệu nhân viên hoàn cầu chúng ta trên toàn thế giới, không lãng phí vô ích ở trên tay một số cá nhân mang chủ nghĩa anh hùng. Tôi bỏ phiếu tán thành đầu tiên, hy vọng các vị thận trọng lựa chọn và tôn trọng phiếu bầu trong tay mọi người, bởi vì nó quyết định sự nỗ lực trả giá của hơn 3 triệu công nhân viên. Các vị vất vả, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên nói xong, cũng không quan tâm đến mọi người, mà nhanh chóng đứng lên, xài bước đi ra ngoài, cửa ầm một tiếng, lấy dáng vẻ hết sức không vui và tức giận đóng lại. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tưởng thiên lỗi tức giận trừng mắt, tay chợt bẻ một phát, bút máy gãy thành hai đoạn. chương 348, sói đội lốt cừu. Cuộc họp kết thúc. Phương án trang hạo nhiên đưa ra đạt 73% số phiếu toàn thắng, mà ở hiện trường, đi cây được hội đồng quản trị của Hoàn Cầu ủy nhiệm làm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà tưởng thiên lỗi ở trong tiếng vỗ tay, lạnh lùng đi ra phòng họp trong tiếng ồn ào náo nhiệt đường khả hình không nhịn được nhìn về phía bóng lưng tưởng thiên lỗi đang trầm lặng bị tiêu đồng đẩy nhẹ cô sửng sốt quay đầu tiêu đồng nhanh chóng thu dọn tài liệu đứng dậy nói đi thôi còn đứng lì ở đây làm gì à ồ đường khả hình có chút hoảng sợ đứng lên ánh mắt lưu luyến liếc nhìn phòng họp lớn các vị lãnh đạo cấp cao sau khi bỏ phiếu đều đang bàn luận kết quả dự án khách sạn dưới nước lần này cô im lặng suy nghĩ trong chốc lát lập tức thu dọn tài liệu và laptop ở trước mặt mình, cùng bọn tiêu đồng đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa nghe Tô Lạc Hoành vui vẻ nắm quả đấm, nói nhỏ, bingo gâu. Thái Hiền làm tốt lắm. Thái Hiền có chút hả hê cười, đưa ra dấu tay hia. Tất cả mọi người cùng nhau lặng lẽ cười. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa đi theo mọi người đi về phía trước, vừa nhìn tiêu đồng hỏi khẽ trận này. Trận này đánh thắng, có liên quan đến Thái Hiền sao? Tiêu Đồng vừa xách theo tài liệu đi về phía trước, vừa cười nói: "Nguồn tài chính bên Hàn Quốc là anh ấy điều tra được, chuyện mua đất cũng là anh ấy bí mật điều tra được. Sau đó thiết kế cho Tưởng Văn Phong ở lại Nhật Bản cũng là anh ấy làm." A, à, chấm hỏi ngoặc kép, Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi nhìn về phía dáng vẻ nho nhã của Thái Hiền, vẫn còn nói trong khoảng thời gian này tạo sao không nhìn thấy anh? Không ngờ anh bận rộn đi như vậy, nhưng cô còn nghi ngờ một chuyện khác, nói tôi mỗi ngày tôi nhìn thấy tổng giám đốc bận chuyện european tại sao không có phát hiện anh ấy còn có thời gian làm những chuyện này tiêu đồng không nhịn được cười nói đúng vậy cô còn lo ngày ngày anh ấy quan tâm chuyện của cô làm sao có thời gian cô nói đúng không mặt của đường khả hinh trong chớp mắt đỏ bừng nhớ tới vẻ mặt tức giận của trang hạo nhiên mới vừa rồi khác với lúc anh tức giận mình một loại cảm giác nói không ra lời cô có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu đồng nói, lúc này tổng giám đốc anh ấy. Thật là đáng sợ, nói vừa xong, cũng không quan tâm người khác, cứ như vậy bỏ đi. Tiêu đồng cười cười, nghĩ tới trang hạo nhiên, sau đó cũng nhíu nhíu mày nói, thật ra những loại trường hợp này lão đại rất ít không chừa mặt mũi cho tổng giám đốc tưởng. Đường khả hình nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cô. Tiêu đồng cũng mỉm cười nhìn về phía cô, nói, là thật, hai người bọn họ đấu với nhau rất nhiều năm, luôn vụng trộm đấu chết sống, nhưng ở trước mặt người khác, cũng không để cho người khác cảm giác bọn họ không hòa thuận. Hôm nay tổng giám đốc của chúng ta giống như rất tức giận, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho tổng giám đốc tưởng, thể phải nắm được kế hoạch, làm rất kín kẽ, thậm chí không để lại cho tổng giám đốc tưởng có cơ hội phản kích, điều này thật sự là có khác với cách làm nhiều năm qua. Đường khả hình nghe như vậy, hai mắt lé lên. Trang hạo nhiên cùng đoàn người, tiếp tục vừa nói vừa cười đi về phía trước. Trần Tuấn Nam dẫn mọi người đứng ở một bên, nhìn bọn Lâm Sở Nhai vừa nói vừa cười đi về phía trước, anh tức giận nói, nhìn bọn họ đắc chí, tôi rất tức giận. Thấm quân dụ cũng nhìn về phía bọn họ, nói có phải cậu chủ tưởng bị nhốt ở Nhật Bản hay không? Ừm, um, mới nhận được điện thoại, Trần Tuấn Nam tức giận nói. Thấm quân dụ gật đầu một cái, cười lạnh, nói, làm thật tốt, kín kẽ. Chờ cậu chủ tưởng trở lại, chúng ta nhất định phải phản công một phen trần tuấn nam tức giận nói xong liền xoay người đi khỏi đám người lâm sở nhai thật vui vẻ trở lại hoàn á đi tới tầng lầu tổng giám đốc cũng đã thấy thư ký văn phòng mỉm cười nói với tiêu đồng nói hiện tại tổng giám đốc đang nói chuyện phiếm cùng thầy đi cây trong phòng làm việc nói bảo khả hinh pha ly cà phê đưa vào bởi vì khả hinh pha cà phê uống ngon nhất tiêu đồng nghe vậy liền cười xoay người nhìn về phía khả hinh nói khả hinh vất vả cho cô rồi vâng chấm ngoặc kép Đường khả hình mỉm cười đáp nhẹ, lại giống như có một chút tâm sự, im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi, rót hai tách cà phê, đặt ở trong khay, sau đó quay lại trước phòng làm việc tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, tiếng của trang hạo nhiên truyền đến. Đường khả hình một tay đẩy nhẹ hai cánh cửa phòng làm việc, ngay sau đó nghe được tiếng cười của trang hạo nhiên và đi cây, cô không dám ngẩng đầu, thật cẩn thận đi vào, cầm cà phê đi tới bên cạnh ghế salon của bọn họ, khom người xuống cẩn thận đặt tách cà phê trước ở trước mặt của đi cây sau đó nghe đi cây nói một đống tiếng anh mình không hiểu lại cầm một cái tách cà phê khác đặt nhẹ ở trước mặt trang hạo nhiên người thấy mùi nước hoa đàn ông từ trong người anh xuyên qua một chút ấm áp cô không nhịn được ngẩng đầu lên thấy trang hạo nhiên đã cởi tay trang chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây trắng dáng vẻ tao nhã và nghiêm nghị mỉm cười nhìn mình hai mắt có chút nóng bỏng cô lập tức cúi đầu chỉ im lặng đứng lên trước mặt người ta nói, hai vị từ từ dùng. Trang hạo nhiên sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn về phía cô. Đường khả hình lại lẫn tránh ánh mắt anh, im lặng đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Trang hạo nhiên nhìn cô đi ra cửa phòng làm việc, đang suy ngẫm sau đó nghe được đi cây dùng tiếng anh cười nói, lần này tài liệu phá giải thủy tinh phản quang và oxit carbon, tối hôm qua tôi mới nhận được thông báo từ phòng nghiên cứu, thật ra đối với thiết kế khách sạn dưới nước lần này, bọn họ quá chuyên nghiệp, muốn phá giải hết sức khó khăn, cuộc họp hôm nay chúng ta hết sức mạo hiểm, tôi có chút không hiểu, thật ra bọn họ có thể phản bác lại đối với kế hoạch và phương án của tôi đưa ra, nhưng tại sao bọn họ tự động buông tha phản biện với tôi? Trang hạo nhiên mỉm cười không lên tiếng, im lặng một lúc, mới nhìn đi cây, biết ơn và xin lỗi, nói một câu hay nghĩa, đi cây, cảm ơn ông tham gia cuộc họp hôm nay, hết sức xin lỗi, để ông ra mặt giải thích mọi chuyện đi cây cũng rất sảng khoái cười nói, cậu đã từng uống rượu đỏ với tôi, dùng một câu nói phục tôi, xem như tôi trả cho cậu cái nhân tình vậy. Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu, mỉm cười nhìn về phía ông. Đi cây nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói, cậu nói tôi uống rượu, vô cảm. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười lớn. Hy vọng trong những ngày sau này, ông có thể dẫn dắt đội ngũ kỹ sư của hoàn cầu chúng tôi tốt hơn, sáng lập nhiều kiến trúc truyền kỳ hơn tất cả đều nhờ ông. Trang hạo nhiên nhìn thời gian không còn sớm, liền đứng lên, vươn tay về phía đi cây, cười nói: tôi sẽ cố gắng hết sức sáng lập truyền kỳ vì cậu để cảm ơn cậu đã từng cứu con gái của tôi. Đi cây mỉm cười vươn tay, hai người cười bắt tay nhau. Trang hạo nhiên tự mình tiến đi cây đi ra phòng làm việc, bảo bọn người lâm sở nhai đưa đi cây chính thức vào ở khu biệt thự cao cấp vip của khách sạn Á Châu. Anh đứng ở bên cửa, nhìn đi cây đi xa mới ở xoay người, căn dặn Tiêu Đồng gọi Khả Hinh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có việc muốn tìm cô ấy. Vâng, Tiêu Đồng mỉm cười gật đầu, liền xoay người đi về phía phòng thư ký. Trang hạo nhiên tựa vào cạnh cửa, suy nghĩ một chút nét mặt của Khả Hinh, liền im lặng đi vào, đóng cửa lại. Phòng thư ký, Tiêu Đồng kêu Khả Hinh đang bận rộn, cười nói, Khả Hinh, tổng giám đốc gọi cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu đồng sửng sốt nói gọi. Gọi tôi. Ừm, um, mau đi đi, tiêu đồng rốt cuộc mệt mỏi ngồi tại chỗ, bẻ bẻ cổ nói, mệt chết tôi, nếu có hai cuộc họp như vậy nữa, tôi bị dày vò không chết không thể. Đường khả hình khẽ mỉm cười, đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, chấm ngoặc kép, tiếng của trang hạo nhiên truyền đến. Đường khả hình suy nghĩ một chút, mới đẩy nhẹ cửa ra, thấy Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trước bàn làm việc, cúi đầu xem tài liệu, vẻ mặt thành thật, cô không lên tiếng, đóng nhẹ cửa lại, mới đi đến trước bàn làm việc, nhìn anh có chút dịu dàng hỏi, Tổng Giám Đốc. Anh tìm tôi. Ừ, Trang Hạo Nhiên còn đang xem tài liệu. Khả Hinh biết, đây là thói quen của anh, trước khi anh chưa hết bận rộn, sẽ không làm chuyện khác, liền yên lặng chờ tại một bên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xem xong tài liệu, sau đó cầm bút máy ký tên của mình ở trên tài liệu khép lại thả vào một bên rốt cuộc cười như không cười ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình đường khả hình nhìn ánh mắt anh vội vàng cúi đầu trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ ôm vai im lặng nét mặt mang theo một chút suy đoán nhìn về phía cô đường khả hình cũng không lên tiếng đứng im không khí này thật kỳ quái giống như không khí len vào một chút tình cảm khác thường qua một lúc lâu Rốt cuộc Đường Khả Hinh mất hết nhẫn nại, có chút không chịu nổi, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, lộ ra nụ cười nhìn không thấu, cô giật mình, vội vàng cúi đầu, có chút hoảng sợ. Trang Hạo Nhiên khẽ cau mày, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt cô. Đường Khả Hinh không nhịn được lui về phía sau một bước. Trang Hạo Nhiên cười hỏi, cô làm sao vậy? Không có, không có gì. chấm ngoặc kép trong lòng đường khả hình đột nhiên hơi sợ. Trang hạo nhiên lại có chút hiểu cô, cười nói, quen nhìn thấy bộ dáng tôi chơi đùa, nghiêm nghị đại nghĩa, nhìn tôi mạnh mẽ trong buổi họp, sợ. Đường khả hình cúi đầu, không lên tiếng. Trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, sâu kín nói cảm giác tôi là một con sói đội lốt cừu, rất âm hiểm, rất cứng rắn, rất đáng sợ, đúng không? Đường khả hình giật mình, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên im lặng nhìn bộ dáng cô, trầm ngâm một chút, ngón cái chạm vào làn da mềm mại của cô tỏa ra một chút ấm áp và dịu dàng. Hai mắt chấp nhẹ, giống như có chút hiểu rõ gật đầu, nói, đi ra ngoài đi. Đường khả hình sửng sốt nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói, đi ra ngoài đi, hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi. Đường khả hình không nhịn được nhìn anh, không dám động. Trang hạo nhiên cao mày nhìn về phía cô, cười nói đi ra ngoài đi. Không cần nghỉ ngơi à, tôi sẽ chờ một lúc có chuyện muốn cô làm, thừa dịp không có việc gì, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đường khả hình khẽ cắn môi, hai mắt nhấp nháy, không biết nên làm gì. Đi thôi, tôi còn có việc bận. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên đột nhiên đưa hai tay ra, nắm nhẹ bả vai của cô, xoay người của cô, đẩy nhẹ cô đi tới trước cửa phòng làm việc, lướt qua đầu của cô, có chút ôn nhu nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nhìn cô, mới tự mình mở cửa, đẩy nhẹ cô đi ra ngoài. Đường khả hình lập tức xoay người, mới vừa muốn nói chuyện với anh. Trang hạo nhiên đã cúi đầu mỉm cười, im lặng đóng cửa lại. chương 349, cây ghép. Đường khả hình đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, ngưng nhìn thật lâu. Trang hạo nhiên đứng ở bên trong cửa, đôi tay cắm túi quần, cúi đầu nghĩ tới ánh mắt cô sợ hãi và lẫn tránh mình, im lặng một lúc lâu, mới trực tiếp đi trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc. Đường khả hình xoay người, từng bước từng bước đi trở về phòng làm việc, đúng lúc này, thấy tô lạc hoành tới chỗ tiêu đồng tìm món ăn, cô liền mỉm cười nhìn về phía anh, nói, lúc này tôi đi qua phòng bếp, đi phòng ăn tìm tiểu nhu, thấy đầu bếp đang làm món ăn mới, cho tôi hai cái bánh ngọt nhân kem, phó tổng anh muốn ăn không? Tôi lấy cho anh, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cười nói có thật không? Mau đưa cho tôi nếm thử." Được." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh đi vào phòng làm việc, đi tới trước chỗ của mình, từ trong hộp tủ lấy ra một cái hộp giữ tươi, vừa vặn có hai bánh ngọt nhân kem, liền mỉm cười đưa đến trước mặt của Tô Lạc Hoành, nói: "Đây, đây là bánh ngọt nhân kem." "Còn có." Chấm ngoặc kép. Cô lại mở một tủ lạnh nho nhỏ bên cạnh phòng làm việc, "Đây là Trang Hạo Nhiên nói chuẩn bị cho đám công chúa bọn họ, nói bình thường cực khổ, bảo mua một chút đồ thức uống cho thư ký uống." từ bên trong cô lấy ra nước táo đỏ đưa đến trước mặt của tô lạc hoành nói đây là nước táo kết hợp ăn chung với bánh ngọt sẽ có mùi vị hạt rẻ rất kỳ lạ cảm ơn tô lạc hoành cười to ha ha hai nhận lấy bánh ngọt và thức uống nói tiểu đường chúng ta thật tốt khó trách tổng giám đốc trang chúng ta thương cô hôm nay ở trong cuộc họp xả giận cho cô à đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn về phía tô lạc hoành đây là lần đầu tiên anh ấy không rõ công tư tô lạc hoành nói xong liền ôm bánh ngọt và thức uống đi khỏi đường khả hình đứng ở giữa cửa nghĩ tới lời nói của tô lạc hoành thân thể không khỏi mềm nhún tựa vào cạnh cửa im lặng trước một tòa nhà tổng giám đốc khác cửa thang máy nhanh chóng mở ra từ bên trong tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhanh chóng đi ra không nói một câu quét qua từng trận gió lẫm liệt đi về phía phòng làm việc đám người đông anh đi theo sau không dám nói gì tất cả nhân viên phòng hành chính lập tức đứng lên hướng về phía tưởng thiên lỗi khom lưng chào hỏi, gọi nhỏ tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt tưởng thiên lỗi vẫn lạnh lùng đi về phía trước, thư ký nhanh chóng tiến lên, lập tức mở hai cánh cửa phòng làm việc, anh lạnh lùng đi vào, Trần Tuấn Nam và Thấm Quân Dụ, đông anh cũng nhanh chóng đi theo sát vào hầu hạ. Tưởng thiên lỗi thở hồn hền tức, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang của mình, cởi ra, ném trên ghế salon, mới cắn răng ngồi tại chỗ. Nhìn về phía trước, trầm giọng hỏi, hiện tại văn phòng ở đâu? Trần Tuấn Nam bất đắc dĩ nói, bị vây ở Nhật Bản. Trong mắt của tưởng thiên lỗi hơi híp, nhìn về phía anh. Thấm quân dù tiếp tục giải đáp cái vấn đề này, nói, dường như là bởi vì lúc lên máy bay, bị cáo buộc làm giả hộ chiếu, nhốt vào trong nhà giam. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh, lạnh lùng nói, làm giả hộ chiếu. Trần Tuấn Nam im lặng cười nói, chúng ta cậu chủ tưởng chắc chắn sẽ không làm giả hộ chiếu, dường như lúc lên máy bay mới phát hiện hộ chiếu đã bị người đánh cháo. Hai mắt tưởng thiên lỗi ngưng tụ, nhìn về phía trước. Thấm quân dụ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói tôi thật sự không nghĩ ra, trong báo cáo kỹ sư hách làm ra lúc trước, cũng không đề cập tới độ khúc xá của thủy tinh hữu cơ và oxit carbon. Hơn nữa chúng ta mời các chuyên gia giỏi trên thế giới tiến hành thử nghiệm cho chúng ta, cho dù hạng mục này có chi tiết nhỏ không tốt, chúng ta cũng có thể đưa ra phản bác và điều chỉnh lại thời gian thử nghiệm ngay lập tức, tại sao sẽ để cho anh ấy bắt được nhược điểm bán đất lớn như vậy, chẳng lẽ trong người của chúng ta có nội gian? Trang hạo nhiên không chơi trò nội gian, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Trần Tuấn Nam nhìn ánh mắt của tưởng thiên lỗi, liền có chút cẩn thận suy đoán, cười nói tổng giám đốc, hôm nay ở trong cuộc họp, tôi nhìn thấy anh giống như không có để ý quá nhiều đến phản biện của tổng giám đốc Trang, đây là... Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói, cậu ta đem tài liệu mua đất đưa đến phủ thủ tướng và phòng làm việc của thị trường. Thấm Quân Dụ và Trần Tuấn Nam cùng biến sắc, nhìn về phía anh. Đưa, đưa, đưa đến phủ thủ tướng và phòng làm việc của thị trường. Trần Tuấn Nam cao mày, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi nói, trời ạ, à, anh ấy làm sao vậy? Đây không phải là phong cách làm việc của tổng giám đốc Trang từ trước đến giờ. Chuyện này là sao? tại sao anh ấy lại thay đổi lớn như vậy tưởng thiên lỗi cũng không hiểu xoay ghế ra nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ nhớ tới sáng sớm hôm nay trang hạo nhiên nói tối đêm qua rất lạnh lẽo tổng giám đốc tưởng anh thu hoạch được một phần được tình yêu không tưởng tượng rốt cuộc người có tình sẽ thành thân thuộc nhiều năm qua trong lòng cố chấp hôm nay trông chờ được rồi tôi cảm thấy vui mừng cho anh anh vẫn luôn đi về phía trước lòng không có việc khác làm sao không đạt được mục đích Hy vọng một chút nữa trong cuộc họp, Tổng Giám Đốc tưởng anh tiếp tục phát huy oai phong của anh, một lòng dẫn dắt người tài năng ứng cử kỹ sư trưởng khách sạn dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay. Tôi chúc mừng anh. Anh chợt ngẩng đầu, hai mắt chợt chợt lóe, tức giận chậm rãi dâng lên trong thân thể, từng chữ từng câu gọi trang hạo nhiên. Chấm ngoặc kép. Anh nghĩ tới điều gì? Trần Tuấn Nam nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi. Tưởng thiên lỗi cũng không lên tiếng, ngưng mặt nhìn về phía trước thấm quân dụ cũng mỉm cười nói nhưng chuyện này chưa chắc là không tốt trần tuấn nam quay đầu nhìn về phía anh hỏi nói thế nào hai mắt tưởng thiên lối cũng hiện lên vẻ hài lòng thấm quân dụ nói ít nhất tổng giám đốc trang đã bại lộ phương thức làm việc và biện pháp của mình hơn nữa che giấu hết sức tốt hôm nay anh ấy đánh một trận như vậy ngược lại để cho chúng ta nhìn rõ tương lai dễ đối phó nhưng Tổng Giám Đốc Trang luôn nổi tiếng dĩ bất biến ứng vạn biến, sao, đến nay còn chưa có trần nào mà anh ấy đánh không thắng. Chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Nam vẫn có chút rối rắm Tưởng Thiên lỗi lại ngửa mặt, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc bén, nói, trên thế giới này, không có mãi mãi vương giả, trận đánh này, bây giờ mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lúc này điện thoại vang lên. Đông Anh đứng ở một bên, im lặng thật lâu, lúc này, mới chậm rãi tiến lên, cầm điện thoại bàn, đáp nhẹ, văn phòng tổng giám đốc. Đối phương truyền tới một tin tức. Đông Anh yên lặng lắng nghe, sau đó liền mới đáp nhẹ tốt, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Cô để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, bệnh viện truyền đến tin tức, nói cậu chủ tô đã làm xong thủ tục, bây giờ làm cấy ghép đôi số liệu tim lần cuối cùng cho như mà tiểu thư. 20 phút sau, sẽ có kết quả cuối cùng, nếu như ghép thành công, chúng ta có thể lập tức sắp xếp thời gian làm giải phẫu. Tưởng thiên lỗi chợt quay đầu, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt lộ ra một chút vui mừng nói, thật sao? Vâng, Đông Anh mỉm cười nói. Tưởng thiên lỗi thở ra một hơi, lại nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lộ ra một chút nụ cười an ủi. Bệnh viện, Tô Thủy Kỳ mặc áo blue âu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, hai mắt lộ ra ánh sáng chuyên nghiệp và chuẩn xác, ngồi bên máy tính ở phòng giám sát, khuỷu tay chống trước bàn, ngón tay di chuyển bên môi, nhìn số liệu trái tim trong màn hình, chỉ thấy một đường vạch ở bên trong hai trái tim CT, càng không ngừng lướt qua, lúc đi qua, hơi chồng lên nhau, nhưng khi mạch máu đi qua trái tim lần thứ ba thì xuất hiện một chút sai lệch. Anh khẽ nhăn mày, hai tay lấy thêm tài liệu kiểm tra đối chiếu, không lên tiếng. Y tá Văn Văn đứng ở một bên, nhìn Tô Thủy Kỳ, cẩn thận hỏi, Tô bác sĩ, cấy ghép có vấn đề sao? Tô Thủy Kỳ chỉ chăm chú nhìn số liệu hai bên, cũng không lên tiếng, ngón tay cũng dừng lại ở trên mấy số liệu, tay nhẹ nhàng đưa về phía bàn phím máy vi tính, di động đường vạch tới trước bóng mở của trái tim, nhìn số liệu đường vạch trong màn hình máy vi tính chuyển ra, tích 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 lướt đi thật nhanh như mũi tên, ánh mắt anh chợt lóe. Ngoài cửa sổ bầu trời trắng xóa, mưa phùn lạnh lẽo rơi xuống. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, mặt vẫn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tay cầm điện thoại di động, ngón cái trượt trên màn hình, lại vạch điện thoại của ai đó, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng, nhớ lại mới vừa đi họp nhìn thấy người đó ngồi tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn mô hình khách sạn hình xứ trong màn hình lớn ánh mắt lộ ra kinh ngạc vui vẻ hai mắt anh cũng xẹt qua chút vui vẻ ngón cái vẫn trượt số điện thoại của cô nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô còn có vẻ mặt tinh nghịch hai mắt anh lại lộ ra dịu dàng nhưng nghĩ đến cô vẫn không nghe điện thoại của mình một cảm giác buồn bực dâng lên anh lại trầm ngâm suy nghĩ tư thế vẫn ngồi thẳng ho nhẹ một tiếng cầm điện thoại di động nhấn điện thoại của cô để bên tai, im lặng lắng nghe. Đường khả hình vẫn nhìn mưa phùn bồng bềnh phía ngoài cửa sổ, mất hồn, lại nghe được trong túi hơi chấn động, cô hơi kinh ngạc, mới vừa lắp pin vào không đến bao lâu, ai vậy? Cô không nhịn được từ trong túi tiền, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện của tưởng thiên lỗi gọi tới, ánh mắt của cô sững sờ, nhìn số này thật lâu thật lâu. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, lại nghe rất nhiều rất nhiều tiếng chuông điện thoại, thậm chí anh bắt đầu ghét tiếng chuông, hết sức chán ghét, anh chớp mắt, cuối cùng có chút không bình tĩnh thở gấp một hơi, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe từng hồi chuông truyền đến. Đường khả hình cầm điện thoại di động, lạnh lùng nhìn mã số trong màn hình, vẫn không ngừng lóe lên ánh sáng xanh, hai tròng mắt của cô ngưng tụ, ngón cái nhấn mạnh nút đỏ một cái. Số điện thoại ngày gọi, tạm thời không liên lạc được, mời để lại tin nhắn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhanh chóng để điện thoại di động xuống, giữ trong lòng bàn tay, suy nghĩ người kia đột nhiên dứt khoát, anh vươn tay xoa chán, im lặng suy nghĩ thật lâu, vừa muốn đứng lên, lại nghe tiếng gõ cửa thật gấp vang lên, anh quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa kia, gọi, vào đi. Đông Anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đau lòng và khổ sở nói, không tốt rồi. Lúc này bệnh viện có tin tức, nói số liệu trái tim cấy ghép cho như mà tiểu thư không chính xác. Chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, Nhìn về phía Đông Anh hỏi nhanh, có ý gì? Đông Anh bất đắc dĩ nói, nghe nói đây là số liệu chính xác cuối cùng từ chỗ cậu chủ Tô đưa ra, nói cấy ghép không thành công, không thể tiến hành phẫu thuật. Chương 350, dị năng. Cái, cái gì? Tưởng Thiên lỗi chợt đứng lên, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt nóng lên, không thể tin nổi nói cấy ghép không thành công. Không thể tiến hành phẫu thuật. Đông Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tưởng Thiên lỗi đứng ở một bên, sắc mặt vô hồn hai mắt chăm chú nhìn phương xa không nói ra lời lộ ra vô hạn thiên lương đông anh cúi đầu khẽ thở dài phòng thư ký à tiêu đồng cầm điện thoại di động khe khẽ nói với phía đầu kia không phải đâu cây ghép không thành công đường khả hinh đang nhanh chóng ghi chép tài liệu rượu đỏ nghe đối thoại như thế cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu đồng không ai nói gì tiêu đồng cũng có chút đau lòng cầm điện thoại di động ngồi tại chỗ nói chuyện này thật đáng tiếc thật vất vả nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp sau này cũng không biết lúc nào thì mới có thể tìm được lão đại biết nhất định rất đau lòng đường khả hinh nghe lời này hai mắt sáng lên nhìn về phía tiêu đồng đột nhiên phát hiện trái tim của mình giống như bị người đâm vào rất đau đớn cô đưa tay chặn ngực cảm giác không thở nổi hai mắt chợt lay động nước mắt trong não khó chịu giống như thiếu oxy khả hinh tiêu đồng nhìn biểu hiện của cô Lập tức có chút căng thẳng đi tới, nhìn cô hỏi, cô không sao chứ? Đường Khả Hinh thở gấp một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu một cái, nói, không có việc gì. Tôi chỉ có chút không thở nổi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, chị yên tâm. Tiêu Đồng lập tức để điện thoại di động xuống, nhìn Khả Hinh nói, tôi đi với cô. Không cần. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh chống thân thể, đứng lên, vẻ mặt cố gắng tươi cười nhìn về phía tiêu đồng mỉm cười nói, không cần. Tôi thật sự không có việc gì, chỉ thở không được, có thể lúc này họp quá căng thẳng. Sợ lão đại thua à, tiêu đồng cố ý nói đùa với cô, điều chỉnh tâm trạng của cô. Đường khả hình nghe vậy, cúi đầu mỉm cười một cái. Tôi vẫn đi với cô thôi, chấm ngoặc kép, tiêu đồng không yên lòng. Thật không có chuyện gì, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía tiêu đồng, đột nhiên mỉm cười, quả thật cảm thấy hơi thở của mình từ từ thông suốt liền im lặng đi ra khỏi phòng thư ký đi qua phòng làm việc trang hạo nhiên liếc mắt nhìn hai cánh cửa đóng chặt im lặng một lúc mới thở một hơi đi qua lối đi thật dài lại cảm thấy trái tim giống như bị vỡ vụn ra làm cho cô đau đớn mãnh liệt nhào vào trong thang máy đinh một tiếng đóng cửa thang máy nhấn con số lầu chót liền ngã trên mặt sàn đè chặt tim hai mắt nhấp nháy chợt cảm thấy khó chịu hít thở không thông giống như sắp chết cô có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên thang máy chạy lên từng tầng đường khả hình tựa vào bên cửa thang máy trong ngực cảm giác hít thở không thông làm cho cô trên trán đổ mồ hôi hột rốt cuộc nhìn thấy cửa thang máy mở ra cô liền chống mạnh thân thể đứng lên đi ra thang máy một luồng gió lạnh nhào tới cô nhất thời cảm thấy an toàn thở ra một hơi tựa vào tường thủy tinh trong suốt nuốt cổ họng một cái nhìn bóng dáng trắng xóa trước mặt cô sửng sốt có một cô gái mặc váy ren dài màu trắng, đứng ở dưới nóc nhà thủy tinh trong suốt, mang giày ba lê màu trắng êm ái, đón một cơn gió lạnh từ cửa nhào tới, cầm một cây phấn viết màu đen, vẽ đường nét mềm mại trên mặt sàn giống như sóng lượn. Đường khả hình nhìn cô, ngây người, suy nghĩ tại sao cô một mình lên đây. Khuôn mặt tưởng tuyết nhi như đứa trẻ, giống như không nhìn thấy bất cứ ai, ánh mắt trong suốt, không dính khói bụi trần gian, mỉm cười, cầm phấn viết, đang uốn lượn vẽ rất nhiều đường cong xinh đẹp trên mặt sàn, mỗi khi khom người, cô đều giống như chìm sâu và mê luyến nhìn những nét vẽ kia. Cô đang vẽ cái gì? Đường khả hình đón giá rét gió, nghe tiếng mưa rơi tí tách, rơi bên ngoài nóc nhà thủy tinh, tạo thành một thế giới trắng xóa. Tưởng tuyết nhi vẫn không lên tiếng, cầm phấn viết màu đen, tiếp tục vẽ tranh trên mặt đất, mỗi đường nét đều rất lưu loát. Đường khả hình thật sự quá tò mò rốt của cô đang vẽ cái gì, liền bước lên một bậc thang nhỏ gần nóc nhà, khi cô đứng tới bậc thang thứ ba cũng đã thấy thân thể tưởng tuyết nhi nhẹ nhàng uốn lượn, tay cầm phấn viết màu đen vẽ nét cuối cùng. Một cơn gió lạnh nhào tới, phất lên đuôi váy của cô, cô đứng ở giữa hình vẽ đó, nhắm mắt lại, tóc tung bay. Đường khả hình không thể tin nổi nhìn về phía giữa sàn nhà màu trắng, dùng phấn viết màu đen, đấy là hình vẽ một phụ nữ có thai, mái tóc dài, cúi đầu, ánh mắt lộ ra hiền từ, khẽ vuốt ve cái bụng to hai tròng mắt của cô trừng to, kinh hãi, có lẽ đây là hình ảnh cảm động nhất cô nhìn thấy, giống như một người nằm nhẹ trên mặt đất, trông rất sống động, rất dịu dàng từ ái. Tưởng Tuyết Nhi mở mắt, giống như búp bê, máy móc nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nhìn về phía cô. Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên vội vàng đi tới, vươn tay về phía đường Khả Hinh, giống như đứa bé có chút tức giận cố chấp, đôi môi mấp máy, mắt to kỳ ảo chấp nhẹ, không có bất kỳ tình cảm. Đường khả hình nhìn vẻ mặt cô, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ chậm rãi đưa bàn tay cho cô. Tưởng tuyết nhi mỉm cười, lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường khả hình, kéo cô đi về phía trước, đi vào bên trong hình vẽ người phụ nữ có thai cao mấy mét. Cô xoay người nhìn về phía đường khả hình, lại nhẹ nhàng nằm xuống, tự mình cuốn rúc trên sàn nhà lạnh lẽo, co giúp đùi đẹp thon dài trắng nõn, cúi xuống ôm đầu gối, nằm rất ấm áp và an toàn. Này, chấm ngoặc kép đường khả hinh mới vừa muốn gọi cô lại lập tức giật mình thì ra chỗ cô nằm chính là vị trí bụng của người mẹ cô kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này giống như đứa bé hai mắt chợt đỏ bừng cô đột nhiên có chút ấm áp giống như có thể cảm nhận được tin tức mà cô gái trước mặt truyền đạt cho mình tưởng tuyết nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hinh vươn tay đường khả hinh nhìn cô một cái liền không nhịn được nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy mình cũng nhẹ nhàng ngồi xuống theo tưởng tuyết nhi lôi kéo cũng nằm nhẹ trên mặt đất, nhìn cô gái trước mặt kỳ lạ. Hai cô gái giống như nằm ở trong bụng mẹ, thật ấm áp dựa vào chung một chỗ. Tưởng Tuyết Nhi mở mắt, nhìn đôi mắt to trong veo xinh đẹp của đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh giống như không sợ lạnh, nhìn tưởng Tuyết Nhi cũng đột nhiên mỉm cười. Còn nhớ rõ xích đu dây lúc nhỏ không? Chúng ta đã chơi chung. Chấm ngoặc kép, tưởng Tuyết Nhi giống như đứa bé, mắt to xinh đẹp nhìn cô chầm chầm, nhẹ nhàng hỏi đường khả hình khẽ chớp mắt có chút không tin lời của cô mỉm cười vậy giày cao gót còn nhớ rõ không là tôi dẫn chị đi chấm ngoặc kép tường tuyết nhi có chút sôi nổi giống như tìm được người bạn nhỏ cười nói thật vui vẻ đường khả hình nhẹ nhàng chớp mắt lập tức nhớ lại hình ảnh thảm cỏ lavender khi còn bé khi đó chị mặc một chiếc váy nhỏ màu trắng trên đầu đội vòng hoa màu tím trong tay cầm diều đứng ở trong cỏ lavender khóc rất đau lòng chấm ngoặc kép, tưởng tuyết nhi mỉm cười nhìn cô, nói. Trong chất mắt đường khả hình khiếp sợ nhìn tưởng tuyết nhi, hỏi, làm sao cô biết? Tưởng tuyết nhi lập tức giống như đứa bé, trỏi nhẹ người lên, nhìn đường khả hình, cười ngọt ngào nói, nhà của chị có bình phong cửu long đúng không? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi nhìn cô, mới vừa gấp gáp muốn hỏi. Sắc mặt của tưởng tuyết nhi lại ngưng tụ, Giống như có người khi dễ khả hinh nói, có phải lại đau tim hay không? A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên không biết nói gì. Tưởng Tuyết Nhi lập tức có chút tức giận ngồi bật dậy, nhìn Đường Khả Hinh nói, có phải anh trai tôi khi dễ chị hay không? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn cô gái này, cảm thấy cô chỉ cần nâng quả cầu thủy tinh cũng có thể trở thành phù thủy. Sau này không được ngửi mùi hương hoa hồng nữa, nghe không? thân thể của chị dị ứng với hương hoa hồng, cho nên mới không thở được. Tưởng Tuyết Nhi có chút căng thẳng nhìn cô. Đường Khả Hinh lại kêu a hát một tiếng, không biết nên trả lời cô thế nào. Hứa với tôi, Tưởng Tuyết Nhi lại nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên mỉm cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn cô, cũng miễn cưỡng mỉm cười. Tiểu thư, thì ra cô ở chỗ này. Trời à, cô lại vẽ tranh rồi. Lúc này có một người giúp việc thở dốc gấp gáp tìm được người, nhanh chóng đi tới bên Tưởng Tuyết Nhi, muốn dắt cô đi. Tưởng Tuyết Nhi cũng khéo léo, vội vàng đứng lên, được hai người người giúp việc nâng đỡ, cầm gấu bông, đi theo họ xuống lầu, lúc đi vào thang máy thì quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, sau này không cho khóc, lạc đường cũng không sợ, có anh trai lớn cõng chị về nhà. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh thật sự giật mình nhìn về phía cô. Tưởng Tuyết Nhi tươi cười nhìn cô, mới rời khỏi. Cô ấy giống như thật sự biết chuyện đó đường khả hình đứng ở đó trong bức tranh khổng lồ nói nhỏ phòng thư ký tiêu đồng nhìn về phía đường khả hình cười nói cô nói tưởng tiểu thư đúng vậy cô ấy cô ấy giống như có thể đoán được trong lòng người ta đang suy nghĩ gì chấm ngoặc kép đường khả hình nói rất sôi nổi tiêu đồng phốc một tiếng nở nụ cười đường khả hình ngơ ngác nhìn tiêu đồng nói tôi nói chuyện với chị rất nghiêm túc thật xin lỗi tôi nhớ tới tô lạc hoành. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng không nhịn được bật cười. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói nên lời, nhìn cô một lúc lâu, cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười nói tôi. Tôi nói là tưởng tiểu thư, chấm ngoặc kép, tôi biết rõ, chấm ngoặc kép, tiêu đồng thiếu chút nữa cười to, nói tôi nhớ hai năm trước, tô lạc hoành nghe nói đại tiểu thư nhà họ tưởng có năng lực siêu phàm, hiểu quá khứ, biết tương lai, anh ấy thừa dịp tưởng tiểu thư đi Anh Quốc thì hỏi cô ấy kỳ sổ số này sẽ ra con số là bao nhiêu, nói chúng anh trai mua kẹo cho em ăn, cô đoán tưởng tiểu thư nói thế nào. Đường Khả Hinh ngơ ngác lắc đầu một cái. Tiêu Đồng tiếp tục cười nói, tưởng tiểu thư nói 1 2 3 4 5 6 7. chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Cô đừng cười, chuyện vẫn còn ở phía sau. Tiêu Đồng lại không nhịn được cười, nói, kỳ sổ số này chúng thưởng giải nhất là 100 triệu đấy. Sau đó cô biết con giải nhất là bao nhiêu không? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, chỉ là nhìn Tiêu Đồng cười thật vui vẻ, mình cũng không nhịn được cười. Tiêu Đồng cầm văn kiện lên, che mặt, cười to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, Đường Khả Hinh bật cười kêu to, thiệt giả, thật sự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chấm hỏi ngoặc kép. Đúng vậy, tiêu đồng chợt gật đầu, lại cười thật lớn. Trời à, đường khả hình cũng bật cười to nói, vậy tô phó tổng không phải tức chết. Đâu chỉ tức chết, thiếu chút nữa mua đậu hũ đập đầu chết. Sau đó, anh ấy tức giận không nhịn nổi, cùng bọn lâm sở nhai hỏi tiếp tưởng tiểu thư, kỳ vé số này là bao nhiêu. Tưởng tiểu thư lại nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mặc dù trong lòng bọn họ lo lắng không yên, nhưng vẫn đem tiền đập hết, tính chúng, cũng không cần theo lão đại làm việc nữa. Tiêu đồng cười to, cô cũng không biết, sau này tôi mới biết, mặc dù lão đại mắng bọn họ bài bạc, mình cũng len lén mua 10 ngàn. Sau đó thì sao? Đường Khả Hinh cười hỏi. Dĩ nhiên không chúng, cô chưa từng nghe qua một câu nói. Cô chúng thưởng giải nhất chỉ là vì Thượng Đế sơ ý ngáp một cái, khi ông ấy tỉnh táo, cô cũng không có cơ hội. Vì chuyện kia, Tô Lạc Hoành vẫn tức chết, càng không ngừng kêu to, 100 triệu, 100 triệu, lão tử phải tiêu tốn bao nhiêu tế bảo não, thắp bao nhiêu nén hương cho heo mập, mới có 100 triệu. Ha 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 ha, tiêu đồng lại cười to. Đường khả hình cũng không nhịn được cười to. Cho nên cô đừng tin lời nói của tưởng tiểu thư, lời của cô ấy có lúc chính xác, có lúc không đúng, cô tin cô ấy sẽ tức chết người. Tính tình cô ấy có chút tính trẻ con, chưa trưởng thành, không có gì. Nếu cô ấy có dị năng, anh trai của cô ấy sớm kêu cô ấy giết chết lão đại chúng ta. Tiêu đồng lau nước mắt nơi khóe mắt, nói audio điện tử võ tấn bền. Chương 351, tàn tình. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói, "Tưởng tiểu thư và tổng giám đốc quan hệ rất tốt sao?" Tiêu Đồng dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, "Cô hỏi Tưởng tiểu thư và tổng giám đốc nào quan hệ rất tốt?" Đường Khả Hinh sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng, có chút há hốc mồm. Ha ha chấm ngoặc kép, tiêu đồng trêu chọc nhìn đường khả hình một cái, mới cười nói, tôi nói với cô, quan hệ giữa tưởng tiểu thư và hai tổng giám đốc đều rất tốt, nhưng không giống nhau, tiểu thư rất ưa thích tổng giám đốc tưởng, nhưng rất thích lão đại chúng ta. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhớ lại tưởng tuyết nhi ôm trang hạo nhiên hôn. Chúng tôi cũng không biết trong thế giới tình yêu của cô ấy, tình yêu là như thế nào, nhưng ở trước mặt mọi người, trong ánh mắt cô ấy chỉ có nhìn tổng giám đốc tưởng và lão đại chúng ta mới có tình cảm. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười nói. Đường khả hình nhớ lại mới vừa ở trên sân thượng, tưởng tuyết nhi vẽ bức tranh kia, sau đó rất khát vọng và mộng ảo nằm ở trong bụng mẹ, giống như một mình cô đắm chìm trong thế giới của cô, tự có linh hồn và trí tuệ của mình, cô khẽ mỉm cười nói cô ấy rất đẹp, thật đáng yêu. Tôi cho rằng chỉ có như mà tiểu thư mới có thể mộng mơ như vậy, không ngờ, tưởng tiểu thư mới thật sự là người mộng mơ. Tiêu Đồng mỉm cười nói, có lẽ lúc ban gặp mặt, cô sẽ có chút không quen, nhưng gặp nhau lâu, cô sẽ phát hiện, thật ra cô ấy không như cô nghĩ. Chấm ngoặc kép. Mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng. Tiêu Đồng nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nói thật ra không phải đầu óc cô ấy có vấn đề, cô ấy rất thông minh, từ nhỏ cô ấy đã là một thiên tài, nhất là đối với mùi hương có thể điều chế ra mùi hương mà con người căn bản không có cách nào tưởng tượng, chúng ta gần như có thể nhìn thấy màu sắc huyền ảo trên bầu trời. Từ nhỏ cô ấy thương yêu nhất là tổng giám đốc Tưởng, đây có lẽ là điểm chung duy nhất trong cuộc đời tổng giám đốc Tưởng và lão đại. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng. Văn phòng tổng giám đốc. Tưởng Thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, ngồi ở trên ghế salon, chăm chú nhìn bầu trời xanh trước mặt có chút mây nhẹ nhàng bay. Tưởng Tuyết Nhi nằm trên ghế salon, đầu gối lên bắp đùi anh, vuốt vuốt con gấu bông của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai. Tưởng Thiên Lối cũng chỉ quen vươn tay, nhẹ nhàng trải vuốt mái tóc dài của em gái, chăm chú nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Tưởng Tuyết Nhi nắm hai lỗ tai gấu của mình, thấy anh trai thật sự phiền não, ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trong ngực của anh trai, ngăn tầm mắt anh trai nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn anh ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi di chuyển nhìn khuôn mặt của em gái xinh đẹp giống như búp bê mỉm cười hỏi thế nào tưởng tuyết nhi chớp đôi mắt mộng mơ nhìn anh trai ngọt ngào nói anh đừng luôn nhìn bên ngoài màu sắc bầu trời là màu sắc khó pha nhất trên thế giới này màu sắc không thể lấy được bởi vì nó căn bản cũng không có màu sắc đã quen với lý luận của em gái tưởng thiên lỗi chỉ hơi cười cười tưởng tuyết nhi nhìn tưởng thiên lỗi lại nói anh trai hả tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn em gái cô gái anh thích nhất là ai cô giống như đang hỏi gương thần tưởng thiên lỗi không nhịn được bật cười nói tuyết nhi chấm ngoặc kép không phải tưởng tuyết nhi nhẹ nhàng nói tưởng thiên lỗi im lặng nhìn em gái không lên tiếng nói anh thích nhất là ai mỗi ngày tưởng tuyết nhi muốn hỏi anh trai vấn đề này từ năm này qua năm khác từ ngày này qua ngày khác tưởng thiên lỗi trả lời vấn đề này nói tuyết nhi Chấm ngoặc kép không phải tưởng tuyết nhi đột nhiên tức giận nói tưởng thiên lỗi đột nhiên nhìn em gái cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường nói anh thích nhất là ai tưởng tuyết nhi lầu bầu nói ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi không biết nên làm sao có chút ngạc nhiên nhìn em gái ánh mắt tưởng tuyết nhi đột nhiên sáng lên lập tức đưa tay vào trong túi anh móc điện thoại di động của anh nhanh chóng muốn ở hình trong điện thoại di động tuyết nhi tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt điện thoại nhìn em gái không nhịn được bật cười hỏi em muốn làm cái gì người anh thích nhất là người nào tuyết nhi tiếp tục lầu bầu nằm ở trong ngực của anh trai hỏi tưởng thiên lỗi cầm điện thoại dịu dàng nhìn em gái cười nói cô gái anh thích nhất là tuyết nhi chấm ngoặc kép vậy thứ hai tuyết nhi nhanh trí hỏi tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút lại nhìn em gái im lặng Tuyết Nhi nhìn ánh mắt ngọt ngào và mập mờ của anh trai, cô đột nhiên có chút vui vẻ nằm ở trong ngực của anh, nói anh trai, anh biết không? Tình yêu cũng có mùi vị, thật sự có mùi vị. Hả, tưởng thiên lỗi thật kiên nhẫn nhìn em gái, dịu dàng hỏi mùi vị gì? Dùng hương hoa hồng, thêm một chút tinh dầu bạc hà, thêm vào mùi quyết, hoa phong tín tử, một chút mùi vị bão táp, hòa vào nhau, để cho người ta ngửi được nó, cũng biết trên người của anh có mùi vị tình yêu rồi chấm ngoặc kép tuyết nhi vui vẻ cười nói tưởng thiên lỗi nhìn em gái liền dịu dàng hỏi tuyết nhi chúng ta ngửi được mùi vị tình yêu em ngửi được mùi vị tình yêu trên người anh trai tuyết nhi vui vẻ cười nói hai mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua một chút dịu dàng không biết nói gì chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái tiếng gõ cửa vang lên vào đi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẫn nhẹ nhàng vuốt đầu của em gái đông anh mỉm cười đi tới nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói tổng giám đốc quản gia đã tới nói muốn cho tuyết nhi thay quần áo cùng chủ tịch tham gia bữa tiệc của quan trước tối nay tuyết nhi lầu bầu tưởng thiên lỗi nhìn nét mặt em gái liền cúi xuống dịu dàng hỏi tuyết nhi không thích tham gia ừm um, tuyết nhi gật đầu nhưng em phải đi bởi vì bác sĩ dặn dò em phải ra ngoài đi một chút ngoan mau dậy đi đi thay bộ quần áo tưởng thiên lỗi mỉm cười nói Tưởng Tuyết Nhi không lên tiếng, có chút hủy khuất nhìn anh trai, nhưng vẫn im lặng đứng lên, đi theo người giúp việc tiến vào, mang theo trang phục và vòng chân châu, đi vào phòng nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế salon, nhìn ánh mắt em gái không muốn đi vào, anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống nhìn điện thoại di động không biết từ lúc nào đã nhấn mở album hình, nhìn hình đường khả hình đứng ở phòng bếp sáng sớm ngày đó, ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này mới phát hiện, đường nét khuôn mặt của cô rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái xoan, mắt to xinh đẹp híp lại thành ánh trăng rằm. Anh không khỏi mỉm cười một tiếng, ngồi nhìn hình cô, nhìn thật chăm chú. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu. Anh vẫn giữ tư thế nhìn khả hình trong hình, thật lâu thật lâu, cho đến khi cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, anh mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên nhìn em gái đã thay lại một chiếc váy ren ngắn, bên ngoài khoác áo khoác màu trắng kiểu hàn đến gối, Mang giày cao gót màu trắng, chải biếm tóc nhỏ hai bên, mang hoa tai ngọc trai và dây chuyền ngọc trai, vừa đi ra ngoài, tự mình vừa nhanh chóng mặc áo khoác, nhìn người giúp việc muốn ôm gấu bông của mình đi, cô lập tức dịu dàng gáp gáp nhìn về phía người giúp việc. Người giúp việc lập tức mỉm cười đem gấu bông đưa cho cô. Tưởng Tuyết Nhi lập tức ôm gấu bông, cúi đầu, nắm lỗ tai gấu của mình. Tưởng Thiên lỗi thở dài một hơi, liền đứng lên, nhìn cổ tay, thời gian đã không còn sớm nói anh trai có chuyện, cũng phải đi ra ngoài một chút, em cùng đi nhé, cha đâu? Cha đang ở phòng nghỉ ngơi bên kia, tức giận đến vảnh dâu, không biết vì sao. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không muốn đi cùng cha. Đi gọi cha đi, tưởng thiên lối biết cuộc họp hôm nay, thua, cha nhất định rất tức giận, biết chỉ có em gái mới lay chuyển được ông. À, tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không để cho người giúp việc đi theo, mình đi ra ngoài, thuận tay cầm một chai keo 502 của nhân viên văn phòng nào đó, đi về phía phòng nghỉ ngơi ở phía sau phòng thư ký, đẩy nhẹ cửa ra, nhìn cha đang tức giận hướng về phía thành viên hội đồng quản trị công ty, dùng thái độ lạnh lùng vô tình trách mắng, cô nhẹ nhàng mở chai keo 502, nhẹ nhàng dính rất nhiều keo vào khóa tâm, sau đó mặt vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó vui vẻ mỉm cười một cái, ôm gấu bông đi khỏi. Tưởng thiên lỗi đã mặc vào tây trang, nhìn em gái nhấp nhẹ đôi môi, mỉm cười đi tới, liền hỏi, cha đâu? Cha đang họp, nói phải chờ thật lâu thật lâu, cho nên chúng ta đi trước đi, một mình em đi qua. Tưởng Tuyết Nhi lập tức sát tay anh trai, đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cũng chỉ mỉm cười dắt em gái đi khỏi. Lúc này vừa gặp lúc nhân viên tan việc. Lúc này đường Khả Hinh cũng thu dọn đồ đạc trước bàn làm việc, sau đó ôm một đống lớn sách rượu đỏ, tối nay trở về thử rượu mới, trong lòng không khỏi nhớ đến ánh mắt trầm mặc của Trang Hạo Nhiên ngăn mình ở bên ngoài ngày hôm nay, cô liền ôm sách, lập tức mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp, xông ra ngoài, không ngờ vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đã đi về phía thang máy bên cạnh, cô ôi một tiếng, gọi nhỏ tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên đã đi vào thang máy, xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lạnh lùng đè xuống nút đóng cửa. "Ai, chờ tôi một chút." Đường Khả Hinh quát to một tiếng, ôm tài liệu chạy về phía trước. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên trong thang máy, nhìn đường khả hình chạy như bay tới, mặc cho cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Tổng Giám Đốc, đường khả hình quát to một tiếng, cũng đã dừng bước chân, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng trong thang máy trong suốt, nhanh chóng trượt xuống, cô ngạc nhiên sửng sốt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cảm giác thang máy trượt xuống, hai mắt lộ ra lạnh lùng, đang suy nghĩ không đến bao lâu, liền thấy giữa tầng lầu có nhân viên muốn đi vào, nhìn thấy mình, tất cả mọi người không dám vào. Anh mỉm cười nhìn về phía bọn họ nói, "Vào đi." "Cảm ơn tổng giám đốc." Nhân viên nói cảm ơn, lập tức nói cười đi tới, có một số nhân viên nữ vẫn còn nói nhỏ, "Tối nay có dòng nước lạnh, thật sự rất lạnh." Anh yên lặng nghe những lời này, đã thấy thang máy xuống đến lầu 1, liền nhìn thấy nhân viên đứng hai bên, mỉm cười đi ra thang máy, một mình nhận lấy cây dù từ phó quản lý đại sảnh, đi vào phía sau vườn hoa, xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu mới ra ngoài lại thấy tưởng thiên lỗi sát tay của em gái đi ra ngoài, anh dừng bước lại, suy nghĩ một chút, vẫn lạnh nhạt đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi dừng ở tại chỗ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt nóng lên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước. Tưởng Tuyết Nhi đứng ở anh bên cạnh, biết lúc này không thể đi qua. Lúc Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh mình, tưởng thiên lỗi cười lạnh nói, lần này đánh thắng trận, không biết cậu có thể thắng được tình yêu hay không trang hạo nhiên dừng bước lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi chậm rãi xoay người nhìn nét mặt trang hạo nhiên mỉm cười nói thế nào nói chúng tâm sự của cậu anh nói chúng tâm sự gì của tôi trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi khe cắn răng nhìn về phía trang hạo nhiên nói mặc kệ cậu thỉnh thoảng thắng một lần hai lần như thế nào từ trước đến giờ như mặt cũng không là của cậu trang hạo nhiên nở nụ cười nhìn về phía anh trên mặt tưởng thiên lỗi lộ ra nét mặt giận hờn, đến gần một bước, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Trang Hạo Nhiên. Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết, như mặt mãi mãi cũng không yêu cậu. Từ nhỏ đến bây giờ, cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai ai lấy được hoàn cầu, lòng của như mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười. Tôi mãi mãi cũng sẽ không để cho cậu đạt được, ngày tôi lấy được hoàn cầu, chính là ngày tôi cưới cô ấy. Trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía anh, mới vừa muốn bật cười, nhưng ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy người kia không xa, im lặng. Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn trang hạo nhiên lại nhìn ánh mắt anh khác thường, cũng chậm rãi xoay người, trong chớp mắt, nhìn thấy đường khả hình ôm tài liệu vừa dày vừa nặng. Đang đứng ở cách đó không xa, tài liệu rơi xuống, anh sửng sốt. chương 352, quả dương đào kiwi đường khả hình cảm giác trái tim của mình đột nhiên dâng lên đau đớn nhưng có thể chịu đựng được vội vàng khom người xuống nhặt lên tài liệu trên đất tưởng thiên lỗi nóng mắt nhìn về phía cô trang hạo nhiên nhìn đường khả hình một cái quay đầu lại im lặng nhìn tưởng thiên lỗi một chút nhẹ nhàng trước mắt liền xoay người một mình đi ra đại sảnh đường khả hình ôm lấy tài liệu thấy trang hạo nhiên đi ra ngoài cô vội vã ôm lấy tài liệu cố nén cảm xúc bước nhanh đi ra ngoài đi qua bên cạnh tưởng thiên lỗi. Ánh mắt anh lộ ra một chút vội vàng, ngón tay khẽ di động, vừa muốn chạm vào eo của cô. Đường khả hình lại lạnh lùng bước đi về phía trước, thậm chí chạy theo bóng dáng trang hạo nhiên, chạy ra ngoài. Tưởng thiên lỗi nhìn bóng dáng cô đi ra đại sảnh, lạnh lùng và có chút quyết tuyệt, hai mắt nhanh chóng lóe lên, vừa muốn cất bước đuổi theo, cũng đã thấy đường khả hình đã nhanh chóng đi ra ngoài, không hề dừng lại, anh chợt cảm thấy hơi thở trong lồng ngực tăng vọt, cũng chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất ở trong thế giới của mình, quay mặt sang, đè nén những lời nói nói ra lúc này, cảm giác khó chịu sông tới. Ngoài đại sảnh, mưa phùn bồng bềnh. Trang hạo nhiên che dù, một mình đi về phía trước, bởi vì phía sau khách sạn, nghe Tô Lạc Hoành nói ở đó có một ông lão bán quả dương đào, đặc biệt ngọt, đặc biệt ngon, anh vừa nghe có chuyện này liền không nhịn được. Đường khả hình đón mưa phùn, nhìn Trang hạo nhiên một mình chống cây dù trong suốt, đi dọc theo con đường nhỏ sau khách sạn đi về phía trước cô đứng ở trên mặt đất ướt đẫm nhìn bóng lưng của anh một cái liền bước nhanh theo sát xông vào trong cây dù của anh trang hạo nhiên quay đầu nhìn cô một cái không lên tiếng đường khả hinh mỉm cười với trang hạo nhiên khẽ xoa xoa nước mưa lạnh lẽo trên trán mình miệng thở luồng khí trắng bởi vì không thay đồng phục có chút lạnh lẽo run lập cập hai mắt trang hạo nhiên nhìn thoáng qua trên người cô mới cười như không cười nói không phải cô sợ tôi sao đường khả hình yên lặng ngẩng đầu lên nhìn anh trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt cô mắt to nhanh chóng lẫn tránh liền không lên tiếng tiếp tục che dù đi về phía trước đường khả hình cũng im lặng đi về phía trước lúc nảy nghe lời kia khó chịu không trang hạo nhiên đi về phía trước thì nhàn nhạt hỏi đường khả hình không lên tiếng phối hợp bước chân của anh cũng đi về phía trước không nên quá tin tưởng Trang Hạo Nhiên giải thích. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn anh. Tôi và anh ấy đấu vài chục năm rồi, tính cách của anh ấy, tôi vẫn hiểu rõ, có lúc lời nói của hai người chúng tôi, người ngoài đừng cho là thật, mọi người rất khó hiểu được. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, nhìn về phía trước có một chiếc xe lái tới, anh lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng vào bên trong, phòng ngừa cô bị nước văng đến. Đường Khả Hinh cũng gật đầu một cái, nói tôi biết rõ. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng phong trước mặt, ở trong mưa trắng xóa, có chút mộng ảo, nói: "Lúc ban đầu, tôi nghe nói hôm nay ở trong cuộc họp, anh vì tôi mà khiêu chiến với tổng giám đốc tưởng, tôi nghe những lời này, thật có chút tin, nhưng mới vừa tôi mới hiểu được, thì ra không phải vì tôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh. Chấm ngoặc kép, hả? Trang hạo nhiên nở nụ cười, nhìn đường khả hình nói tương lai cô có thể ở bên anh ấy. a à, à, đường khả hình không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Trang hạo nhiên vô cùng nghiêm nghị nhìn đường khả hình nói, bởi vì đầu óc của các người giống nhau, tương lai nhất định sẽ ở chung một chỗ. Đường khả hình liếc mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, mới chắt lưỡi mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả hình cũng đi theo anh đi về phía trước. Cô còn đi theo tôi làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả hình, hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường Khả hình hơi sửng sốt, đứng ở dưới cây dù tí tách, nhìn khuôn mặt đẹp trai, và hai mắt dịu dàng, nói tối nay 12 giờ nhã tuệ mới tan việc. Cho nên thế nào? Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi. Chấm ngoặc kép, đường Khả hình cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục xoay người đi về phía trước mới nói tôi còn tưởng rằng cô sợ tôi sợ đến cả đời cũng muốn lẫn tránh tôi đường khả hinh nghe được lời này hơi có chút mất mát liền ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn anh nói thế nào thất vọng à trang hạo nhiên nhếch miệng mỉm cười đi về phía trước tương lai anh còn có thể cho tôi xem nhiều thứ hơn không đường khả hinh quay đầu nhìn về phía anh hỏi ánh mắt trang hạo nhiên chuyển động suy nghĩ chuyện này một chút mới mỉm cười hỏi cô muốn xem không. Đường khả hình cúi xuống, ôm đống tài liệu, đạp con đường nhỏ, đi qua rừng phong đỏ rực, mới mỉm cười nói muốn. Trang hạo nhiên nghe lời này, hơi ngẩng đầu lên, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười. Nhìn anh mạnh mẽ, tôi không khỏi càng thêm kiên cường. Đường khả hình thật lòng nói những lời này. Trang hạo nhiên nắm cây dù, bước chân ngừng lại, quay đầu, nhìn đường khả hình dưới dù, hai mắt khẽ nhấp nháy, lông mi thật dài, rũ xuống, lỗ mũi cao nhọn, đôi môi hình cung màu hồng thật là đẹp, thật sự trơn bóng, nhưng sắc mặt quá tái nhợt, cũng có thể cảm thấy thân thể gầy nhỏ của cô phát ra từng cơn ớn lạnh, anh liền tức giận đưa cây dù cho cô nói, cầm. Tôi không muốn, đường khả hình khổ sở ôm tài liệu, sau khi dướn người một chút, mới mềm mỏng nói, anh thật cao, tôi không muốn cầm cái ô, tôi cầm tài liệu thôi. Cầm, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nghe lời này, lại tức giận nhìn cô nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh có chút cường thế, ngay lập tức lầu bầu một tay ôm tài liệu, một tay nhận lấy cây dù, chấp nhận thân thể cao lớn của anh, giơ cây dù lên cao. Trang Hạo Nhiên ở dưới dù, ở trước mặt cô, buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra, đến gần cô một bước, cầm áo khoác lên trên người của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười, nhận lấy cây dù và tài liệu trong tay cô mới nói, sau này không nên mặc mỏng manh như vậy, đây không phải làm tôi lạnh chết sao?" Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cảm thấy tây trang của Trang Hạo Nhiên ấm áp, giống như ngực của anh bao quanh mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười che dù, tiếp tục đi về phía trước, mới nói, đi nào, bà cô, kiếp trước nợ cô." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu trắng đi về phía trước, bóng lưng cao lớn, lại tao nhã ôn nhu, cô cảm thấy vui vẻ lần nữa vọt vào dưới rủ đưa hai tay nhét vào cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cánh tay rắn chắc của anh, cười ngọt ngào nói, vậy kiếp sau tôi nợ anh. Tôi không muốn cha, không cần chồng, tôi muốn anh. Trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu nhìn khả hình dựa thật chặt vào bên cạnh mình, liền dịu dàng nói, lạnh không? Ừm, um, mặt đường khả hình dán chặt cánh tay của anh. Anh nhìn cô thật sâu, mới dịu dàng nói, vậy sát thêm nữa một chút, Đường Khả Hinh lại dán chặt cánh tay của anh, giúp vào bên cạnh anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, liền không nhịn được cười nói, cô đó, tại sao có thể để cho người khác không thương cô chứ? Hừ, mới vừa còn không để ý tới tôi, bây giờ nói lời này. Đường Khả Hinh lại làm núng, cố ý không để ý tới anh, nói. Trang Hạo Nhiên lại mỉm cười, che dù, ôm tài liệu, hai người đi dọc theo con đường rừng phong thật dài, đi tới phía sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy lối ra một con phố, có một ông lão chừng 80 tuổi, mặc quần áo mùa đông cũ nát, che dù, ngồi xổm ở trước một căn nhà, hai bên có chút vắng vẻ nhìn người xung quanh, âm thanh khàn khàn giao, quả dương đào ngọt. Quả dương đào ngọt đây. Trang hạo nhiên và đường khả hình dừng ở trong mưa, nhìn ông ta thật sâu, mới dựa vào nhau đi tới. Ông ơi, quả dương đào này bao nhiêu tiền một cân? Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía ông lão. Hai đồng một cân, nhà tôi dùng nước làm cá tưới rất ngọt ông lão ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người trẻ tuổi giống như rất có hy vọng cười nói trang hạo nhiên nghe vậy liền bảo khả hình đứng ở trước căn nhà chú mưa mình che dù ngồi xổm ở trước sọt quả dương đào cầm lên một trái dùng dao nhỏ rất nhẫn nại gọt vỏ đường khả hình đứng ở một bên yên lặng nhìn trang hạo nhiên đứng ở trước mặt của ông chủ hai mắt ôn nhu chăm chú gọt vỏ quả dương đào ngón tay thon dài trắng nõn đẹp mắt lộ ra vẻ thật an toàn và ấm áp. Cô nhìn anh, dần dần ngây người, cứ có cảm giác anh và cái người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, nhẹ nhàng trùng lắp vào nhau. Sau khi Trang Hạo Nhiên gọt vỏ, ăn một miếng, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, liền mỉm cười nói, toàn bộ đều chín. Không tệ, ông lão có chút vui vẻ. Cháu muốn mua hết, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền từ trong ví tiền móc ra 200 đồng, đưa cho ông lão. Quá nhiều, chỉ là mười mấy đồng, ông lão nói nhanh, không cần thối lại, đưa cho cháu cái sọt này, đan rất nhìn rất lạ. Trang hạo nhiên mỉm cười nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, ông lão cầm 200 đồng, áp lực cuộc sống làm cho ông không còn hơi sức kháng cự chuyện tốt bất ngờ. Trang hạo nhiên không nói nữa, mà vừa ăn quả dương đào, vừa cầm cái sọt nhỏ, mới nói, trời mưa rồi, từ nay về sau thời tiết lạnh như thế, không nên ra ngoài, ngã gãy xương, bán bao nhiêu tiền quả dương đào, cũng chị không khỏi, Mau trở về thôi." Anh nói xong, liền cầm dù, xách theo giỏ nhỏ đi tới trước mặt của Khả Hinh, ôm nhẹ cô vào trong ngực, cùng nhau đi trở về. Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng và nóng bỏng, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. "Cháu nhỏ, cảm ơn cháu, người có lòng tốt sẽ được đền đáp." Ông lão thật kích động nắm 200 đồng, nhìn về phía hai người trẻ tuổi, nói trang hạo nhiên và đường khả hinh đồng thời quay đầu nhìn về phía ông lão kia cùng mỉm cười một cái anh mua nhiều quả dương đào như vậy làm sao ăn hết đường khả hinh nhìn trang hạo nhiên nhẹ nhàng hỏi trang hạo nhiên suy nghĩ một chút mới cười nói có không ít quả xanh tôi định cắt một ít chưng cất rượu trái cây cho khả hinh đường khả hinh dừng bước lại nhìn anh trang hạo nhiên quay đầu mỉm cười nhìn cô nói thế nào không thích tôi biết tim của cô có chút không tốt quả dương đào rất tốt cho trái tim, trưng cất rượu trái cây, lại ướp lạnh, đối với trái tim rất tốt. sốt cuộc hai mắt đường khả hình hơi ửng đỏ nhìn anh. Trang hạo nhiên cúi xuống nhìn hai mắt đường khả hình kích động, anh cố ý đưa mặt lại gần, cụm chán của cô nói, nếu như cảm động, tối nay giúp tôi trưng cất rượu trái cây, ngày mai giúp tôi theo đuổi tinh xuyên. Sắc mặt của đường khả hình thu lại, tức giận gọi Trang hạo nhiên. Làm gì, Trang hạo nhiên biết cô tức giận cái gì, liền chạy nhanh rồi. Anh đứng lại đó cho tôi, đường khả hinh đuổi theo muốn đánh anh. Trang hạo nhiên cười né tránh cô. Hai người ở trong mưa phùn trắng xóa, vui vẻ nói cười, la hét chạy về phía trước. Có chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng ở trong mưa, hai mắt thâm thúy nhìn chồng chọc cô gái cười ngọt ngào trong mưa. chương 353, Thái Độ. Tổng Giám Đốc, bây giờ chúng ta phải đi nơi nào? Tài xế quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi hỏi tưởng thiên lỗi im lặng nhìn khả hinh đi theo sau lưng trang hạo nhiên cười thật vui vẻ thậm chí không biết nói đến chuyện gì càng cười ha ha hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng và đau đớn nhìn cái bóng dáng kia càng chạy càng xa anh mới từ từ khôi phục suy nghĩ nói đi bệnh viện vâng tài xế lên đáp lời liền trong mưa quay xe chạy về phía bệnh viện tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe nhìn mưa phùn thê lương nhớ tới đêm hôm đó đường khả hinh đứng ở phía sau khóc nói, ngày mai anh có thời gian rãnh không? Em mời anh xem phim có được hay không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu, anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Giọng nói ngọt ngào của cô gái kia vang lên, lại che giấu một chút chua sót. Quả nho ngọt nhất trên thế giới, chính là quả nho trưng cất rượu, nhưng tại sao quả nho ngọt, trưng cất thành rượu, lại chua như vậy? Bởi vì nó trải qua thời gian lắng đọc, lên men, trong thời gian đó chất chua sẽ chậm rãi xuất hiện. Tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn trắng xóa, đột nhiên chậm rãi nói trước hết không đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép, tài xế cầm tay lái, có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, mới nhìn phương xa, sâu kín nói, đến dạp chiếu phim quảng trường thế kỷ. Chấm ngoặc kép, tài xế suy nghĩ một chút, ngay lập tức im lặng thay đổi phương hướng, lái về phía một hướng khác tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn con đường lớn rừng phong phía ngoài cửa sổ chạy qua đường lớn tân hải thấy một đôi tình nhân dựa vào nhau chống chung một cái dù vui vẻ như vậy anh đột nhiên phát hiện mình và cô chưa bao giờ chống chung một cây dù ngay cả một chút ôn nhu cũng chưa từng cho cô hai mắt anh mãnh liệt lóe lên lại nhìn về phía tòa nhà câu lạc bộ á châu phương xa rất hoành tráng hiện ra trước mặt của mình cảm thấy gió lạnh mạnh nhào đến bầu trời đột nhiên có chút ánh sáng huyền ảo kỳ lạ nhớ lại hoàng hôn ngày đó hẹn đi xem phim, có một cô gái, bởi vì trong lòng tràn ngập tình yêu, nhào về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà kia, cười ngọt ngào, tất cả những thứ đó có liên quan đến anh, nhìn thấy cũng hết sức hấp dẫn, nhịp tim đập mạnh, đó là một loại yêu thật sâu, yêu tất cả thế giới của anh, thậm chí hai tròng mắt của cô lộ ra một chút ngọt ngào, ngọt ngào. Chiếc Rolls Royce ở mưa trên đường, nhanh chóng vọt đi. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, nhìn về phía câu lạc bộ, đột nhiên có loại trực giác, biết cô gái kia, đi ngang qua nơi này nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt của anh cũng lộ ra thương yêu. Hôm nay thành phố thật sự không náo nhiệt, có lẽ bởi vì dòng nước lạnh, có lẽ bởi vì mưa phùn bay bay, nhưng dạp chiếu phim bên kia vẫn chen chúc đông nghẹt, tình lữ sựa vào nhau, thậm chí còn có một số người đàn ông đang cầm hoa, mặc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, đang ngắm nhìn về phía trước. Chiếc Rolls Royce dừng ở dưới bậc thang quảng trường. Tài xế lập tức che dù, đi xuống xe, mở ra cửa xe phía sau. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt đi ra, nhận lấy cây dù trong tay tài xế, không nói một câu, đạp bậc thang ướt đẫm, nghe tiếng mưa phùn rào rào, từng bước từng bước đi về phía trước. Hôm nay chiếu cô gái những tháng năm kia chúng ta cùng theo đuổi, thật sự rất hay, cái loại ngây thơ tình cảm, để cho chúng ta nhớ tới những năm tháng đó chúng ta thật là ngốc nghếch. Chấm ngoặc kép, có một vài cô gái tựa vào trong ngực bạn trai, nói câu này. Tưởng thiên lỗi yên lặng nghe những lời này, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tôi đã xem lần thứ ba, vẫn hay như thế, nhưng tại sao phim này bắt đầu chiếu là trời đổ xuống vậy? Cô không nói, tôi cũng không nhớ, ngày đó vừa vặn tôi và bạn trai đến xem, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ cầm một bó hoa hồng, đứng ở trong mưa chờ bạn trai, đợi rất nhiều giờ, chúng ta đi vào, cô ấy ở nơi nào, chúng tôi xem xong rồi, cô ấy vẫn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi nghe những lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cô gái dắt nhau, vừa bước lên bậc thang, vừa nói những lời này. Tại sao muốn tự mua hoa chứ? Cô bạn ngạc nhiên hỏi, thật ngốc quá. Đây không phải là chuyện của đàn ông làm sao? Đúng vậy, thật đáng thương, ngay cả bạn trai tôi cũng nói, hy vọng bạn trai của cô ấy tới mau, nhìn rất đáng thương, tôi còn nói, nếu như bạn trai cô ấy tới, cô nhất định rất hạnh phúc, chắc chắn tình yêu nồng đậm mới có thể làm chuyện như vậy. Tưởng thiên lỗi đứng ở bậc thang trước, nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, chậm rãi buông cây rủ xuống. Mưa phùn rào rào bay đầy trời, tung bay ở trên thân của người đàn ông. Ánh đèn cao áp tại quảng trường thế kỷ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi cơn mưa phùn ào ạt, xung quanh người đi đường, bởi vì đã đến giờ, toàn bộ tràn vào dạp chiếu phim, tưởng thiên lỗi chậm rãi xoay người đứng ở trước quảng trường, nhìn về phía đám người nhộn nhịp, anh giống như thấy được một cô gái nhỏ đã từng đứng nơi này, ôm một bó hoa hồng, rất vui vẻ, nở nụ cười đầy ngọt ngào, nhìn về phía trước, toàn tâm toàn ý mong đợi người đàn ông kia đến, mặc dù trong lòng chua xót, nhưng cõi lòng vẫn đầy hy vọng. Tưởng Thiên lỗi khẽ nắm quyền, ngẩng đầu lên nhìn quảng trường từ từ vắng vẻ, một chút màu xanh dương cuối cùng trên bầu trời đã biến mất, còn sót lại tịch mịch thật sâu, đứa ngốc, em chỉ là một cô gái bình thường, đừng làm chuyện như vậy, chuyện như vậy phải để đàn ông làm, nếu như em không có tới, ít nhất người đàn ông vẫn mạnh mẽ một chút ướt át tràn vào vành mắt tưởng thiên lỗi đứng ở trước bậc thang cảm giác mất mát và bi thương ăn mòn tâm trạng của mình có lẽ phim đã bắt đầu đang phát bài hát trở về thuở ban đầu trong ký ức của anh anh thấy gương mặt ngây thơ của em đôi ta cuối cùng cũng đến được hôm nay những bức ảnh sờn cũ dưới bàn kia kết nối với vô vàn những kỷ niệm hôm nay chàng trai sẽ có được ngày hẹn cuối với cô gái một mưa phùn vẫn hòa vào nhau như khúc ca nhịp nhàng tung bay ở trên người của tưởng thiên lỗi, ánh mắt kiên nghị của anh, dần dần ở trong thế giới này, ướt đẫm. Phòng Tổng thống Bên trong phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Đường khả hình đứng ở trên cửa sổ sát đất, nhìn từng đường mưa nhỏ dài trên tường thủy tinh, liền có chút bất đắc dĩ nói, mưa này còn phải bao lâu mới tạnh. Tôi sẽ ngồi xe buýt, nhưng chờ không được. Trang hạo nhiên đã đổi lại đồ thể thao màu trắng đơn giản, cuốn tay áo lên, cầm đĩa thủy tinh, lúc đi tới phòng bếp, Mới nói, lo chuyện này làm gì? Tôi đưa cô về. Không cần, Đường Khả Hinh trực tiếp đi theo phía sau anh, đi về phía trước cười nói, anh luôn đi ngủ 10 giờ. Hiện tại cũng 8 giờ, làm xong rượu trái cây nghỉ ngơi sớm một chút, không nên lãng phí xăng, không làm cho thành phố thêm carbon dioxide, như vậy sẽ càng ngày càng không bảo vệ môi trường. Trang Hạo Nhiên đang cầm đĩa thủy tinh, quay đầu im lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười lại đưa ra đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào nói, tôi ngoan chứ. Tôi nghe lời chứ. chậc Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, đi vào phòng bếp, bên trong đã chuẩn bị xong gần 10 bình thủy tinh, đã chứa rượu trắng xong rồi, anh cầm tô thủy tinh để ở một bên, cầm quả dương đào gọt vỏ xong. Cắt từng lát từng lát, thỉnh thoảng ăn một miếng nhỏ, có chút chua, nhăn nhẹ lông mày, lại nói, rất ngọt, cái này nhất ngọt. Có thật không, Đường Khả Hinh lập tức đi tới bên cạnh anh, tò mò nhìn anh, hỏi. Ừm, Trang Hạo Nhiên im lặng nói. Tôi cũng muốn ăn thử một chút. Đường Khả Hinh lập tức nói. Tốt, Trang Hạo Nhiên liền cầm lên một mảnh quả dương đào, đưa tới trong miệng Khả Hinh. Ánh mắt của cô sáng lên, thật vui vẻ ăn miếng quả dương đào, nhất thời cảm thấy chua, làm cho cô nhíu mày, kêu to a a a a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn. Anh, ghét Đường Khả Hinh muốn phun ra, cô dám phun, Trang Hạo Nhiên quay đầu, nghiêm khắc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh, nhếch miệng, chua đến khó chịu, muốn phun. Từ từ ăn, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lại, xoay người cắt quả dương đào. Đường Khả Hinh hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới xoay người, cầm lên một cây dao nhỏ để tấm thất màu trắng xuống, cũng cầm lấy một quả dương đào cắt, vừa cắt vừa nói tại sao như vậy chứ? Cái gì? Trang Hạo Nhiên cắt xong một quả dương đào rất nhanh, sau khi đặt ở trong bình thủy tinh, hỏi: Tại sao quả nho ngọt ngào, trải qua thời gian lắng đọng, lên men, ủ ra rượu chua chua, mà có một số trái cây theo thời gian sẽ dần dần trở nên ngọt? Đường Khả Hinh vừa cười cắt miếng, vừa hỏi. Trang Hạo Nhiên đã cắt hết một quả dương đào nữa, mới nói, bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới này, theo thời gian cũng sẽ thay đổi. Đường Khả Hinh dừng động tác trong tay, Nhìn Trang Hạo Nhiên, nói tất cả sao? Ừ. Vậy tôi và anh thì sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi. Cũng sẽ, Trang Hạo Nhiên rất bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không lên tiếng cắt quả dương đào. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cắt quả dương đào một lớn một nhỏ, anh kêu ối một tiếng, để dao xuống, đi tới phía sau của cô, vươn tay bao bọc thân thể của cô, cầm dao, cúi xuống trách cứ nói, cô đang nghĩ cái gì hả? cắt trái cây như vậy, chừng cất rượu uống không ngon. Đường khả hình đè nén tức giận không lên tiếng, lại cúi đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cắt đều đặn quả dương đào, cô buồn bực, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh cúi mặt, hờn mắt hỏi chúng ta thực sự sẽ thay đổi sao? Tôi cảm thấy chúng ta cả đời cũng sẽ không, đời sau cũng không. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẽ mỉm cười, lấy thêm một quả dương đào, ôm cô vào trong ngực, nhanh chóng cắt từng lát từng lát, mới chậm rãi nói, có một số thứ, cô càng sợ mất đi thì sẽ mất càng nhanh, cứ để tự nhiên một chút, mình thoải mái, đối phương mới có thể thoải mái hơn. Cuộc sống gông xiềng rất nặng, không cần thiết phải cho đối phương lời hứa hẹn nặng nề, quan trọng bây giờ, chúng ta trả giá vì nhau là đủ rồi. Đường khả Hinh nghe lời này, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô. Nhưng phụ nữ thật thích nghe cam kết, hơn nữa rất ưa thích đàn ông cho cô một cam kết, có, sẽ rất hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nói. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình thật sâu, chậm rãi mở miệng, đứa ngốc, trên thế giới này đừng dễ tin lời hứa của người khác cho cô, bởi vì lời hứa này là của anh ta, không phải của cô. Mọi thứ có thể hoàn thành trên thế giới này, không phải là lời hứa hẹn, mà là thái độ của riêng mình. Đường khả hình suy nghĩ những lời này, mắt to chớp chớp, vẫn còn có chút không cam lòng. Trang hạo nhiên nhịn cười nhìn cô gái cố chấp, đột nhiên phốc một tiếng, bật cười, liền cúi xuống, cũng nhẹ chán cô, nói, được rồi, được rồi, được rồi, tôi cho cô một cam kết, tối nay sau khi cô về đến nhà, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Chấm ngoặc kép, không cần, tôi muốn sau này, đường khả Hinh làm nũng. Tối nay chờ điện thoại của tôi, Trang hạo nhiên không để ý tới cô, mà xoay người của cô, ôm cô vào trong ngực, mới tiếp tục cắt quả dương đào đường khả hình cũng không nhịn được cười. Sau khi hai người cắt hết quả dương đào, đường khả hình đeo bao tay bảo vệ môi trường trong suốt, đem từng miếng dương đào, đặt ở trong rượu trắng, hỏi tiếp cho đường đỏ sao. Đường gluco, trang hạo nhiên cầm một chén nhỏ, trong chén chứa đường gluco màu trắng. Tại sao, đường khả hình vừa bỏ vào vừa hỏi. Bởi vì thịt quả này vốn có màu xanh nhạt, thêm một chút màu trắng đường gluco, dịch rượu sẽ đẹp mắt hơn. Nhanh lên một chút, thời gian không còn kịp rồi. Hai người nhanh chóng đem từng chai rượu trái cây đã xếp xong đặt vào trong tủ bếp, nghĩ tới hai tuần lễ sau là có thể đưa vào phòng bếp các nơi, các đầu bếp có thể uống, cũng có thể dùng để nấu ăn, còn sót lại năm bình, trang hạo nhiên đặt ở trong quầy chuyên dụng của mình, cho khả hình, sau khi sắp xếp xong tất cả, trang hạo nhiên tắm rửa, thay t-shirt màu xanh dương, quần thường màu đen, đã sấy khô tóc, nói tôi đưa cô về. Đường khả hình nghe lời này, đột nhiên cười xấu xa, lập tức đi tới trước mặt trang hạo nhiên nắm chặt tay của anh trang hạo nhiên dừng lại nhìn cô anh đi nào đường khả hình lập tức nắm tay của anh nhẹ nhàng dắt anh lên cầu thang xoắn ốc trang hạo nhiên ngạc nhiên nhìn cô cười hỏi làm gì đường khả hình không lên tiếng chỉ kéo trang hạo nhiên đi lên lầu đi tới trước gian phòng ngủ màu trắng lập tức kéo anh đến bên giường đẩy anh ngồi xuống trang hạo nhiên ngồi ở trên giường không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô Đường Khả Hinh cười hi 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 bò lên giường. Cô làm gì thế? Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ bảo vệ thân thể, nhìn cô. Đường Khả Hinh cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới vén chăn màu trắng lên, mở ra một đoạn nệm trống, nói, nằm xuống. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Nhanh lên một chút, Đường Khả Hinh tức giận gọi anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền im lặng nằm xuống. Đường Khả Hinh lập tức đắp chăn cho anh, sau đó khéo léo nhìn anh, khẽ mỉm cười. Trang Hạo Nhiên dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt Trang Hạo Nhiên, giống như cô giáo mẫu giáo, nheo mắt cười nói, anh tốt nhất ngủ đi, đừng đưa tôi, bên ngoài lạnh lắm, trở về nữa, phải mất bao lâu thân thể mới ấm lên, hả? Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn về phía cô, đột nhiên bật cười nói tốt. Không bằng chúng ta ngủ chung đi, cô đắp chăn cho tôi. Đi, đường khả hình phi anh. Trang hạo nhiên không nhịn được cười. Đường khả hình lập tức tắt hết đèn bàn trước giường, chỉ còn một chút ánh sáng light blue ở tầng chót, nhìn khuôn đẹp trai và ánh mắt nóng bỏng của Trang hạo nhiên, cô nhìn thật sâu, cuối cùng sâu kín nói tôi không biết cam kết có ích hay không. Nhưng cả đời tôi vẫn rất nặng cam kết, bao gồm cam kết đã từng phá hủy má bên trái của tôi. Cô nhớ đến chai rượu đỏ kia. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn về phía cô. Đường khả hình lại thật lòng chân thành nhìn Trang hạo nhiên nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì cho dù như thế nào cả đời tôi cũng sẽ sống ở bên cạnh anh cho đến khi anh không cần tôi nữa hai mắt trang hạo nhiên lộ ra một chút dịu dàng đường khả hinh nhìn anh thật sâu khẽ mỉm cười liền muốn đứng dậy trang hạo nhiên nhìn bóng dáng sắp đứng dậy hai mắt chợt lóe đột nhiên giống như dã thú mãnh liệt đứng dậy ôm đường khả hinh vào trong ngực lập tức ôm cô vào trên giường đè ở trên người của cô cúi xuống hai mắt nóng bỏng nhìn cô Đường khả hình sửng sốt nhìn anh. Cô nhóc, chấp nhận hứa hẹn lung tung, không biết nặng bao nhiêu. Sau này còn nói lời như vậy, giết chết cô. Hai mắt trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn cô gái ngốc nghếch này, nói xong, đột nhiên hôn ở trán của cô. Đường khả hình giúp người lại, có chút căng thẳng nhắm mắt lại, cảm giác môi của anh lướt qua dòng điện tê dại. Trang hạo nhiên hôn nhẹ chán cô, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút đau tiếc, nếu như muốn một mình, vậy thì về nhà sớm đi. Hả? Đường khả hình nhìn anh, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Trang hạo nhiên nhìn cô thật lâu, mới chậm rãi buông cô ra. Đường khả hình liền nhẹ nhàng đứng lên, rất ôn nhu ngồi ở bên giường, kéo nhẹ chăn đắp cho anh. Hôm nay trang hạo nhiên thật mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, vươn tay, tắt ánh đèn ở cuối giường, mới đứng dậy đi xuống dưới lầu, không đến bao lâu, dưới lầu truyền đến một chút tiếng động nhỏ, cửa nhẹ nhàng đóng lại, ánh đèn bên trong phòng hoàn toàn tắt ngấm, Trang Hạo Nhiên mới chậm rãi mở mắt, nhìn bóng đen tịch mịch, nhưng không khỏi mỉm cười. Đại sảnh rất lạnh, đường khả hình trở về tòa nhà nhân viên, đổi lại áo khoác, mới ôm tài liệu, từng bước nhỏ, đi ra đại sảnh, mới vừa muốn đón mưa phùn tí tách, đi về phía trạm xe bus, lại thấy một chiếc ron roi chậm rãi trên con đường lớn, cuối cùng ngừng lại, cô yên lặng nhìn về phía cửa xe mở ra, tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nhàn nhạt đi ra, cũng đang nhìn mình, trong thoáng chốc, hai mắt trợn lóe cô lại im lặng không lên tiếng, ôm tài liệu, bước đi. Đường Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, cũng không có xoay người, lại gọi nhỏ. Chương 354, biết anh sẽ khổ sở. Đường Khả Hinh dừng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn mưa phùn thê lương phía trước, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, đưa lưng về phía mình rất kiên quyết và vô tình, hai mắt xoay tròn, chậm rãi hỏi, đi đâu? Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía trước, nói còn có thể đi đâu. Đã chế thế này, đương nhiên là về nhà. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy. Đường Khả Hinh không lên tiếng nữa, mới vừa muốn bước đi. "Đợi một chút." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gọi cô. Đường Khả Hinh muốn cất bước đi về phía trước, lại ôm tài liệu, ngừng lại, hai mắt hiện lên bi thương. Tưởng thiên lỗi im lặng nhận lấy cây dù màu đen tài xế đưa tới, mở ra, cất bước đi tới bên cạnh đường khả hình, nhìn hai mắt cô kiên quyết và lạnh lùng, chậm rãi nói trời mưa, anh đưa em đi. Hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút lạnh lùng, thở dài một hơi, ôm tài liệu, quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cười lạnh nói em làm sao dám phiền đại giá của anh. Đường khả hình em chỉ là một người bình thường, một chút mưa nhỏ này, em vẫn chống lại được, không dám để cho tổng giám đốc tưởng cao quý hạ mình chấm ngoặc kép cô nói xong liền tiếp tục đi về phía trước tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng lại che dù chậm rãi đi theo phía sau của cô đi khỏi ánh đèn đại sảnh khẽ nắm cánh tay của cô đường khả hình dừng bước lại lạnh lùng quay đầu nhìn về phía anh hai mắt tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn cô đường khả hình nở nụ cười cảm thấy thật im lặng đứng ở trong mưa nói không ra lời tưởng thiên lỗi bước lên một bước che dù nhẹ che trên đỉnh đầu cô nhìn cô chậm rãi nói anh đưa em đoạn đường trong trước mắt hai mắt đường khả hình đầy tràn nước mắt quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi lại nghẹn ngào cười hỏi đưa em đoạn đường đưa đến chỗ nào đưa em đến điểm cuối hay đưa em đến nửa đường em làm sao dám để cho anh đưa bởi vì anh vẫn luôn ở nửa đường ném em xuống chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô đường khả hình ôm phần tài liệu kia đứng ở trong gió rất lạnh rất lạnh trong lòng cô cứng rắn, thở mạnh một cái, mới trầm trọng nói, mới vừa có một người nói với em, nếu muốn đối phương không vứt bỏ mình, được quyết định không phải là lời hứa hẹn, mà là thái độ của chính mình. Em đột nhiên nhớ lại, chúng ta biết nhau lần đầu tiên vào buổi tối 3 năm trước, là em yêu cầu anh bỏ em lại. Chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi ở trong màn đêm phát ra ánh sáng giống như lệ. Đường khả hình nhớ tới mọi chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này, cô ôm chặt tài liệu, trong lòng chua xót nghẹn ngào nói, cho nên, anh nhìn không thấy em, ném em xuống, là em đáng đời, không có quan hệ tới anh. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, ngày đó anh không có tới. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói nhanh. Đường khả hình quay đầu, nhìn tưởng thiên lỗi, dưng dưng nói, em không có trách anh ngày không có tới, bởi vì trong lòng em biết, anh có thể sẽ không tới. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, Đau lòng trầm trọng hỏi, vậy tại sao em muốn đứng ở trong mưa, cầm hoa hồng chờ anh? Em không có, Đường Khả Hinh nói. Không được nói dối. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, nói. Em không có, Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt lăn xuống, khóc nói, em cầm bó hoa hồng kia là chờ bản thân mình. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Em đứng ở trong mưa là chờ bản thân mình, chờ tình yêu của mình chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn tưởng thiên lỗi, nước mắt lại từng viên lăn xuống, khóc nói, bởi vì em không muốn đem áp lực cho anh, em tự nói với mình, anh có thể sẽ không đến, vậy em chờ ở chỗ đó, không nên trách bất cứ ai, nhưng hôm nay em mới phát hiện, thật ra trong lòng em hận anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi xẹt qua một chút đau đớn, nhìn cô. Đường khả hình nhìn anh, tức giận khóc nói, trong lòng em thật hận anh. Rất hận anh, hận anh hôn em, hận anh để cho em sinh ra hy vọng, hận anh bỏ lại em hận anh lúc không có tới tại sao không gọi một cuộc điện thoại mặc dù em rất vui vì chị ấy có thể sống gọi cho em một cuộc điện thoại nói cho em biết niềm vui này không được sao để cho em cùng anh vui mừng vì chị ấy vui mừng vì chị ấy có thể sống em sẽ chúc phúc tình yêu của hai người mãi mãi có nhau nhưng tại sao vào lúc đó không chút nào nghĩ tới em vậy có lẽ anh đã từng động lòng với em nhưng cách tình yêu còn kém rất xa rất xa chấm ngoặc kép, đường khả hình, tưởng thiên lỗi đột nhiên gọi cô. Cha em nói, chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lăn xuống, nhìn người đàn ông đã từng rất yêu, khóc nói cái tên khả hình này nghe rất hay, trong lòng người gọi và người nghe đều rất mềm mại, nhưng anh vẫn luôn gọi cả họ tên của em, nhưng em nghe vẫn cảm thấy rất êm tai, thật ra em yêu cầu không nhiều lắm, bởi vì yêu anh, biết anh cô đơn và khổ sở, muốn đứng một chỗ cách anh không xa, lúc anh gọi em, em có thể nghe được ở bên cạnh làm bạn với anh, bởi vì em biết NS rất mệt mỏi. Xem một bộ phim, thật ra cũng không thay đổi được gì, chỉ muốn ở bên cạnh anh một buổi tối. Nhưng ngay cả một chút cơ hội này anh cũng không cho em, vừa mới xoay người một chớp mắt, đã hứa trọn đời với chị ấy. Tưởng thiên lỗi, anh làm tổn thương em, anh làm tổn thương em rất nặng, nặng đến không còn hơi sức, không có lòng tin yêu anh nữa rồi. Tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, nắm chặt cánh tay của cô. Anh buông tay đường khả hình ra sức giấy dụa mở sự kiềm chế của anh một mình đi trong mưa đêm tối tăm tưởng thiên lỗi nhanh chóng tiến lên nắm cánh tay của cô anh muốn làm gì em đứng ở chỗ này em rất lạnh em muốn về nhà em không muốn nhìn thấy anh đường khả hình lập tức hất tay của anh ra kêu to tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô nhìn hai mắt cô lăn xuống nước mắt nói xin lỗi anh không có cách nào cho em một chút ấm áp bởi vì tây trang của anh đều ướt hết rồi Đường khả hình rơi lệ nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nắm chặt cánh tay của cô, thở mạnh một cái, cúi xuống đau lòng nói, hôm nay anh đi dạp chiếu phim, xem bộ phim ngày đó chiếu rồi. Chấm ngoặc kép, đau đớn nhìn khả hình, trong lòng của đường khả hình chợt đau nhói. Tưởng thiên lỗi nắm chặt cánh tay của cô, trầm trọng nói, một mình anh đứng ở nơi đó rất tịch mịch, bản thân anh cũng không chịu nổi, anh nghĩ, bây giờ em ở chung một chỗ với ai, em và người nào ở chung một chỗ, anh cũng không chịu nổi, thật xin lỗi, ngày đó anh không có tới, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lại tuôn như suối. Hôm nay anh tìm em không có ý gì khác, chỉ muốn nghĩ tiễn em một đoạn đường, muốn tiễn em một đoạn đường, rất muốn rất muốn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm trọng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình, chậm rãi từ trong túi tây trang của mình móc ra điện thoại di động, giờ ở trước mặt cô. Đường khả hình im lặng nhìn về phía anh, nước mắt rơi xuống chảy tới cằm tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô gái trước mặt ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái màn hình nhấp nháy một luồng ánh sáng màu xanh dương rồi tắt ngấm đường khả hinh nhìn màn hình điện thoại tối đen tưởng thiên lỗi giờ điện thoại di động nhìn về phía cô nói như vậy có thể không nó sẽ không nhắc anh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có bất cứ ai nhắc nhở anh tối hôm nay anh đi cùng em để cho anh tiến em một đoạn đường chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn anh tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn về phía cô cất điện thoại di động, chống cây dù, nhìn cô nói, để cho anh tiến em một đoạn đường. Hả? Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, thật lâu thật lâu. Trước mặt ánh đèn xe trước sáng lên, quyết chậm rãi lái tới. Tưởng Thiên lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ dịu dàng, không nói chuyện nữa, mà nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô, cùng nhau đi về phía trước. Đường Khả Hinh theo anh đỡ, thân thể nhẹ nhàng xoay người, ở sức lực anh ôm lấy, hai mắt tràn lệ không nhịn được đi về phía trước. Xe buýt chạy nhanh tới chạm dừng lại. Tưởng thiên lối đưa đường khả hình đến cạnh cửa xe, thu xếp cây dù, sau đó theo cô đi lên xe. Đường khả hình sửng sốt nhìn về phía anh, hỏi anh muốn làm gì. Anh đưa em về nhà, theo cách của em, tiến em về nhà. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đỡ đường khả hình đi lên xe buýt không có một bóng người, sau đó đứng ở trước máy tính tiền tự động, móc ra 100 đồng trực tiếp ném vào hai mắt đường khả hinh dương dương nhìn anh tài xế cũng giật mình nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi cũng không nói gì im lặng đỡ đường khả hinh đi tới chỗ ngồi của hai người đỡ cô ngồi xuống gần cửa sổ mình cũng ngồi ở bên cạnh cô đường khả hinh quay đầu kinh ngạc nhìn anh tưởng thiên lỗi thật im lặng nhìn về phía phương xa sắc mặt hơi căng cứng hai mắt nhấp nhô đau lòng xe buýt ở trong mưa chậm rãi chạy về phía trước ngẫu nhiên quẹo cua bả vai hai người nhẹ nhàng dựa chung một chỗ đường khả hinh lại lạnh lùng lùng ôm tài liệu, nhìn phía ngoài cửa sổ, lại xuyên qua ảnh phản chiếu từ cửa sổ, thấy tưởng thiên lối cũng quay đầu, hai mắt lộ ra đau lòng và thâm tình nhìn mình, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, quay đầu nhìn về phía trước. Tưởng thiên lỗi nhìn cô lạnh nhạt như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước. Cả buồng xe không còn một người, chỉ có bóng dáng tịch mịch của hai người bọn họ, thỉnh thoảng bởi vì quẹo cua dựa nhẹ, thỉnh thoảng bởi vì chạy thẳng tách ra, làm bạn bên nhau, thật ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng nhẹ nhàng dựa chung một chỗ. Đường khả hình ngồi tại chỗ, không nhịn được chảy nước mắt. Tưởng thiên lỗi giống như cảm nhận được, liền hơi xoay người vươn tay muốn nhẹ nhàng lau cho cô. Đường khả hình quay đầu đi, đẩy nhẹ ra tay của anh. Thế nhưng anh lại xoay bả vai của cô, ngón tay, mang theo ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Trong lòng của đường khả hình đau nhói, hai mắt khẽ chớp, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên lỗi lại rất kiên nhẫn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, ngón cái quét qua nước mắt dưới mi mắt, lại một viên rơi xuống, rốt cuộc anh có chút bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, dịu dàng cảm tính khàn khàn nói, tại sao lại có người khóc thành như vậy? Nước mắt từng viên thật lớn, chấm ngoặc kép. So với chị ấy khóc còn muốn hơn sao? Đường Khả Hinh nghẹn ngào nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên lỗi dừng lại động tác trong tay, nhìn cô gái lúc này bởi vì đau thương dịu dàng như nước dịu dàng thương yêu nói, hôm nay chúng ta không nói đến bất cứ ai. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lại rơi xuống. Tưởng thiên lỗi im lặng lau nước mắt trên mặt cô, lau từng giọt từng giọt, mới phát hiện, tình yêu không phải một chút môi hôn, một chút đam mê, một chút kích tình, đó là một loại thương yêu sâu sắc, anh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường khả hình cũng chớp mắt lệ nhìn anh. Hai người nhìn nhau thật sâu, thật lâu thật lâu, cho đến khi xe buýt chạy qua thành phố Hoa Lệ, chạy qua cây tương tư, chạy nhanh qua con đường lớn Mộc Lan, cuối cùng dừng ở trước trạm xe buýt, tưởng thiên lỗi đi xuống xe trước, sau đó xoay người nhìn về phía đường Khả Hinh cũng muốn đi xuống, anh tự tay nhẹ nhàng nắm bả vai của cô, dìu cô xuống xe, mở dù, hai người cùng nhau im lặng đi về phía ngôi lầu nhỏ. Lúc này, đã 10 giờ tối, bởi vì trời mưa có dòng nước lạnh. Tất cả quán xá đều đóng cửa, chỉ có ánh đèn đường màu xanh dương nho nhỏ chiếu dọi làm cho con đường nhỏ tối om thêm một chút ánh sáng. Tưởng thiên lỗi đưa Khả Hinh đi tới trước mái hiên ngôi lầu nhỏ, mới dừng bước chân. Lúc này đường Khả Hinh vô cùng bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía anh nói anh đi về đi. Hôm nay cảm ơn anh đưa em. Tưởng thiên lỗi không nói lời nào, chỉ nghe nước mưa tí tách rơi vào trên dù tiếng vang thật tịch mịch, nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt anh lộ ra đau lòng, liền bình tĩnh nói nếu anh muốn bảo tài xế đưa anh, hiện tại gọi điện thoại cho ông ấy tới, nếu anh không muốn 15 phút sau còn có một chuyến xe buýt cuối cùng. Hẹn gặp lại. Cô bình tĩnh xoay người. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên gấp rút gọi cô. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhưng không có xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa trước mặt mình, nói anh biết tại sao em để cho anh đưa em không? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía bóng lưng của cô. Hai mắt đường Khả Hinh dưng dưng nói, đó là bởi vì em biết rõ, nếu như anh không đưa em, hôm nay anh sẽ rất khổ sở chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi tràn lệ. Nước mắt đường khả hình rơi xuống, lại cắn chặt răng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, loại cảm thụ này em hiểu rõ, thật khó chịu, thật khó chịu. Cho nên, anh đi trở về, em cũng về nhà. Chúng ta vốn không cùng đường, không có cần thiết gượng ép ở chung một chỗ, chỉ làm cho đối phương khổ sở hơn. Tạm biệt. Cô nói xong, liền nhanh chóng đè xuống mật mã, rơi lệ, kéo cánh cửa sắt ra, đi vào, vịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng thiên lỗi đứng ở trước cánh cửa đó, hai mắt mất mát chợt lóe, lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù rơi xuống đất, nước mưa cùng nhau chút xuống, tịch mịch ngây ngô. chương 355, thời gian một bài hát. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Đường khả hình không còn hơi sức đi vào, giống như bị người hút khô, hai mắt rời rạc không ánh sáng, tay nhẹ nhẹ đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhớ tới vẻ mặt bi thương của người đàn ông trong đêm mưa tối tăm, đột nhiên thân thể cảm thấy hư mềm, ngã xuống mặt sàn, hai mắt đỏ bừng, hiện lên giọt lệ. Câu kia, tại sao lại có người khóc thành như vậy? Nước mắt từng viên thật lớn, chấm ngoặc kép, lời nói dịu dàng giống như mới vừa vang lên bên tai, thâm tình, thương cảm, nỉ non. Đường khả hình chợt nghiêng người, ngón tay nắm chặt trên cửa, dường như muốn vặn bung ra cánh cửa kia, đột nhiên cảm thấy vội vàng, nhớ tới câu nói của anh hôm nay, Trang Hạo Nhiên. Tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi cũng không yêu cậu. Từ nhỏ đến bây giờ, cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai ai lấy được hoàn cầu, lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi, hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình buồn cười. Tôi mãi mãi cũng sẽ không để cho cậu đạt được, ngày tôi lấy được hoàn cầu chính là ngày tôi cưới cô ấy. Tay siết thành nắm đấm nặng nề nện vào trên ngực, đường khả hình liều mạng nện, nước mắt hủy khuất chảy, ngẩng đầu lên, cất tiếng hô to a, à. tưởng thiên lỗi đáng chết, tên khốn kiếp đáng chết a à, chấm ngoặc kép, cô lại đập mạnh lên ngực, ngẩng đầu kêu to, nước mắt từng viên lăn xuống, lại thất thanh khổ sở khóc tại sao anh muốn tới đây, tại sao anh muốn tìm em, anh không biết anh tìm em, em sẽ có hy vọng sao, em không muốn gặp lại anh, rất đau lòng. Đường Khả Hinh kêu khóc xong, thân thể không còn hơi sức nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, khổ sở kêu to tại sao anh chỉ lo cảm thụ của anh? Chẳng lẽ anh không thể suy nghĩ cho em một chút sao? Anh biết, anh tìm em, anh gọi em, em bị tổn thương thế nào sao? Em đau quá, đau chết mất. Mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào trên sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể của cô giống như bị người ta đâm, co quắp khổ sở khó chịu vào lúc này điện thoại di động vang lên đường khả hình vẫn đắm chìm trong bi thương trong khổ sở có rút đau đớn khổ sở giống như tất cả cơn sóng chiều đau đớn tuôn về phía mình từng đợt từng đợt không cách nào buông tha cho mình mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo hai mắt hơi hé ra tất cả đều là nước mắt cuồn cuộn đôi tay rũ xuống trên mặt đất cũng không nhúc nhích điện thoại di động tiếp tục vang lên ánh mắt đường khả hình nhẹ nhàng di động một chút cảm giác điện thoại di động ở trong túi rung nhẹ đó là một chút an ủi nho nhỏ. Nước mắt cô lại lăn xuống. Đúng lúc này, tất cả đau đớn bị nó làm giật mình, chạy trốn, từng điểm từng điểm giống như bóng ma biến mất ở trên người cô gái buồn bã đáng thương này. Ngón tay nhẹ nhàng di động, ở trên sàn nhà lạnh lẽo, đập đập nhẹ một cái, rốt cuộc di chuyển đến vị trí, nhét vào trong túi áo bành tô, nhẹ nhàng móc điện thoại di động đang rung không ngừng, ngón cái ở trong rét lạnh bi thương nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, khẽ thu nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đưa điện thoại thả vào bên tai, dịu dàng khàn khàn nói nhỏ alo. Chấm ngoặc kép, ngủ, trang hạo nhiên dịu dàng nói, lộ ra một chút sức sống tươi vui, ấm áp, từ bên kia truyền đến. Nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống, nhưng vẫn hồi phục tâm trạng, cầm điện thoại di động, nhẹ chống thân thể mềm nhũn tựa vào cạnh cửa, mới đáp nhẹ, ưm. Um. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên tựa vào trên giường, nghe âm thanh này, dường như có chút không ổn, liền hỏi nhanh cô làm sao vậy? giọng như vậy đã xảy ra chuyện. đường khả hình không dám nói dối anh, liền lau đi nước mắt, cúi đầu, có chút khổ nói tôi. lúc tôi mới vừa trở về, trời lạnh bị cảm. thật sự hôm nay cô mặc quần áo quá ít, sau khi khóc giống một trận, lại cảm giác miệng đau muốn ngất đi. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vừa nghe, bất đắc dĩ dừng lại, mới có chút trách cứ nói, không phải tôi đã nói đưa cô về sao? lại không để cho tôi đưa, xem đi, lại bị bệnh rồi, chấm ngoặc kép. Đường khả hình không lên tiếng. Trang hạo nhiên trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, mới từ từ đứng dậy, dùng tay mở đèn bàn trên bàn sách phía trước mặt, nhẹ nhàng hỏi uống thuốc chưa? Chưa, chấm ngoặc kép, đường khả hình lau khô nước mắt. Tắm chưa, Trang hạo nhiên hỏi. Chưa, chấm ngoặc kép. Vậy cô đang làm gì thế? Trang hạo nhiên hỏi. Tôi đang ngẩn người, thân thể không tốt lắm, hôm nay nhã tuệ lại phải thay trực cho quản lý. Chấm ngoặc kép, đường khả hình dịu dàng nói. Vậy cô chỉ có một mình ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, mặc cho mình ngã bệnh không để ý tới. Trang hạo nhiên bật cười hỏi. Đường khả hình suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động, dịu dàng hỏi trang hạo nhiên tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Hả? Đường khả hình tựa vào cạnh cửa, cầm điện thoại di động, giống như một đứa bé mới xanh, nhẹ nhàng hỏi, không phải nói, người đã bị bệnh cũng sẽ không thường ngã bệnh sao? Tại sao tôi luôn ngã bệnh vậy? Không phải nói, người thường bị đau, cũng sẽ không sợ đau sao? Tại sao tôi vẫn sợ đau như vậy? Bởi vì lòng người là xác thịt, không có không biết ngã bệnh, không có không sợ đau, cô không bảo vệ mình, thân thể của cô mãi mãi không có sức miễn dịch. Trang hạo nhiên có chút đau lòng vì cô, giống như biết ngày hôm nay cô xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình đầu choáng váng ngồi dưới đất. Nước mắt lại lăn xuống. Tại sao không lên tiếng, Trang Hạo Nhiên dịu dàng hỏi. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, ngồi trên đất, nhìn căn phòng nhỏ, dịu dàng nói, tôi chỉ cảm thấy, cô đơn khổ sở hơn so với rất nhiều thứ trên thế giới này. Cô đơn là giai đoạn mỗi người thành công đều phải đi qua. Trang Hạo Nhiên nói. Nhưng thật khổ sở, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể, đầu tựa vào trên đầu gối, nước mắt nóng hổi lại cuồn cuộn rơi xuống. Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lát, hai mắt khẽ lóe lên, mới dịu dàng cười nói, cuộc sống có các loại mùi vị khác nhau, khổ chỉ là một loại trong đó. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình dính vào trên đầu gối, nhìn về phía trước một chút, nước mắt lăn xuống. Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, không nghe được âm thanh, liền dịu dàng gọi, nhóc à. Ừm, um. chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm điện thoại di động đáp nhẹ. Nói chuyện đi, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, mỉm cười nói. Nước mắt đường khả hình rơi xuống, nói tôi đột nhiên rất cô đơn, rất tịch mịch, thật là sợ một mình, tối nay làm bạn với tôi có được không? Hát cho tôi một bài, hát cái gì cũng được. Chỉ cần để cho tôi nghe tiếng của anh, không để cho tôi cảm giác chỉ có mình, một mình tôi còn sống. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe lời này. Đột nhiên cảm tính mà cưng chiều mỉm cười, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói, được rồi, muốn nghe bài gì không biết chấm ngoặc kép đường khả hình không còn hơi sức mặt dán đầu gối nước mắt xẹt qua sống mũi nhỏ xuống trang hạo nhiên không lên tiếng hai mắt khẽ nhấp nháy chấm ngưng trong chốc lát mới chậm rãi mở môi mỏng dùng giọng hát dịu dàng truyền cảm tràn đầy thâm tình và cương chiều bắt đầu hát nhỏ ngày ấy là như thế rất nhiều người như thế nhưng cố tình để cho em gặp anh anh là người chân thật anh là người rất tốt em từng nghi ngờ em đang nằm mơ không còn một mình nữa tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh. Em sẽ an tâm, chấm ngoặc kép. Đường khả hình cầm điện thoại di động, sướng sờ, nghe trang hạo nhiên dùng giọng hát xúc động mà tràn đầy cương chiều, hát bài hát mình thật yêu thích, lòng của cô từ từ đắm chìm như lời du của mẹ, dần dần khôi phục lại, đầu tựa vào cạnh cửa, dịu dàng lộ ra nụ cười bi thương, tiếp tục nghe, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của anh. Yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới, đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng hát của Trang Hạo Nhiên giống như làn gió mát, nhẹ nhàng mơn man trước mặt của mình, ở trong không gian nho nhỏ này càng không ngừng lướt qua. Đường Khả hình nghe đến cuối cùng, cũng không nhịn được nở nụ cười, nở nụ cười cảm động, lại lau nước mắt trên mặt. tiếng hát vẫn không ngừng. em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận. cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể. chấm ngoặc kép. tiếng hát đột nhiên ngừng lại. đường khả hình sướng sờ, ngẩng đầu lên, cầm điện thoại di động, có chút mất mát hỏi, tại sao không hát nữa? đối phương không trả lời đường khả hình cầm điện thoại di động xứng sờ tại chỗ gọi nhỏ tổng giám đốc vẫn không có tiếng trả lời cô cầm điện thoại di động sửng sốt giống như thế giới này nhanh chóng rơi vào lạnh lẽo đúng lúc này có người ở sau lưng nhẹ nhàng gõ cửa một cái đường khả hình hơi sửng sốt cầm điện thoại di động xoay người nhìn về phía cửa phòng đóng chặt ngạc nhiên suy nghĩ đã trễ thế này ai vậy cô ngạc nhiên tắt điện thoại di động chống thân thể hư mềm đứng lên, tay cầm khóa tâm, vặn nhẹ một cái, cảm thấy gió lạnh lùa vào, phất lên tóc ngắn của cô. Cô trợn mắt nhìn đến trang hạo nhiên mặc áo len màu trắng, quần tây dài đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, trong tay cầm thuốc cảm, đứng ở trước mặt của mình, lắc lắc cái túi nhỏ màu trắng, anh nở nụ cười tươi vui quen thuộc, ánh mắt nhìn mình lộ ra một chút bất đắc dĩ, dịu dàng. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình xứng sở tại chỗ, Nhìn Trang Hạo Nhiên, không nói nên lời. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa nhìn mình giống như bị người điểm huyệt, trợn tròn mắt, anh không ngừng mỉm cười, nhìn cô thật sâu, mới dịu dàng nói, nếu như cô đơn, tìm thêm một ít bạn bè, hẹn một vài người đi dạo phố một chút, hoặc gọi điện thoại tâm sự, nhưng đừng bảo người khác ca hát ở trong điện thoại cho cô nghe. chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra dịu dàng và thương yêu, thở dài một hơi mới không nhịn được cười nói, bởi vì như vậy sẽ cô đơn nhơn, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn anh, nước mắt lăn xuống. Thật ra tôi không thích tăng tốc độ, nhưng mới vừa đạp chân ga, tôi mới phát hiện cũng cách nhà cô không xa, vừa đúng thời gian một bài hát. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nhìn đường khả hình, dịu dàng nói. Đường khả hình đứng tại chỗ, vẫn không lên tiếng, bởi vì một người đàn ông như vậy, trong báo táp này, trong khổ sở này, trong đêm khuya này, trong lúc cô đơn này, đi tới trước mặt của mình, tất cả mọi người trên thế giới này không hiểu được loại tâm trạng này, chỉ có mình mới biết, đó là một loại cứu vớt thật sâu, nước mắt của cô lại ảo ảo lăn xuống, nhưng cảm thấy quá mất mặt, vội vàng hé miệng, đôi tay che mặt, thân thể run nhẹ, nước mắt từ giữa kẽ tay rơi ra. Trang hạo nhiên đau lòng nhìn cô, nhưng không có nói gì, dịu dàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ôm chặt thân thể cô khổ sở run dày, hôn lên tóc của cô, mới dịu dàng cảm thán nói, không sao. Đều đã qua, chấm ngoặc kép. Đường khả hình ở nhiên trong ngực ấm áp của Trang Hạo, thân thể run rẩy mạnh hơn, nước mắt lại rơi xuống, rồi cuối cùng ở lồng ngực kiên cố của anh, nhẹ nhàng nước nở khóc thành tiếng, vừa khóc, vừa nắm quả đấm nhỏ, đấm nhẹ lên bờ vai của anh. Trang Hạo nhiên dịu dàng nắm quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay út, mới cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt cô, lẩm bẩm nói, ôi chao. Cô xem đi, tại sao khóc thành như vậy, nước mắt từng viên, con mắt sưng lên giống như quả đào rồi, khó coi chết đi được, sau này không ai thèm lấy đâu, tôi cấp cho cô bao nhiêu đồ cưới cũng không ai thèm lấy rồi. Chấm ngoặc kép, anh đáng ghét, đường khả hình đánh mạnh bờ vai của anh một cái, lại khóc giống như chai nước bật nắp. Trang hạo nhiên lại mỉm cười, mới vừa muốn trấn an cô, lại phát hiện sau lưng cửa không khóa, đối diện hàng xóm mở cửa đi ra nhìn xem xảy ra chuyện gì, hai mắt anh chợt lóe ôm nhẹ đường khả hình đi vào trong nhà, tay nhẹ nhẹ đóng cửa lại, nhấn khóa tâm. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 355